chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện 241 ruột gan cùng cào quý đồng chí. Ngày kế tỉnh lại, Ninh Tịch Nguyệt liền phát hiện chính mình đôi mắt chung quanh làn da phá lệ thủy nhuận, quần thâm mắt làm nhạc không làm nhạc nhìn không ra, tự mình cảm giác rất tốt đẹp. Mắt chung quanh làn da dễ dàng nhất và cả, nàng quyết định từ hiện tại liền chú ý điểm, bảo dưỡng làn da là kéo dài một cái quá trình, không phải một sớm một chiều là có thể chuẩn bị cho tốt. Ninh tịch nguyệt nhìn trong tay mắt cao, đến nhiều làm mấy vại, trong nhà lão mẹ cũng dùng dùng. Lúc này đây không cần chờ buổi tối, ba ngày cũng có thời gian làm. Nàng tưởng gần nhất đều có rất nhiều nhàn rỗi thời gian. Miêu đông nhật tử rất dài, nàng đến hảo hảo lợi dụng trong khoảng thời gian này vô luận là học tập vẫn là hưởng thụ trong sinh hoạt lạc thú ngồi ở trên giường đất cho chính mình giặt sạch một lần não vi một chậu trong lòng canh gà ninh tịch nguyệt mới bắt đầu hành động lên điệp hảo chăn bông hạ giường đất trần diệp sơ ăn mặc quần áo mơ hồ hai mắt hỏi tịch nguyệt hôm nay muốn đi câu cá sao hôm nay không đi cách một ngày lại đi làm phía dưới cá dưỡng dưỡng nàng cũng muốn đi chính là sợ cá câu nhiều khiến cho không cần thiết công phẫn vốn là đồ cá nhạc A à sự tình, cũng không thiếu về điểm này cá ăn. Hắc, ngày hôm qua câu cá nàng trộn đạo hướng không gian hồ sen thả mấy cái cá đi xuống, đến mùa xuân chuẩn có thể hạ cá con, như vậy hồ sen cá là có thể nhiều lên, hy vọng về sau có thể thực hiện ăn cá tự do. Ân, ừ, ta cũng không đi, lại hạ tuyết, bên ngoài thời tiết quá lạnh, bờ sông lạnh hơn, vẫn là ở trong phòng ấm áp một ít, chúng ta có thể cùng nhau đọc sách nói chuyện phím, còn có thể pha trà uống. Trần Diệp Sơ nói tới đây buồn ngủ hoàn toàn tỉnh, hưng phấn nói, đúng vậy, vây lò pha trà, ta sẽ pha trà, hôm nay nếu không ta pha trà cho ngươi uống, ta tay nghề cũng không tệ lắm. Có thể nha. Ta nhìn ngươi nấu, thuận tiện trộn một chút sư. Ninh tịch nguyệt gật đầu, vui vẻ đồng ý cũng đối nàng nghịch ngợm chớp chớp mắt. Vây lò pha trà như vậy sinh hoạt nàng còn không có thể nghiệm quá, như vậy sẽ hưởng thụ sinh hoạt sự tình, đương nhiên có thể có. Trộn đi, tùy tiện trộn, ta còn có thể giáo ngươi, rất đơn giản. Trần Diệp Sơ tùy ý vẫy tay, đối với kế tiếp vây lò pha trà thực chờ mong. Đến đi chuẩn bị điểm đồ ăn vặt. Ninh Tịch Nguyệt cũng suy nghĩ muốn chuẩn bị đồ vật. Còn có phía trước nàng ở thư thượng nhìn đến quá mỹ nhan dưỡng sinh trà, có thể thử nấu một hồ. Vây quanh bếp lò trò chuyện thiên hoặc là đọc sách làm việc hẳn là đều thực không tồi. Ngẫm lại đều có một chút tiểu kích động. Khi chúng ta nhanh lên thu thập đi ninh tịch nguyệt nói chính mình cũng nhanh hơn tốc độ thu thập hảo hai người đều nhanh chóng động lên trận này vây lò pha trà thưởng tuyết hoạt động từ trần diệp sơ đưa ra ninh tịch nguyệt đồng ý toàn bộ thanh niên trí thức trong viện nữ thanh niên trí thức cộng đồng tham dự mặt sau còn tới một cái lý tú tú sáu cái nữ sinh vây quanh ở thanh niên trí thức viện cái kia ăn cơm trong đại sảnh nổi lên một cái bếp lò mỗi người đều cống hiến ra chính mình một phần lực lượng mang theo chính mình ăn vặt lại đây một người mang một chút dẫn tới trên bàn ăn vặt chủng loại rất nhiều, thực đầy đủ hết. Nàng chính mình mang quá khứ chính là Mỹ Nhan dưỡng sinh trà, cố ý nấu một đại hồ, bên trong nàng còn thả nhân sâm cần. Trừ bỏ nước trà nàng còn đem trước kia dùng lợn rừng thịt làm hương cây thịt khô cắt một tiểu khối, dùng ớt khô xào một mâm đoan qua đi. Sở dĩ lộng thịt khô, không phải nàng hào phóng, mà là nàng các bạn nhỏ quá hào phóng, không lộng điểm đều lấy không ra tay. để nhất vị tiểu đồng bọn Trần Diệp Sơ nàng cung cấp trà có trà hoa cùng quả trà hoa là mùa hè nàng đi trên núi trích các loại giả thứ hoa mùa thu đi trích giả cúc hoa cây kim ngân chờ hoa dạy tạo thành quả trong trà trái cây làm theo nàng nói là nhà nàng trong viện loại cây ăn quả kết quả tử phơi khô mà thành nàng nải nải bào chế xuống nông thôn khi cho nàng tắt một đại vại trừ bỏ trà đương nhiên còn không thể thiếu nàng nải nải giáo nàng làm cây rác khoai tây phiến hai bàn tiểu bánh quai chèo một mâm nghe đến đó nên tịch nguyệt nhoẻn miệng cười trong lòng biết rõ ràng ân dịp sơ cái kia vạn năng nải nải thật lợi hại cái gì cũng biết nàng cũng hảo muốn như vậy một cái nải nải lại nhìn về phía ngô quế phương nàng mang đến nhưng đều là chính mình thân thủ làm nguyên nước nguyên vị chính mình làm bánh chẻo áp chảo chính mình xào quả phỉ chính mình xào nấm làm quả phỉ cùng nấm làm đều là mùa thu khi ở trên núi nhặt về tới tồn hương vị thực không tồi vương manh manh mang đến đồ vật tương đối quý trọng điểm nàng ngày hôm qua bắt được một cái trong nhà gửi lại đây bao vây lần này mang đến đồ vật đều là hôm qua mới bắt được tay cha mẹ ái. Có kim gà bánh quy, có hồng tôm tô, còn cho các nàng một người vọt một chén sữa mạch nha, có thể nói là danh tác, bất quá xem nàng bộ dáng không phải thực để ý mấy thứ này, cười đến thực vui vẻ. Lý Tú Tú mang đến chính là tóc mỡ, trang một chén lại đây, là nàng mụ mụ làm nàng mang, nghe Lý Tú Tú nói lên muốn tới chơi thực duy trì. Còn cho nàng trang chút nhà mình xào đậu tầm cùng đậu Hà Lan ở trong túi cùng nhau mang lại đây, đồng thời còn không thể thiếu mùa đông được hoan nghênh nhất khoai lang đỏ, lý gia mụ mụ cố ý tuyển sáu cái lớn nhỏ vừa phải, thích hợp nướng ăn. Cuối cùng thích náo nhiệt lưu giao nghe được vây lò pha trà nói chuyện phím, nàng nhất tích cực, lục tung tìm rất nhiều ăn vặt ra tới, còn từ nàng biểu ca vu tri ngộ nơi đó chuyển vài thứ. Cái gì hạt dưa đậu phộng, long cần tô từ từ đồ ăn vặt đều mang đến, người nhưng thật sự, thật sự đến còn đem ngày hôm qua câu đến tiểu ngư làm thành tiểu cá khô đều lấy ra tới một người phân một cái. Bất quá, nàng thấy được, là đi vu tri ngộ nơi đó lấy lại đây, xem với thanh niên trí thức giúp đỡ cùng nhau đưa lại đây khi kia mang theo tươi cười khóe miệng, liền biết hắn là muốn cho Trần Diệp Sơ nếm thử. Đi thời điểm được đến Trần Diệp Sơ phao một ly quả trà, kia khóe miệng mỉm cười đã lan tràn đến cả khuôn mặt, đuôi lông mày thượng đều là ý mừng, trên trán sợi tóc đều nhếch lên tới. Ninh tịch nguyệt, di, luyến ái toan xú vị, đột nhiên liền tưởng nhà nàng quý đồng chí, cũng không biết quý đồng chí đang làm gì mà xa ở thượng hải quý đồng chí nhìn đến ninh thanh trí ở trước mặt hắn khoe ra trên cổ khăn quàng cổ là muội muội cho hắn dệt chịu đựng nghe hắn khoe ra không đánh gãy nhưng trong mắt đều là hâm mộ suy nghĩ lại phiêu xa còn có điểm lo lắng sốt ruột nội tâm thấp thỏm lại nôn nóng cũng không biết hắn viết lá thư kia nguyệt nguyệt có hay không nhìn đến cũng không biết nguyệt nguyệt có hay không cho hắn hồi âm muốn hồi âm là như thế nào hồi hắn là cự tuyệt vẫn là đồng ý không được hắn đến đi hỏi một chút đứng dậy rời đi văn phòng đi ra ngoài đang đắc ý vào giạc lý trên cổ khăn quàng của ninh thanh trí phát hiện trước mắt trung thực người nghe không thấy tò mò hô to hắc, lão quý ngươi đi đâu nhi đâu phòng thường trực ninh thanh trí kỳ quái lẩm bẩm tự nói lão quý không phải hôm qua mới đi phòng thường trực như thế nào hiện tại lại muốn đi có cái gì bảo bối muốn tới mỗi ngày đều đi xem ai ngươi từ từ ta cũng đi ninh thanh trí đi theo chạy tới hắn nhưng thật ra muốn qua đi nhìn xem là cái gì. Phòng thường trực Quý diễn minh nhấp môi gõ gõ phòng thường trực môn, lão dương, có hay không ta tin hoặc bao vây. Lúc này, mặt sau đuổi đi chạy tới Ninh Thanh Trí vỗ bờ vai của hắn lên án nói, lão quý, ngươi như thế nào còn mang chạy, người khác còn tưởng rằng đôi ta làm gì đâu, vô cùng lo lắng đi phía trước hướng. Không chờ quý diễn minh nói chuyện, phòng thường trực dương đồng chí buông bút ngẩng đầu hài hước nhìn hắn, ta nói lão quý đồng chí, ngươi không phải sáng nay thượng năm điểm mới đến quá sao như thế nào lúc này mới qua đi bao lâu lại tới nữa ninh thanh viễn giật mình nhìn hắn gì tiểu tử ngươi hôm nay buổi sáng liền tới quá một lần rốt cuộc là ai phải cho ngươi gửi thứ gì làm ngươi cứ như vậy cấp không có lúc nào là không ở chờ đợi tạm thời là cái bí mật quý diễn minh một lần nữa nhìn về phía phòng thường trực lão dương đồng chí không thèm để ý hắn hài hước ánh mắt tiếp tục hỏi ngươi liền nói có hay không ngươi tiểu tử này lão dương đồng chí bất đắc dĩ lắc đầu không có ngươi tính tính thời gian thật muốn tới rồi hỏi lại vả lại ta lại không phải sẽ không thông tri các ngươi không cần phải nhiều lần chạy tới hỏi ha quý diễn minh hắn cũng biết nha tính thời gian từ bên kia gửi lại đây thư tính ít nhất còn phải đợi năm ngày mới có thể đến nhưng hắn chính là nhịn không được a à, lão cảm thấy có tin tới chính mình bỏ lỡ không tới nhìn xem trong lòng không yên ổn lão dương ngươi đừng động hắn nhìn xem nhà ta người có hay không gửi đều đến nơi đây tới, Ninh Thanh Trí cũng nhân tiện hỏi một chút, tuy rằng hắn cũng biết thời gian không nhanh như vậy. Không có ngươi, người nhà ngươi cũng không rời đi bao lâu, chờ xem, sáu ngày qua đi hỏi lại, nếu thực sự có, ta nhất định cho ngươi hai kịp thời đưa lại đây. Lão Dương nói xong làm lại cầm lấy bút máy cúi đầu đuổi nhân đạo, được rồi, các ngươi đều rời đi đi. Đi thôi, lão quý, ăn cơm trưa đi. Ninh Thanh Trí dự kiến bên trong kết quả, vỗ vỗ hắn xoay người đi phía trước đi www net Quý diễn minh đi theo hắn phía sau, còn nghĩ tin, vẫn luôn không kết quả, đó là ruột gan cùng cào tưởng, vừa được điểm không liền tưởng. Không được, hắn đến làm điểm cái gì mới được, ân, gửi điểm ăn quá khứ, liền như vậy quyết định. Quý đồng chí trước mắt trạng huống ninh tịch nguyệt là không biết, nàng cũng chính là nhìn đến vu tri ngộ kia không đáng giá tiền tươi cười mới nghĩ đến quý đồng chí một chút. Nàng hiện tại đang ở cùng tiểu tỷ muội nhóm ăn đồ vật, thưởng cảnh tuyết, khoác lát huyên thuyên đâu. Chương 242 quyền đầu cứng. Rồi sau đó mấy ngày, đại liễu đội đều tại hạ tuyết. Ninh tịch nguyệt liền hảo chơi. Không phải ở cùng tiểu tỷ muội chơi tuyết chính là ở cùng đội thượng bạn vong niên nói chuyện phím, không phải ở học tập trên đường chính là ở ăn cái gì trên đường. Nhật tử quá đến vô ưu vô lự, tiêu sái tự tại, chỉ ở bị rải cẩu lương khi nhớ tới quý đồng chí, một chút cũng chưa nghĩ đến nơi xa quý đồng chí chờ nàng hồi âm, chờ đến trong mòn con mắt trong mòn con mắt quý đồng chí cấp ninh tịch nguyệt gửi một bao ăn sau khi rời khỏi đây an lòng xuống dưới một khắc trong đầu tưởng tượng thấy ninh tịch nguyệt thu được đồ vật sau biểu tình đột nhiên não bổ đến nếu là hồi âm cự tuyệt này mới vừa gửi đi ra ngoài đồ vật khẳng định là sẽ bị lui về tới trong lúc nhất thời cả người đều không tốt một có nhàn rỗi thời khắc lại bắt đầu cân nhắc lá thư kia sự cuối cùng chỉ có thể bức bách chính mình càng thêm công việc lưu bù lên sự tình gì đều ôm đến chính mình trên người làm không lưu một chút nhàn rỗi thời gian xuống dưới tưởng Quý đồng chí không có thời gian suy nghĩ, mặt trên lãnh đạo đối hắn càng vừa lòng, đã có thể khổ những cái đó bị thao luyện tân binh viên. Lúc trước cái kia ở tập thể hôn lễ thượng cùng Ninh Tịch Nguyệt đến gần quá Triệu Tiểu Xuân nhất thống khổ. Ăn cơm khoảng cách Triệu Tiểu Xuân đấm xuống tay cánh tay đang ăn cơm cùng đồng đội kể khổ, người nói chúng ta huấn luyện viên có phải hay không gặp được sự tình gì, tâm tình không tốt lắm liền liều mạng thao luyện chúng ta, ta nhìn đến hắn có một lần chạy phòng thường trực lại tâm tình hạ xuống trời đi, khẳng định là Hắn đối diện chiến hữu nhìn đến huấn luyện viên tới, chạy nhanh cho hắn nháy mắt ra dấu, đáng tiếc hắn quá đầu nhập, không thấy được, trong miệng còn tiếp tục ở nơi đó bla bla, đối diện chiến hữu tưởng đứng lên kêu người, bị quý diễn minh ngăn lại. Triệu tiểu xuân cúi đầu bào cơm, không thấy chung quanh trạng huống tiếp tục toái toái niệm. Ta nhất định là đắc tội hắn, như thế nào đối ta như vậy chú ý, luôn chọn ta tật xấu cho ta thêm huống. Triệu tiểu xuân nói tới đây ngẩng đầu, nhìn đến chính mình đồng đội ăn cơm không tích cực, nghi hoặc hỏi, lão hồ, ngươi như thế nào không tiếp tục ăn? hôm nay đồ ăn còn rất không tồi. lão hồ dùng ánh mắt ý bảo triệu tiểu xuân rốt cuộc phát hiện không đúng địa phương, quay đầu xem qua đi liền phát hiện ma quỷ huấn luyện viên đang ở hắn sau lưng lạnh một khuôn mặt nhìn chằm chằm hắn. giáo huấn luyện viên triệu tiểu xuân sợ tới mức thanh âm đều nói lắp, trong lòng thẳng hô xong đời. triệu tiểu xuân quý diễn minh lạnh như băng kêu tên đến. triệu tiểu xuân theo bản năng đứng thẳng thân thể nơi công cộng tùy ý nghị luận huấn luyện viên, cơm nước xong đi sân huấn luyện thêm huấn 50 vòng phụ trọng. Đúng vậy. Triệu Tiểu Xuân cúi chào dứt khoát lưu loát trả lời, không dám có một tia khác thanh âm. Đây là hắn nên phạt, hắn nhận. Quý Diễn Minh nói xong lời nói sau bưng hộp cơm xoay người đi ra ngoài, đi không phải địa phương khác, chính là phòng thường trực. Mới vừa Triệu Tiểu Xuân nói làm hắn nhớ tới hôm nay còn chưa có đi phòng thường trực đánh tạp. Dựa theo nhật tử suy tính, cũng chính là hai ngày này có thể tới, Hắn đến đi nhìn một cái có hay không. Mới vừa đi đến phòng thường trực cửa còn không có mở miệng dò hỏi, phòng thường trực lão Dương liền vui tươi hớn hở cười, "Lão quý đồng chí, lại tới nữa, lần này tới xảo, vừa đến một đám thư tín cùng Bao Vây, bên trong vừa lúc có ngươi cùng Ninh Thanh Trí Bao Vây, khóa lại cùng nhau đưa lại đây." Thật sự, Quý Diễn Minh vui mừng không xiết, gấp không chờ nổi chạy tới ký tên đăng ký lĩnh, chỉ cần là cùng lão Ninh Bao Vây khóa lại cùng nhau này liền thuyết minh là hắn tâm tâm niệm niệm ngóng trong nguyệt nguyệt gửi tới đồ vật. Lão Dương đồng chí đem bao vây phóng tới hắn bên cạnh, chống cái bàn treo chọc nói, cái này đồ vật tới rồi có phải hay không liền sẽ không mỗi ngày tới chúng ta phòng thường trực đi bộ mấy tranh. Quý diễn minh đối hắn miễn cười một chút không trả lời, tiếp tục điền tin tức. Hắc, xem ngươi này cao hứng dạng, chuẩn là sẽ không tới. Lão Dương đồng chí cười ha ha, ngẩng đầu nhìn đến cửa sổ ngoại ninh thanh trí cầm hộp cơm lại đây, đối hắn vẫy vẫy tay, mau tới đây, còn có người bao vây, lão quý đồng chí cũng ở đăng ký. Tới. Ninh Thanh Trí chạy chậm lại đây, ở quý diễn minh đăng ký xong sau đem chính mình tin tức điền hảo. Hai người lãnh hai cái bọc nhỏ buộc chặt ở bên nhau bao vây rời đi phòng thường trực. Quý diễn minh chạy nhanh hồi ký túc xá, Ninh Thanh Trí cũng không về nhà, đi theo hắn một khối hồi ký túc xá. Ninh Thanh Trí nhìn hai người bọn họ bao vây ở bên nhau, tò mò hỏi, lão quý, ngươi chờ sẽ không chính là ngày đó ngươi làm ta muội cho ngươi viết kia quyển sách cảm tưởng đi có phải thế không mở ra nhìn lại nói quý diễn minh đã gấp không chờ nổi muốn nhìn bên trong đồ vật ruột gan cồn cào nhiều như vậy thiên chính là vì này nhất thời khắc hắn đem trong đó một cái bao vây đưa cho ninh thanh trí kia theo sau cầm thuộc về chính mình cái kia bọc nhỏ đi đến mép giường một mình nhìn ninh thanh trí cũng không lại quản hắn cầm chính mình bao vây ngồi xuống mở ra nhìn quý diễn minh nhìn hắn một cái mới tiếp tục mở ra túi đầu tiên nhìn đến chính là bên trong một vại dược, sau đó dược phía dưới đè nặng một phần quý đồng chí thân khải tinh. Hắn đem dược lấy ra tới phóng tới một bên, hoài thấp thỏm lại kích động tâm tình móc ra lá thư kia, mở ra phong thư tay rung nhẹ nhẹ, thâm hô một hơi sau lấy ra bên trong tinh mở ra nhìn. Một hàng một hàng, trục câu trục tự nhìn, mấy ngày nôn nóng ở hắn đi xuống xem tinh sau dần dần yên ổn xuống dưới. Thay thế chính là một cổ khó lòng giải thích vui sướng ở trong tim chậm rãi tràn ra, theo trái tim chảy ra đi máu thổi quét toàn thân cho đến thư tính cuối cùng một chữ xem xong hồi lâu hắn đều không nghĩ buông trong tay thư tính, lại trọng đầu đến đuôi một chữ một chữ tinh tế phẩm đọc, cảm thụ được giữa những hàng chữ biểu đặt ra tới ý vị. Nhưng mà, bên cạnh Ninh Thanh Trí xem xong tin tưởng khó chịu, đặc biệt là nhìn thư tính nửa đoạn sau lão nhị viết nội dung, kia một câu. Đại ca, trọng nói cho ngươi, ta phát hiện quý đồng chí cấp muội muội viết một phần không giống bình thường tin, hư hư thực thực muốn làm chúng ta muội phu, muội muội giống như cho hắn viết hồi âm, ngươi xem hắn phản ứng nghiền ngẫm một chút tin nội dung ha nếu là thật xác định xuống dưới ta đánh giá muội muội quá mấy ngày liền sẽ cho chúng ta chào hỏi nhưng cơ hội này ngươi muốn làm gì liền làm gì ha ngươi hiểu nhớ rõ cho ta viết hồi âm ninh thanh trí buông tin ánh mắt quán hận quan sát đến đối diện xem tin người quyền đầu cứng chương 243 cả nhà đều sẽ không bỏ qua ngươi ninh thanh trí lại một cẩn thận quan sát đến quý diễn minh biểu tình cư nhiên nhìn đến trên mặt hắn nhộn nhạo xuân phong đắc ý mỉm cười đồng thời kết hợp lão nhị cho hắn viết tin, nắm tay niết đến tạp tạp rung động, tiếp tục vừa thấy hắn, kia trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạng. Hảo Nha, Quý Diễn Minh, lão tử đem ngươi đương huynh đệ, ngươi cư nhiên cổng ta cho ta muội viết thông báo tin. Ninh Thanh Trí vẫn nộ tiếng lên nắm hắn cổ áo, một quyền hướng tới hắn trên mặt liền phải đánh qua đi. Bị Quý Diễn Minh chặn lại tới. Ninh Thanh Trí nắm hắn cổ áo tử càng thêm phẫn nộ, ngươi còn phản kháng, ta cho ngươi nói Quý Diễn Minh, ngươi như vậy còn muốn làm ta muội phu, ta này qua ngươi liền quá không được, tới, đánh một trận. Không phải, huynh đệ, ngươi nghe ta giải thích, gương mặt này ta phải yêu quý điểm, ngươi có thể đánh địa phương khác, chúng ta đổi một chỗ, đi sân huấn luyện, bồi ngươi đánh cái đủ. Quý diễn minh thực nghiêm túc nhìn hắn nói, trong tay lại là đang lén lúc đem tinh trang hảo lặng lẽ nhét vào chăn bông tất giấu. Chắn mặt lần này hắn là cố ý chặn lại tới, không phải hắn phản kháng, hắn anh em kết nghĩa bảo bối muội muội đều cậy đi rồi, ai một đốn đánh cũng là hẳn là, đánh trên người địa phương khác đều có thể, nhưng mặt hắn đến che chở điểm. Hắn gương mặt này cũng là lấy được thành công bí quyết chi nhất, đừng tưởng rằng hắn không biết Nguyệt Nguyệt cũng là thích người lớn lên xinh đẹp, đối với người lớn lên xinh đẹp lời nói đều phải nhiều vài câu, hắn đến bảo vệ tốt mới được. Ninh Thanh Trí đều bị khí cười, ta không nghe ngươi giải thích, như thế nào ngươi chính là dựa này trương tiểu bạch mặt bộ đi ta muội muội ta liền phải đánh, ta còn muốn nhiều đánh vài cái. Ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng ninh thanh trí vẫn là đem lời nói nghe lọc được tay so miệng thật thành thật liền không đánh hắn mặt chỉ hướng trên người hắn thịt nhiều địa phương tiếp đón đánh không xấu địa phương tiếp đón còn khống chế được lực độ bởi vì muội muội nguyên nhân đánh nhau hắn vẫn là có điểm cố kỵ đánh đến một chút đều không thoải mái càng đánh càng nén giận lại nhìn đến trước mắt bị đánh người không chỉ có nhậm ngươi đánh còn mang theo miệng cười xem ngươi làm hắn nắm tay rơi xuống đi cũng chưa ý tứ ngươi đừng cười như thế nào không hoàn thủ Ninh Thanh Trí tức giận ngừng tay, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Quý Diễn Minh tiếp tục mặt mang mỉm cười nhìn hắn, không dám nói lời nào. Hắn phản kháng lại cảm thấy không tốt, không phản kháng cũng cảm thấy không tốt, hắn hiện tại ở huynh đệ trong mắt vô luận làm cái gì đều là không tốt sự tình, làm cái gì đều nhìn không thuận mắt, hắn lý giải huynh đệ tâm tình, hắn không đi đổ thêm dầu vào lửa. Ninh Thanh Trí càng xem hắn tươi cười trong lòng càng bực bội, nổi giận đùng đùng lôi kéo hắn quần áo túng người đi ra ngoài, đi, sân huấn luyện đi tới. Đi đến sân huấn luyện. Ninh Thanh Trí buông ra hắn tay, nói, "Lần này làm ngươi đánh trả, chúng ta thống thống khoái khoái đánh một hồi." Nơi này nơi sân rộng lớn, đánh nhau là cho phép, đánh người có thể phóng đến khai, sẽ không bó tay bó chân. "Hảo, chúng ta thống khoái đánh một hồi." Quý Diễn Minh gật đầu đồng ý. Nhất định làm tương lai đại cửu ca thống khoái đánh một hồi. Hai người đánh vào cùng nhau, chung quanh vây xem đồng chí nghe tin mà đến rất có hứng thú nhìn hai người cách đấu, thường thường còn lời bình vài câu. Đồng cấp chiến hữu. Nha, như thế nào là hai người bọn họ ở chỗ này đánh, ngày thường không đều rất hài hòa sao, hảo đến cùng một người dường như. Không cho phép hai hảo huynh đệ quá qua tay. Cấp dưới học viên. Lần này thấy thế nào quý diêm vương vẫn luôn ở vào hạ phong nha, nơi chốn đều bị đánh. Các ngươi biết cái gì, đây đều là sách lược. Đó là ninh huấn luyện viên lợi hại. Cảm kích nhân sĩ hai cái cầm cái bao vây trở về liền đánh nhau rồi mau xem quý huấn luyện viên chặn lại trên mặt một kích ta liền nói là sách lược nên huấn luyện viên quá lợi hại lại ra một quyền thẳng đi bả vai quý diễn minh cố ý bị đánh xét thấy phía trước đánh trả không hoàn thủ đều phải bị ghét bỏ nhưng lại muốn cho tương lai đại cửu ca đem trong lòng hỏa khí cấp tràn ra tới hắn không thể không hao tổn tâm huyết đánh nhau nhìn như nghiêm túc nghênh chiến kỳ thật không lộ dấu vết lộ ra sơ hở không thể để cho người khác nhìn ra là cố ý còn muốn cho đối diện đánh đến có thành tựu cảm, đem lửa giận phát tiết ra tới. Xét thấy bảo hộ mặt động tác sẽ kích thích đối phương cảm xúc làm hỏa khí lại dâng lên, sở hữu trên mặt còn muốn quải điểm thương, nhưng không thể quá tàn nhẫn. Thật sự là khảo nghiệm hắn đối tứ chi cùng vũ lực khống chế năng lực. Vì tương lai hạnh phúc, hắn này đốn tấu đến ai hảo, giá muốn đánh đến đại cửu ca thoải mái dễ chịu. Cuối cùng vây xem quần chúng xem đến mùi ngon. Quý diễn minh nghĩ đến hạnh phúc ngày mai càng bị đánh trong lòng càng cao hứng. Ninh thanh trí trong lòng hỏa khí chậm rãi tan đi, cuối cùng đánh mệt mỏi mới dừng lại tay. Hai người song song nằm trên mặt đất, ngọn tóc bị mồ hôi ướt nhẹp, một giọt một giọt mồ hôi theo cái trán thái dương đi xuống lưu, hai người thở hổn hển, lẳng lặng nhìn thiên. Ninh thanh trí hỏa khí là giảm bớt, chỉ là trong lòng có điểm rầu rĩ. Mùi mùi chung quy là bị giả lan ngậm đi rồi, trong lòng toan chích chích, nhìn người bên cạnh liền giận sôi máu không thoải mái. Ninh Thanh Trí một cái cá chết lộn mình đứng lên, cúi đầu nhìn xuống trên mặt đất nằm người, cắn răng hàm sau nói, hồi ký túc xá, cho ta thành thật công đạo. Nói xong cũng không quay đầu lại chắp tay sau lưng, nổi giận đùng đùng hướng ký túc xá đi đến. Làm sao bây giờ, liếc hắn một cái mới vừa tiêu đi xuống hỏa lại đi lên, như vậy xem hắn đều không vừa mắt. Quý diễn minh nhìn bước chân bay nhanh đi tới bằng hữu, cười khẽ một tiếng, hiển nhiên như cũ không quen nhìn hắn. Phải nghĩ biện pháp thu phục mới được tay một chống mà đứng lên, đuổi theo chạy tới. Mặt sau vây xem quần chúng nhìn kỳ quái hai người nghị luận sôi nổi. Này hai người cãi nhau. Lão quý đây là làm sự tình gì chọc lão ninh sinh khí. Sao đoạt hắn thịt ăn đều còn nghiêm trọng. Không biết, ta xem hai người bọn họ lấy bao vây khi đều còn hảo hảo, kề vai sát cánh đi tới, lúc này mới quá một hồi lâu cứ như vậy, bất quá đánh trận này xem đến thật đã ghiền. Đề tài lại trở về đến hai người trận này cách đấu thượng, cảm thấy hứng thú người một bên kích động không trò chuyện, một bên cùng đồng đội thượng thủ khoa tay múa chân trứ. Đều là một đám đại thẳng nam, không ai lại hướng những mặt khác tưởng. Mà bên kia trở lại trong ký túc xá hai người bắt đầu rồi giằng co. Chủ yếu là Ninh Thanh Trí dò hỏi, quý diễn minh thành thành thật thật trả lời, đương nhiên là có chút thực rõ ràng nói ra chính là đổ thêm dầu vào lửa, thả không phải cần thiết đến lời nói liền không nói chuyện cập, tận lực làm Ninh Thanh Trí hỏa khí đừng mạo đến quá cao nhưng Ninh Thanh Trí không ấn kịch bản ra bài, hắn chính là muốn hỏi chi tiết, thấy thế nào trung hắn muội toàn quá trình. Càng nghe càng khí, thuần túy là cho chính mình tìm khí chịu. Sau khi nghe xong, Ninh Thanh Trí đấm ngực, sắc mặt tất cả đều là ảo não, ngửa mặt lên trời thét dài, đều phá thanh, đều do ta quá ngốc, dẫn sói vào nhà A. À. Quý Diễn Minh không dám nói tiếp nữa, yên lặng đi đổ một chén nước, chờ hắn rít rào xong sau đem ly nước đưa qua. Huynh đệ, ngươi uống trước nước miếng giải khát. Ninh Thanh Trí hung hăng trừng mắt nhìn hắn vài lần, cảm nhận được giọng nói khàn khàn, không khách khí đem ly nước đoạt lấy tới, đừng gọi ta huynh đệ, ta cũng không phải là ngươi huynh đệ. Tốt, tương lai đại cửu ca. Quý diễn minh biết nghe lời phải đáp, này một tiếng kêu đến dứt khoát lưu loát. Phốc. Ninh Thanh Trí nghe thế trả lời, một cái không nhịn xuống đem trong miệng nước uống toàn bộ đều phun ra đi, phun quý diễn minh vẽ mặt thủy. Quý diễn minh chưa nói cái gì, cầm giấy xoa sắc mặt thủy, bất quá ánh mắt đáng thương hề hề nhìn ninh thanh trí cố ý bán thảm cũng thật bị hắn trang tới rồi ninh thanh trí xem hắn đầy mặt đầy người đều là hắn phung thủy khóe miệng còn có bị hắn đánh sau hiển hiện ra một chút sưng đỏ bộ dáng có vẻ thảm hề hề tâm tình mạch danh thoải mái không ít nhưng nhìn hắn ánh mắt lại cảm thấy chính mình quá mức điểm có điểm chột dạ nhưng hắn cũng không thể biểu hiện ra ngoài có vẻ khí đoản không tư thế ninh thanh trí ngạo kiều đem đầu vặn đến một bên này nhưng không trách ta Chính ngươi nói lung tung, muốn trách thì trách chính ngươi. Là, trách ta, đều do ta chính mình đem thủy đưa cho ngươi. Quý Diễn Minh gật đầu theo hắn nói, đem sai lầm đều ôm ở trên người mình. Được rồi, cảm giác ta khi dễ ngươi dường như. Ninh Thanh Trí bực bội kéo một phen tóc, quay đầu hung ba ba sáng lên nắm tay nói. Ngươi nếu là không hảo hảo đối ta muội, xem ta đánh không đánh ngươi, phàm là ta muội lưu một giọt nước mắt, ngươi liền chờ ta tấu chết ngươi đi, nếu làm ta muội có một tia một hào thương tâm, ta cả nhà bao gồm tiểu hôi đều sẽ không bỏ qua ngươi." Quý Diễn Minh nghiêm túc cút một cung, chân thành nhìn hắn, "Huynh đệ, ta sẽ làm nguyệt nguyệt cả đời đều vui vui vẻ vẻ làm chính mình, bảo đảm nói ta liền không nói nhiều, ngươi liền xem ta hành động đi." "Hừ, ngươi nói ta nhớ kỹ, hy vọng ngươi cũng vĩnh viễn nhớ kỹ chính ngươi hôm nay lời nói, còn có lời nói của ta, nhìn đến ngươi liền phiền, đi rồi." Hắn chỉ là tạm thời tiếp thu, mặt sau thái độ của hắn thế nào toàn bằng muội muội thái độ tới, còn có hắn biểu hiện tới định chương 244 lão bà bổn. Quý diễn minh được đến tương lai đại cửu ca tiếp thu, lại từ sợi bông lấy ra tinh nhìn, trong lòng vô cùng thỏa mãn cùng vui vẻ, hôm nay là hắn tốt đẹp nhất một ngày. Trong lòng cao hứng, làm hắn đem đau đớn trên người đều xem nhẹ, mãn tâm mãn nhãn đều là trong tay tin cùng vừa ra thật đối tượng. Nhìn tin, trong lòng suy nghĩ ninh tịch nguyệt. Cũng không biết nguyệt nguyệt hiện tại đang làm gì, không được, hắn đến đi đem tích cốc lão bà bổn gửi cấp nguyệt nguyệt, lại hướng Nguyệt Nguyệt thỉnh cầu gửi một trương ảnh chụp lại đây, có thể làm hắn ở nhàn rỗi khi xem một cái liền cảm thấy mỹ mãn. Quý diễn Minh nghĩ đến đây, cầm trong tay tin phóng tới trên bàn, móc ra giấy cùng bút ra tới đánh luyến ái báo cáo. Báo cáo viết xong sau lại móc ra giấy viết thư giấy cấp ninh tịch Nguyệt viết hồi âm. Tin viết hảo sau lại tìm ra một trương bộ đội trước kia cho hắn chiếu một tấc ảnh chụp cùng nhau bỏ vào phong thư mới vừa lòng. Không, này còn không có xong hắn lại đem trong ký túc xá sở hữu có thể ăn đồ vật đều móc ra tới, còn đem mấy ngày hôm trước làm ơn bằng hữu ở hữu nghị cửa hàng mua chocolate cùng một cái màu đỏ rực khăn quàng cổ trang hảo. Cuối cùng tìm ra chuẩn bị lâu ngày lão bà bổn, mang theo tin cùng trang tốt bao vây xuân phong mãn diện đi ra ngoài cấp ninh tịch nguyệt hối qua đi. Đương nhiên hối hảo về sau liền sủy luyến ái báo cáo hướng lên trên cấp lãnh đạo nơi đó vui rạo rực đi đến. Báo cáo giao đi lên, hắn là có thể quan minh chính đại sử đối tượng, về sau ai cũng không thể cười nhạo hắn không đối tượng hắn nguyệt nguyệt so với ai khác đều ưu tú vài ngày sau đinh tịch nguyệt đi trấn trên bưu cục cấp người trong nhà gửi mắt sương cùng dưỡng sinh trà trở về tới đó gửi qua bưu điện khi lại phát hiện có chính mình bao vây vẫn là ba cái bao lớn vừa thấy gửi qua bưu điện người phía trước hai cái đều là quý đồng chí cho nàng gửi thời gian một trước một sau gửi lại đây nhìn hai cái tách ra bao vây trong lòng có chút nghi hoặc quý đồng chí đây là cho nàng gửi thứ gì hai cái bao vây còn có điểm đại trước một cái bao vây mới gửi qua bưu điện đi hai ngày lại gửi một cái lại đây vì sao không cùng nhau gửi đâu ninh tịch nguyệt có điểm không làm hiểu dư lại kia một cái là đại ca gửi lại đây xem ra là thu được nàng gửi quá khứ tin cùng bao vây đem ba cái bao vây bỏ vào sọt cổng đi thu thuê thu xong tiền thuê ninh tịch nguyệt ngồi ở nàng giữ lại cho mình căn nhà nhỏ đóng cửa cho kỹ sau đem ba cái bao vây lấy ra tới xem dựa theo gửi qua bưu điện thời gian trình tự mở ra cái thứ nhất mở ra chính là quý đồng chí sớm hai ngày gửi lại đây bao vây. Vừa mở ra Ninh Tịch Nguyệt liền cười, đây là cho nàng gửi một đống đồ ăn vặt cùng đồ hộp lại đây, bên trong tất cả đều là nàng cùng nhị ca còn có quý đồng chí lần đó đi bách hóa thương trường dạo thời điểm nhìn đến cũng thảo luận quá những cái đó đặc sắc đồ ăn vặt. Nàng từ một đống đồ ăn vặt bên trong nhìn đến một phong thơ, mở ra vừa thấy, Ninh Tịch Nguyệt đã biết nguyên do. Này hắn miêu chính là quý đồng chí không thu đến hồi âm khi nội tâm dày vò cho nàng gửi đồ vật buồn cười chết nàng, giữa những hàng chữ đều có thể nhìn ra hắn thấp thỏm bất an. Ngẫm lại nàng mấy ngày nay giống như ở nơi nơi chơi, ăn nhậu chơi bời, vui sướng thật sự, tinh diệp sơ đi sau liền không bao lâu là nhớ tới này ra sự, không nghĩ tới quý đồng chí mỗi ngày nhớ thương. Nàng đột nhiên có điểm chịu tội cảm là như thế nào vì sự. Ninh tịch nguyệt không phúc hậu cười vài tiếng, chịu tội cảm dây lát lướt qua. Lại đem cái thứ hai bao vây mở ra, này một cái bao vây sau này trước đập vào mắt vẫn là đồ ăn vặt, bất quá lần này là các loại thịt khô, còn có một hộp nàng tương đối thích ăn chocolate. Hai cái bao vây tất cả đều là ăn. Ninh tịch nguyệt bụng mặt dở khóc dở cười, quý đồng chí đây là đem nàng coi như heo tới nuôi sao. Cái thứ hai trong bọc mặt còn có hai cái bọc nhỏ, mở ra hơi chút đại điểm bọc nhỏ, nhìn đến bên trong là một cái màu đỏ rực thăng quàng cổ, vây đến trên cổ thử một chút, thực mềm mại, rất sấn màu da. Nàng lại đem ánh mắt nhìn về phía một cái khác túi tiền tử, còn có phía dưới đè nặng một phong thơ lấy ra tới. Trước mở ra túi nhìn thoáng qua, Ninh Tịch Nguyệt trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Nàng nhìn thấy gì, một túi tiền, xem nhan sắc mỗi trương mặt tráng đều là đại đoàn kết, tự hồ còn có một cái khác thứ gì. Ninh Tịch Nguyệt đem trong túi trang đồ vật toàn bộ đến ra tới. Đếm đến tiền, có 200 đồng tiền, mà kia trương khóa lại bên trong đồ vật không phải khác, mà là một quyển sổ tiết kiệm. Mặt trên biểu hiện có 1.500 đồng tiền, xem mặt trên đệ nhất số tiền tồn đi vào ngày là 1957 năm, khi đó quý đồng chí mới 3 tuổi tả hữu, đây là từ nhỏ tồn đến đại tiền nha. Gửi cho nàng làm gì? Làm nàng quản tiền. Ninh tịch nguyệt lòng mang nghi hoặc mở ra này phân tin. Này phong thư nội dung cùng thượng một phong hình thành một cái tiên minh đối lập. Chỉ là xem câu đầu tiên là có thể cảm nhận được quý đồng chí vui vẻ tâm tình, nhìn ra được tới này phong thư là thu được nàng hồi âm sau viết ăn tới. Ninh Tịch Nguyệt chậm rãi đi xuống xem. Đã biết cái này tiền là quý đồng chí tồn lão bà bổn, chuyên môn gửi cho nàng, làm nàng sử dụng, mật mã đều nói cho nàng. Sách, quý đồng chí cũng thật tích cực, mới xác định quan hệ liền nộp lên tài chính quyền to, là một chút đều không sợ nàng cuốn khoản không nhận trướng. Ninh Tịch Nguyệt tâm tình cực hảo đem tiền cùng sổ tiết kiệm thu hảo, nàng tuy rằng sẽ không dùng, nhưng quý đồng chí như vậy tin tưởng nàng hành vi làm nàng thật cao hứng đều nói bỏ được cấp đối tượng tiêu tiền người không nhất định là hảo nam nhân, nhưng không bỏ được cấp đối tượng tiêu tiền nam nhân nhất định không phải hảo nam nhân, nhà nàng quý đồng chí đều đem của cải toàn bộ đều cho nàng, lại hư cũng hư không đến chỗ nào đi, người này không chọn sai. Bất quá, Ninh Tịch Nguyệt xem từ hắn tin trung biết được đại ca biết các nàng xử đối tượng việc này cũng bị hắn thu phục, kia nhị ca cũng biết. Ninh Tịch Nguyệt chạy nhanh mở ra cuối cùng một cái bao vây, đại ca gửi lại đây. Bên trong cũng là ăn, đương nhiên còn có một phần tin cũng là nàng hiện tại nhất muốn nhìn mở ra tin nhìn nhìn ninh tịch nguyệt hốc mắt ướt át nhìn đến này phong thư liền cảm nhận được đại ca chua sót cùng người nhà tình yêu luyến tiếc nàng nhưng lại tôn trọng nàng quyết định cũng vĩnh viễn cho nàng chống lưng làm nàng lại cảm động lại chua sót nếu đại ca nhị ca đều đã biết nàng đến cấp người trong nhà đều viết phong hồi âm đem nàng cùng quý đồng chí xử đối tượng sự tình cùng nàng đối một đoạn này cảm tình ý tưởng đều nói cho người trong nhà đừng làm cho bọn họ lo lắng còn phải cấp quý đồng chí hồi một cái khăn quàng cổ gửi qua đi. Ninh tịch nguyệt phút trên cổ vây quanh khăn quàng cổ như suy tư gì. Phía trước cấp cả nhà đều dệt một cái, quý đồng chí hiện tại là nàng đối tượng, cũng đến cho hắn bổ thượng một cái mới được. Vì tiết kiệm thời gian, tranh thủ hôm nay ở trấn trên liền đem sự tình xử lý tốt, Ninh tịch nguyệt đi vào không gian thời gian kia nhiều trong thư phòng làm việc. Chương 245 kia hài tử rất có địa vị. Ninh tịch nguyệt ở trong thư phòng mặt đem tin viết hảo, lại tìm ra một đống màu xám len sợi, cùng phía trước ở Thượng Hải Bách Hóa Thương Trường cướp được tì vết phẩm, kia một kiện cấp quý đồng chí màu xám áo lông nguyên bộ. Ngồi ở bên trong không nhớ thời gian dệt khăn quàng cổ, thẳng đến đem muốn gửi cấp quý đồng chí khăn quàng cổ dệt hảo mới rời đi không gian, trở lại trong phòng. Đi ra ngoài đem thu được bao vây gói kỹ lưỡng cất vào sọc, cũng không bao lâu thời gian. Ninh Tịch Nguyệt mang theo tin cùng khăn quàng cổ, bối hảo sọc, khóa cửa, một lần nữa rời đi nơi này, trở lại bưu cục lại một lần đem tin cùng khăn quàng cổ gửi đi ra ngoài. Lúc này đây là thật sự rời đi bưu cục, bất quá không có rời đi trấn nhỏ, mà là đi cùng Lý Đồng Chí chấp đầu nộp lên dược tiểu viện. Lý Đồng Chí ở bên trong chờ lâu ngày. Ninh Tịch Nguyệt trước đêm gần nhất làm được nối xương tục gân tán cho Lý Đồng Chí. Lý Đồng Chí cầm đồ vật sau xem cũng không xem liền tất vào trong túi phóng hảo, cũng bắt đầu hắn hôm nay phải làm mặt khác hạng nhất chính sự từ trên bàn sách cầm lấy hai trương thấy việc nghĩa hăng hái làm thưởng cùng hai cái trang tiền phong thư đưa tới Ninh Tịch Nguyệt trước mặt, Ninh đồng chí, đây là cho ngươi cùng ngươi nhị ca giấy khen cùng mỗi người 300 tiền thưởng, ngươi trước đếm đếm, xác định kim ngạch không làm lỗi lại thu hảo. Ninh Tịch Nguyệt tiếp nhận đồ vật dò hỏi nhìn hắn, cái này thưởng là cái gì? Lần trước bọn buôn người sao? Tình huống thế nào? Một bên nhìn về phía Lý đồng chí chờ hắn trả lời, một bên đem phong thư mở ra lấy ra bên trong tiền làm trò lý đồng chí mặt số rõ ràng. Mỗi một cái phong thư xác thật là 300 khối, 30 trương đại đoàn kết, không có làm lỗi. Lý đồng chí nhìn đến nàng xác nhận kim ngạch sau mới thu hồi ánh mắt trả lời ninh tịch nguyệt vấn đề. Chính là lần trước khen thưởng, lần này bắt giữ bọn buôn người hành động thực viên mãn kết thúc, dị thường thuận lợi, tổng cộng bắt được 50 hơn người, giải cứu vô số hài đồng cùng phụ nữ, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng phá án này hạn nhất đại án tử, đã kích phạm tội hành vi, ngươi cùng ngươi nhị ca ninh thanh viễn phát hiện cùng cử báo công không thể không? Này bắt giữ 50 hơn người còn chỉ là bọn buôn người, không có bao gồm những cái đó ngoại quốc thế lực, những người đó không về bọn họ quản, đã từ đặc thù bộ đội tiếp quản. Mấy tin tức này Lý Đồng Chí liền không có cấp ninh tịch nguyệt nói, chỉ nói có thể nói bộ phận. Trên mặt hắn mang theo ý cười, trật tự rõ ràng nói tới đây, chuyện vừa chuyển, nhìn về phía ninh tịch nguyệt mặt mang xin lỗi nói nhưng vì bảo hộ các ngươi nhân thân an toàn không thể đối này làm ra công khai cảm tạ chỉ có thể ngầm cho các ngươi ban phát giấy khen cùng tiền thưởng lấy kỳ cảm tạ hy vọng các ngươi không cần để ý sẽ không sẽ không đều là cho chúng ta hảo như thế nào sẽ để ý không vì quốc gia thêm phiền toái có thể được đến tổ chức khẳng định vì quốc gia cùng nhân dân cống hiến một phần lực lượng của chính mình chúng ta đều cảm thấy vô cùng vinh hạnh ninh tịch nguyệt lắc đầu liên tục xua tay nhận lấy khen thưởng kinh sợ nói còn có thể được đến này hai dạng khen thưởng đã là chúng ta ngoài ý muốn chi hỉ cảm tạ đều không kịp đâu cảm tạ cảm tạ cảm tạ tổ chức tín nhiệm ta liền thay ta ca cùng nhau cảm tạ cùng nhau nhận lấy này phân khen thưởng nàng cùng nhị ca như thế nào sẽ để ý đâu chỉ biết vui vẻ chết vuốt này độ dày liền biết tiền thưởng kim ngạch thực khách quan có thể sống tạm tại sau lưng đến tiền cùng giấy khen còn có thể bảo toàn tự thân an toàn không người biết hiểu lại như thế nào nên đến đều được đến bên ngoài thượng khích lệ thanh đối hiện tại nàng tới nói không hề ý nghĩa. Người sợ nổi danh heo sợ mập. Thực sự có kia thanh danh mới là tai nạn, huống chi lần này đã kích phạm tội tổ chức thành viên rất nhiều, thả phức tạp, trong đó còn đề cập tê vụ, không lớn tứ tuyên dương mới là đối. Ninh tịch Nguyệt Phúc trong tay phong thư tỏ vẻ, chỉ cần có tiền lấy, mặt khác không quan trọng. Mà trường hợp nói cho hết lời, hai bên nói chuyện cũng chưa như vậy chính thức, giống lão bằng hữu giống nhau thực tùy ý ninh tịch nguyệt còn quan tâm những cái đó hài tử sự tình liền dò hỏi lý đồng chí những cái đó hài tử đều thế nào tìm được ra sao bọn nhỏ tạm thời tập trung ở một chỗ đã thông tri đến các mà thị huyện lục tục có gia trưởng tới lãnh đi trở về tin tưởng không cần bao lâu bọn nhỏ đều có thể tìm được chính mình người nhà cuối cùng thật sự là tìm không thấy sẽ đưa hướng viện phúc lợi những cái đó không muốn trở về phụ nữ cũng sẽ đưa hướng viện phúc lợi giúp đỡ chiếu cố hài tử lý đồng chí trước nói sở hữu phụ nữ nhi đồng tình huống biết Ninh Tịch Nguyệt nhất muốn biết nàng đi theo cùng nhau cứu ra kia một đám hài tử tình huống. Hắn tạm dừng một chút sau tiếp tục nói, nhóm đầu tiên hài tử là rời khỏi thời gian ngắn nhất một đám, thực hảo tìm kiếm người nhà, trước mắt kia một đám sở hữu hài tử đều đã tìm được người nhà. Cái kia bị thương nghiêm trọng hài tử thế nào, tay chân có hay không hảo chút, ta vẫn luôn muốn đi xem hắn. Ninh Tịch Nguyệt rất tưởng biết đứa bé kia tình hình gần đây, không có võ trang bộ cho phép nàng lại không thể tự mình chạy đến bệnh viện đi xem hài tử. Khi hài tử tay chân bị đánh gãy sau không chiếm được trị liệu, thả kéo thời gian lại rất dài, cho nên trị liệu lên thực khó khăn, hơn nữa hắn bị nhốt ở kia phía dưới hơn một tháng, tâm lý phương diện còn xuất hiện vấn đề, có điểm khó làm. Lý đồng chí tiếc hận lắc đầu, ngươi nếu là nhớ tới đi xem hắn ta có thể mang ngươi đi, nhưng đến hôm nay liền đi, người nhà của hắn ngày mai liền phải đem hắn chuyển viện đến thành phố lớn đi trị liệu, ngươi muốn nhìn đều nhìn không tới. Lý đồng chí, ta hôm nay cho ngươi dược chính là về nối xương tục gân phương diện dược có lẽ đối với vị này tiểu bằng hữu sẽ có điểm trợ giúp ta trước cho ngươi một phần thành phẩm ninh tịch nguyệt từ trong bao móc ra một cái giấy dầu bao bên trong một đại phân nối xương tục gân tán đưa cho lý đồng chí cái này dược ta trước cho ngươi ta còn sẽ một chút châm cứu ngươi trước mang ta đi hiện trường nhìn xem kia hài tử tình huống nếu tình huống khả quan nói hai tương kết hợp sử dụng nói không chừng đối kia hài tử tay chân khôi phục bình thường còn có điểm hy vọng ít nhất có thể làm hắn so tình huống hiện tại hảo chút thật sự lý đồng chí vui mừng không xiết nhìn chằm chằm ninh tịch nguyệt khi tiểu hài tử trong nhà trưởng bối cùng trong nhà hắn trưởng bối còn có điểm sâu xa thế hệ trước từng là chiến hữu quan hệ hắn khi còn nhỏ còn đi theo tiểu hài tử phụ thân môn mặt sau cùng nhau chơi qua đối với kia tiểu hài tử tình huống hắn vẫn là thực quan tâm vừa rồi đem tình huống nói ra khi cũng từng có một cái chớp mắt nghĩ tới ninh đồng chí có biện pháp nào không hiện tại nghe được có hy vọng thật làm hắn hỉ từ tâm tới, nhưng lại có điểm không thể tin được lại xác nhận một lần hỏi. Ninh Tịch Nguyệt khẳng định gật đầu, tỏ vẻ chưa nói nói bậy, mới vừa nói đều là thật sự. Khi thật tốt quá, Ninh Đồng Chí, ngươi có rảnh sao? Chúng ta này liền đi thôi. Lý Đồng Chí kích động không thôi dò hỏi, chờ mong Ninh Tịch Nguyệt trả lời, trong lòng gấp không chờ nổi tưởng hiện tại liền mang theo người đi. Ninh Tịch Nguyệt nhìn ra hắn. Vội vàng, nàng cũng đang muốn hiện tại đi xem, Hôm nay đều đến trấn trên, thuận đường liền đi, khó được mặt sau còn đem việc này treo ở trong lòng. Nàng thực dứt khoát gật đầu, có rảnh, liền hiện tại đi thôi, ta cũng thật sớm đi về sớm. Đi, ta mang ngươi đi. Lý đồng chí lời nói không nói nhiều, đứng lên mang theo nàng đi lái xe. Ở trên đường Lý đồng chí cùng Ninh Tịch Nguyệt trò chuyện kia hài tử sự tình, Ninh đồng chí, không nói gạt ngươi, đứa bé kia rất có địa vị. Chương 246 ác nhân đều có thiên thu ninh tịch nguyệt không nói chuyện nghiêm túc lắng nghe chờ lý đồng chí tiếp tục nói hài tử thân phận phụ thân hắn đúng là các ngươi trấn trên tân điều tới trấn trưởng lý đồng chí cũng không úp úp mở mở không chút nào che giấu trực tiếp nói cho ninh tịch nguyệt tin tức này hắn không nói việc này ninh tịch nguyệt cũng sớm muộn gì phải biết dứt khoát liền trước nói ra tới làm nàng có cái chuẩn bị cái gì ninh tịch nguyệt rất là giật mình tin tức này nhiều ít làm nàng chấn kinh rồi thật là có như vậy xảo sự tình Kỳ thật nàng phía trước thật đúng là hướng phương diện này nghĩ tới. Mấy ngày hôm trước nghe được đội thượng thím nói chuyện này khi nàng từng có trong nháy mắt nghĩ tới đứa nhỏ này có thể hay không là trấn trưởng nhi tử. Nhưng nàng nghĩ người xấu đem hài tử làm ra đi bán cho bọn buôn người cũng sẽ lộng xa một chút, sẽ không tha tại như vậy gần địa phương, dù sao cũng là một trấn chi trường, bổn huyện trong phạm vi vẫn là có chút thế lực, thật dễ dàng tìm được. Cho nên nàng cuối cùng vẫn là không quá đem này trong nháy mắt ý tưởng thật sự. Ai biết này đó người xấu chính là ác độc như vậy, chủ đánh một cái dưới đèn hắt, thật đúng là làm cho bọn họ thực hiện được, hơn một tháng lăn là không tìm được hài tử. Đáng thương hài tử rời nhà cùng người nhà đều gần trong gan tất, chính là không được hồi, còn muốn gặp tra tấn. Những người này quá kiêu ngạo. Làm như vậy vẫn là đối đại nhân tinh thần tra tấn, tiếp thu năng lực kém sợ không phải đều phải bị khí điên. Xác thật là các ngươi trấn trưởng hài tử, đứa nhỏ này không thấy bọn họ một nhà đều cấp điên rồi, lão trụ tiến bệnh viện, tiểu nhân gấp đến độ tóc bạc đều ra tới, đầy trời đầy đất tìm, lăng là không tìm được. Lý đồng chí tiếp tục thử hắn biết đến tình huống. Cái này hài tử tìm trở về, lại biết này một tháng đều ở bổn huyện cái kia phòng ở phía dưới ngốc, hài tử tay chân tinh thần còn hỏng rồi, gia trưởng chịu đã kích không ít, nhưng hài tử có thể trở về đã là thiên đại chuyện tốt, cũng coi như là làm cho bọn họ tỉnh lại lên, có hy vọng. Những việc này là thật làm người thổn thức không thôi, thiên tai nhân họa, nhân họa thường thường nhiều nhất, đại bộ phận tai nạn đều là nhân họa tạo thành. Đúng rồi, Lý Đồng Chí, kia hài tử trong tay ôm xương cốt ngươi biết là chuyện như thế nào sao? Ninh Tịch Nguyệt đột nhiên nghĩ đến kia bị mặt khắc một cây dây xích bộ xương cốt, kia mới là đáng thương nhất hài tử, đã chết đều còn muốn đem xương cốt treo ở nơi đó, quả thực là ác độc đến cực điểm. Cũng không biết kia xương cốt là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là những cái đó phát rồ bọn buôn người làm chuyện xấu sao? mặt sau kia xương cốt lại bị đứa bé kia gắt gao ôm vào trong ngực không buông tay, này trong đó khẳng định là có cái gì nguyên do ở bên trong. Nói lên kia xương cốt, Lý đồng chí mặt lạnh xuống dưới, đối bọn buôn người cùng kia người nhà hận đến hàm răng ngứa, kia xương cốt là một cái tiểu nữ hài xương đùi, theo bọn buôn người công đạo, kia hài tử là bị trong nhà không thích nữ hài nải nải trộm mang đi ra ngoài 20 đồng tiền bán cho hắn, sao lại? Lý đồng chí một bên lái xe, một bên lòng đầy căm phẫn đối ninh tịch nguyệt kể ra cái kia bé gái tao ngộ. Cái kia bé gái bị bán cho bọn buôn người sau vốn là muốn bán được trong núi làm người khác con dâu nuôi từ bé, người mua đều tìm hảo, nhưng không chờ đến giao dịch người đương thời liền đã chết. Nguyên nhân là sắp đến giao dịch kia một ngày, bọn buôn người nhất thời sơ sẩy, chưa cho nàng uy dược, làm nàng trộn đi đi ra ngoài, còn bắt được giải dược, nàng chạy trốn khi còn mang lên vừa đến hai ngày thường xuyên bị bọn buôn người đánh đào đào đi, đào đào vậy trấn trưởng gia hài tử. Tiểu nữ hài đem giải dược đút cho đào đào, mang theo đào đào cùng nhau chạy, Ai biết chạy ra đi bên ngoài là núi lớn, hai cái tiểu hài tử lại không quen thuộc địa phương, cũng chạy không xa, không chạy bao lâu đã bị muốn chuẩn bị kéo người đi giao dịch bọn buôn người phát hiện người chạy trốn cũng thật mau đuổi theo đến. Ở đuổi theo khi, hai tiểu chỉ té ngã, nhưng tiểu nữ hài theo bản năng che chở đào đào, kết quả chính là tiểu nữ hài té ngã ở bén nhọn trên tảng đá, đem bối cắm một cái lỗ thủng, chỉ còn lại có nửa cái mạng, đào đào bị che chở không có gì sự tình. Cuối cùng giao dịch người không muốn muốn bọn buôn người cũng không muốn cho nàng chữa bệnh liền vứt bỏ nàng đem nàng ném tới bầy sói lui tới địa phương sau lại bọn buôn người lại hướng kia đi nhìn lên chỉ nhìn đến một cây tất cả đều là dấu răng tử xương cốt bọn buôn người đem xương cốt mang về buộc đến hầm cửa trấn áp uy hiếp bên trong hài tử đặc biệt là uy hiếp đồng dạng buộc trên mặt đất hầm khẩu đào đào bởi vì bọn buôn người đó nhận được phía trên nói nói là đào đào không thể giao dịch chỉ cần bất tử là được cho nên bọn buôn người đó liền lấy đào đào đương nơi trút giận cùng trong cửa cẩu sử, thường xuyên không cho ăn cơm, một không như ý liền đi đánh hắn. Cho nên lúc trước Ninh Tịch Nguyệt lần đầu tiên từ hình ảnh nhìn đến đào đào khi hắn bay nhanh đem con dáng ăn xong đi, chính là sợ bọn buôn người phát hiện đem hắn duy nhất bắt được đồ ăn cấp phá hủy. Mà kia lão tam đi đến hắn bên người khi đều phải đá một chân. Đào đào bị giải cứu khi ôm xương cốt không bỏ cũng là vì tiểu nữ hài là duy nhất một cái trợ giúp hắn, bảo hộ hắn, trộn cho hắn lưu đồ ăn người quá làm giận, nghe xong ngươi lời nói thật sự tức chết ta, như thế nào có như vậy hư nải nải, như vậy ngoan độc bọn buôn người, lý đồng chí, khi cái gì thí nải nải hành vi cũng là phạm tội, có hay không đem nàng bắt lại, loại người này nên nàng ăn đậu phộng, cùng bọn buôn người cùng nhau bắt lấy băng. Ninh tịch nguyệt tức giận đến đôi tay thẳng chụp chân, như thế nào còn có như vậy trọng nam kinh nữ nải nải, chẳng lẽ nàng chính mình không phải nữ nhân sao, như vậy tiểu nhân hài tử cư nhiên đã bị nhà mình nải nải bán, khi đến nhiều tuyệt vọng, súc sinh không bằng, không xứng đương trưởng bối, không xứng làm người. Nói đến cái kia lão thái bà Lý đồng chí thống khoái cười. Nếu không nói trời xanh có mắt, chúng ta đi bắt được người chính đuổi kịp kia lão thái bà đã chết, khóa lại một trương chiếu đặt ở bên cạnh không ai quản cũng không ai hạ tán, mà trong nhà nàng những cái đó nhi tử vội vàng ở nơi đó vân gia, tranh đồ vật, từng cái tranh đến mặt đỏ tai hồng. Lý đồng chí lần đầu tiên muốn làm một cái không tôn lão không tố chất người, không phúc hậu chê cười. Nghe kia đội thượng người ta nói kia lão thái bà là buổi tối đi tiểu đêm trượt chân, vốn dĩ kịp thời đưa đến bệnh viện là có thể trị tốt, nhưng những cái đó nhi tử luyến tiếc tiền, không muốn đưa bệnh viện, cũng không ai nguyện ý đi chiếu cố nàng cái này trúng gió tê liệt trên giường lão bà tử, mặt sau càng ngày càng nghiêm trọng, 10 ngày không đến, kia lão thái bà đã bị kéo đã chết. Nghe thấy cái này tin tức, Ninh Tịch Nguyệt đại khoái nhân tâm nói, chết rất tốt, làm nàng đi ngầm cấp tiểu cô nương chuộc tội, quá không phải đồ vật, không biết nàng lâm thời phía trước nhìn đến nàng thích mấy đứa con trai như vậy đối nàng là làm cùng cảm thụ. Đúng rồi, những cái đó bọn buôn người đâu, cái gì kết cục. Ninh tịch nguyệt chờ mong nhìn Lý Đồng Chí. Những người đó đều là tội ác tày trời, mỗi người trên tay đều quải không ít, toàn bộ xử bắn xử trí. Lý Đồng Chí Thư Thái nói. Lúc này đây đề cập sự tình quản, đề cập đến gian đai phương diện, đề cập người nhiều, lừa bán hài đồng phụ nữ bên trong còn đề cập vài cái lãnh đạo trong nhà thân nhân hoặc thân thích, ra tay thế lực. Nhiều, cho nên kết quả cuối cùng chính là tất cả mọi người cùng nhau xử bắn xử lý, để ngừa vạn nhất. Ninh Tịch Nguyệt nghe đến mấy cái này trả lời tâm tình cũng một chút sảng khoái, vui sướng nha. Ở ác gặp dữ, không phải không báo thời điểm chưa tới. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, ác nhân đều có thiên thu. Chương 247 vô tâm cắm liễu liễu lên xanh. Từ lý đồng chí nơi này được đến này đó đại khoái nhân tâm tin tức làm Ninh Tịch Nguyệt một đường đều là hảo tâm tình, có thể coi như năm nay tốt nhất tin tức tới rồi bệnh viện cửa ninh tịch nguyệt từ sọt quý đồng chí cho nàng gửi trong bọc lấy ra hai cái trái cây đồ hộp cùng một ít bánh quy dùng túi lưới trang hảo đề ở trong tay cũng may sọt còn có điểm đồ vật bằng không tay không đi bệnh viện xem bệnh người thật sự có điểm không thích hợp này trong nháy mắt cảm tạ quý đồng chí cho nàng gửi đồ vật cảm tạ nàng chính mình bởi vì thèm ăn không đem đồ vật thu vào trong không gian phóng lý đồng chí từ trên xe đề ra bao sữa mạch nha xuống dưới mang theo ninh tịch nguyệt hướng bệnh viện bên trong đi đến, đi xem cái kia tiểu nam hài đào đào. Mở cửa chính là đào đào mụ mụ, lý tỷ cả người nhìn thực tiều tụy, thật lâu không hảo hảo ngủ một giấc bộ dáng, quần thâm mắt rõ ràng, đôi mắt nhìn mỏi mệt bất kham. Lý tỷ mời nàng đi vào, cũng quay đầu kia một khắc, ninh tịch nguyệt cư nhiên thấy được nàng phát gian như ẩn như hiện chỉ bạc, còn bất lão thiếu. Một chút đều nhìn không ra là hơn 20 tuổi người, phản phất ba mươi mấy. Nghe lý đồng chí nói đều là bởi vì hài tử không thấy sao cấp ra tới. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. giường bệnh bên người ngồi một người nam nhân đang ở cấp trên giường nằm hài tử kể chuyện xưa, thanh âm ôn hòa, mang theo đối hài tử tình yêu, chứa đầy cảm tình giảng chuyện xưa. Trên giường đào đào đôi mắt nghiêm túc nhìn hắn, theo hắn chuyện xưa nội dung biến hóa, trên mặt cùng trong ánh mắt cũng có cảm xúc biến hóa, tuy rằng biểu tình không lớn, thậm chí là mỏng manh. Nhưng cũng làm bên cạnh đứng, vẫn luôn nhìn chăm chú vào hài tử lý tỷ phát hiện che miệng yên lặng rơi lệ khỉ cực mà khóc thời khắc chú ý hài tử cho hắn kể chuyện xưa nam nhân cũng đồng dạng phát hiện cả người mừng rỡ như điên mà người nam nhân này đúng là bọn họ hoàng trấn trưởng nhìn đến hài tử rất nhỏ biến hóa kích động đến kể chuyện xưa ngữ khí đều trở nên kích động nhìn đến hài tử như cũ nhìn chăm chú vào hắn chờ nghe chuyện xưa sợ dọa đến hài tử chính là nhìn xuống kích động tâm tình tiếp tục giảng đi xuống Ninh Tịch Nguyệt cùng Lý Đồng Chí đã đến sau tạm thời không quấy rầy hai cha con thân tử hoạt động giải trí khai triển, chỉ là ở bên cạnh nhìn hai cha con kể chuyện xưa nghe chuyện xưa. Nàng chú nhìn đến trên giường đào đào trạng thái thật sự cùng nàng lúc trước ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn khi trạng huống kém cực đại. Trước kia là ánh mắt lỗ trống lại vô thần nhìn giữa không trung không còn cái vui trên đời, hiện tại là trong ánh mắt có quan mang có ý cười. Trước kia toàn thân trên dưới không một chút thịt, gầy trơ cả xương, đều mau thoát tướng, hiện tại nàng nhìn đào đào trên mặt còn trường một chút thịt, tuy rằng còn chưa tới trắng trẻo mập mạp nông nổi, nhưng ít ra trên mặt có người bình thường huyết sắc, trên người ở chậm rãi trường thịt, từng bước khôi phục thân thể chính là sự tình tốt. Có người nhà chiếu cố, đứa nhỏ này sẽ chậm rãi hảo lên, nhìn ra được tới cha mẹ hắn đều thực yêu hắn. Chờ Hoàng Trấn Trưởng cấp đào đào nói xong một cái chuyện xưa dừng lại sau, Hoàng Trấn Trưởng quay đầu cho bọn hắn nói xin lỗi, Ninh Tịch Nguyệt cùng Lý Đồng Chí lúc này mới ra tiếng nói chuyện, lẫn nhau giới thiệu, Ninh Tịch Nguyệt đối hắn thuyết minh ý đồ đến, lại được đến Lý Đồng Chí chứng minh, Hoàng Trấn Trưởng cùng Lý Tỷ nghe xong sau đều thực kích động, nhưng muốn xem Đào Đào phản ứng tới làm. Đào Đào, mau xem ai tới xem ngươi, Lý Thúc Thúc tới, hắn còn mang theo một vị tỷ tỷ tới xem ngươi. Hoàng Trấn Trưởng cúi đầu ôm thanh tế ngữ nhìn Đào Đào nói chuyện. Đào Đào, còn nhớ rõ ta không, ta là ngươi Lý Thúc Thúc. Lý Đồng Chí trên mặt mang theo miễn cười đi đến giường bệnh bên kia, nhỏ giọng kêu trên giường đào đào đối lý đồng chí không xa lạ, bởi vì hắn cứu hắn, vẫn là nguyện ý làm hắn tới gần, không có sợ hãi hắn, nhưng cũng chưa cho hắn bao lớn phản ứng, chỉ là đem ánh mắt dừng ở lý đồng chí trên người, chớp chớp mắt, xem như đáp lại hắn. Mỗi lần lý phong ngươi gần nhất, đào đào trạng thái liền sẽ hảo một chút, nguyện ý tiếp xúc ngươi, cho ngươi phản ứng, ta đều ghen tị. Hoàng trấn trưởng vỗ lý đồng chí bả vai cười nói. Hai người ở chung trạng thái rất quen thuộc tự nhiên, thuộc về là bạn tốt gian ở chung hình thức đúng vậy ta cái này đương mẹ nó đều ghen chúng ta đào đào liền đối với ngươi tốt nhất xem hắn đều cười bất quá lý tỷ nói tới đây phản ứng lại đây đào đào đang cười còn không phải ở đối lý đồng chí cười mà là nhìn ninh tịch nguyệt phương hướng mỉm cười đào đào ninh tịch nguyệt đứng ở không gần không xa vị trí thượng thử tính kêu nàng biết đứa nhỏ này bởi vì bị bọn buôn người như vậy ác liệt ngược đãi dẫn tới hắn hiện tại sợ hãi người xa lạ tới gần sở hữu nàng đứng ở một cái an toàn khoảng cách trong phạm vi làm hài tử đừng sợ nàng, hoặc là xuất hiện cái gì ứng kích phản ứng. Ai biết đứa nhỏ này không sợ hãi nàng, còn đối nàng cười. Trong phòng tất cả mọi người bởi vì đào đào đã lâu mỉm cười cảm thấy ngạc nhiên, toàn bộ đều nhìn nàng cùng đào đào, làm ninh tịch nguyệt cảm nhận được mặt danh áp lực. Ta nhớ rõ ngươi, tỷ tỷ. Đào đào này một câu lại một lần làm hoàng trấn trưởng cùng lý tỷ kinh hỉ không thôi, đều mắt hàm nhiệt lệ ôm đối phương. Lý tỷ mặt nước mắt, lại khóc lại cười, chúng ta đào đào rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Thực tốt hiện tượng, thực tốt hiện tượng. Hoàng trấn trưởng ôm Lý Tỷ bả vai an ủi, sắc mặt hỉ khí dương dương, trong miệng không ngừng lặp lại này một câu. Đào đào giỏi quá, tỷ tỷ đến xem ngươi. Ninh tịch nguyệt ngoài miệng khen hài tử, dưới chân cũng không dừng lại, bước chân di động, thử tính tới gần một chút, phát đào đào không có gì không thích ứng địa phương sau nàng lại lớn mật đi phía trước dịch một đi nhanh, thẳng đến dịch đến hắn bên người cũng chưa quá kích phản ứng, ngược lại thật nghiêm túc nhìn ninh tịch nguyệt đào đào gia đại nhân nhìn đến đào đào tiến bộ như thế đại một màn lại là tân một vòng kích động đối đào đào thích ninh tịch nguyệt đó là đánh tâm nhãn thích hôm nay là để cho bọn họ cao hứng một ngày lý tỷ thu thập hảo cảm xúc vui sướng nhìn ninh tịch nguyệt tịch nguyệt mụi tử nhà ta đào đào giống như thực thích ngươi ninh tịch nguyệt suy đoán có thể là trên mặt đất hầm khi nàng đi đào đào bên người quét qua mặt khả năng bởi vì nàng đã sớm tiếp xúc quá đào đào còn có thể là bởi vì nàng trên mặt đất hầm cùng đào đào cùng nhau ngây người rất dài một đoạn thời gian. Còn có một nguyên nhân có thể là nàng lúc ấy trừ bỏ ngồi sổn ở cẩu đảng bên người xem cùng chung thị giác, còn lại thời gian đều là ngồi sổn ở đào đào bên người cách đó không xa xem, ở một cái biệt kính lại u ám trong không gian chỉ có nàng một cái năng động có thể nói lời nói người vẫn luôn bồi hắn, lại ngẫu nhiên cùng hắn trò chuyện. Nàng suy đoán như vậy làm đào đào tâm lý thượng thói quen nàng, cho nên mới đối nàng không gì ứng kích phản ứng đối nàng không bài xích thực hảo nha như vậy liền phương tiện nàng xem đào đào tay chân tỷ tỷ hôm nay thật cao hứng không nghĩ tới chúng ta đào đào còn nhớ rõ tỷ tỷ ninh tịch nguyệt thử tính bắt tay vói qua sờ hắn cái tráng đào đào cha mẹ đều ngừng thở nhìn một màn này tưởng ngăn cản nhưng đào đào phía trước biểu hiện làm cho bọn họ không có ngăn lại âm thầm chờ mong nhìn tình huống một có không đối kịp thời xử lý ninh tịch nguyệt tay mọi người ở đây nhìn chăm chú hạ an ổn dừng ở đào đào trên đầu một chút không khỏe đều không có. Đào đào ngưỡng đầu nhỏ lại lần nữa mở miệng nói chuyện, tỷ tỷ ôm một cái đệ đệ. Đào đào còn nhớ rõ nha, thật lợi hại. Ninh tịch nguyệt không? Nghĩ tới này tiểu hài tử trí nhớ thật đúng là hảo, đều nói tiểu hài tử không ký sự, nhưng đào đào liền nhớ kỹ nàng cùng cẩu đảng, nơi đó tối đen thấy không rõ lắm người đều còn có thể nhận thức nàng. Chẳng lẽ là dựa khí vị nhận ra? Kế tiếp Ninh Tịch Nguyệt tận lực nhiều cùng đào đào hổ động, làm đào đào càng quen thuộc nàng hiện tại chạm đến hắn tay cùng chân vẫn là thật khó khăn bất quá ninh tịch nguyệt không vội đây là một cái quá trình đối tiểu hài tử phải có kiên nhẫn tiểu hài tử có thể cảm nhận được hảo ý của ngươi sẽ chậm rãi tiếp thu nhưng ninh tịch nguyệt cùng lý đồng chí đã đến hiển nhiên làm đào đào cảm nhận được cảm giác an toàn trên mặt tươi cười cũng nhiều lên hoàng trấn trưởng nhìn nhà mình hài tử có thể có lớn như vậy biến hóa trong lòng thực kinh hỉ chiếu như vậy xu thế đi xuống qua không bao lâu là có thể một lần nữa trở thành hoạt bát rộng rãi hài tử. Trời xanh không phụ người có lòng. Ở Ninh Tịch Nguyệt nói rất nhiều cái chuyện cổ tích sau, ở nàng từ bố trong bao móc ra một cái xấu hoắc bố Hùng Oa Oa khi đào đào đem dấu ở sợi bông tay cầm ra tới, vui vẻ ôm Hùng Oa Oa. Cái này Hùng Oa Oa kỳ thật là Ninh Tịch Nguyệt cấp tiểu hôi khâu vá tiểu món đồ chơi, còn không có tới kịp cấp tiểu hôi chơi, lần này nghĩ hài tử đều thích Oa Oa liền lấy ra tới đậu tiểu hài tử, không nghĩ tới hắn thật đúng là thích thật đúng là vô tâm cắm liễu liễu lên xanh. Chương 248 nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần. Đào đào dùng hắn bao băng gạt tay kẹp tiểu hùng, yêu quý chạm đến tiểu hùng tròn vo đầu, cùng dài ngắn không đồng nhất tứ chi. Cảm ơn tỷ tỷ. Không cần cảm tạ, ngươi thích liền hảo. Ninh tịch nguyệt vuốt hắn lông xù xù đầu, tỷ tỷ lần sau cấp làm tiểu miêu, làm chúng nó hai cái vẫn luôn bồi đào đào, chỉ cần đào đào không tha bỏ chúng nó, chúng nó là có thể cùng đào đào vĩnh viễn ở bên nhau đào đào thật cẩn thận nhìn lại kiên định gật đầu ân đào đào không buông tay bọn họ làm cho bọn họ vẫn luôn bồi đào đào tiểu hùng như là mở ra đào đào nội tâm làm hắn cả người đều so với phía trước càng có sinh khí rất nhiều lời nói cũng nhiều không ít làm lý đồng chí cùng đào đào ba mẹ cũng không dám tin tưởng đây là thật sự ninh tịch nguyệt cũng thành công sờ đến đào đào tay cùng chân hơn nữa còn tranh thủ đến đào đào đồng ý làm nàng thượng thủ xem xét ninh tịch nguyệt một bên kiểm tra một bên trấn an tính đối đào đào nói chuyện. Tỷ tỷ giúp ngươi nhìn xem, làm chúng ta đào đào mau mau hảo lên, hảo lên sau đào đào có thể tới tìm tỷ tỷ chơi, tỷ tỷ mang ngươi đi câu cá cá, mang ngươi đi tìm cái kia đệ đệ chơi. Giờ đi đào đào lực chú ý, làm nàng không hề ngăn trở điều tra rõ ràng đào đào tay cùng chân tình huống. Xương cốt không hư, thả bệnh viện bác sĩ đã giúp hắn đem xương cốt vừa lúc, trước mắt chỉ còn lại có kinh mạch tắc nghẽn, tay chân gân có điểm đứt gãy vấn đề. Đến ra kết luận là có thể trị, thể hồ quán đỉnh đến nàng trong đầu kia đã trọn bộ châm cứu thuật pháp liền có khơi thông huyết mạch hoặc huyết hóa ứ châm pháp đối phó đào đào hiện tại trạng huống vẫn là có thể hành lại nguyên bộ sử dụng nối xương tục gân tán không có gì bất ngờ xảy ra là có thể trị hảo hơn nữa tiểu hài tử mỗi ngày đều ở sinh trưởng xương cốt không định hình khôi phục như lúc ban đầu cũng chỉ là vấn đề thời gian xem đào đào tình huống năm ngày thi châm một lần hai tháng thời gian là có thể hảo đầy đủ ba cái đại nhân chờ mong lại khẩn trương nhìn ninh tịch nguyệt tưởng từ trên mặt nàng nhìn ra cái gì kết quả tới nhưng là biểu tình không có biến hóa căn bản là nhìn không ra sự tình gì tới hoàng trấn trưởng nhìn đến ninh tịch nguyệt dừng tay thử tính hỏi thế nào có thể thử xem ninh tịch nguyệt cho một cái ba phải cái nào cũng được đáp án nàng hiện tại cũng học xong những cái đó bác sĩ kia một bộ mọi việc không như vậy tuyệt đối nói được càng tuyệt đối người khác càng không tin chính là muốn đem lời nói lưu lại đường sống khi quá cảm tạ cảm tạ ngươi tịch nguyệt đồng chí mặc kệ thế nào đều phải cảm tạ ngươi, hôm nay làm đào đào có lớn như vậy biến hóa, ta cùng hắn mụ mụ vô cùng cảm kích, cảm ơn. Hoàng trấn trưởng nắm ninh tịch nguyệt tay kích động cảm tạ, lý tỷ đầy mặt tươi cười không lưng. Không cần như vậy, ta cùng đào đào cũng coi như là có duyên phận, ta nhất định làm hết sức. Mặc kệ là xem ở lý đồng chí phân thượng, vẫn là xem ở trấn trưởng trên mặt, vẫn là cùng đào đào duyên phận thượng, nàng đều sẽ đem hết toàn lực trị liệu. Tiểu rùa đen đứng ở ninh tịch nguyệt trên vai nói, ký chủ, ta như thế nào cảm thấy ngươi xem ở đào đào gia đình bối cảnh thượng, hoàng trấn trưởng, duyên cớ lớn hơn một chút đâu. Nói bừa cái gì đại lời nói thật, một nửa một nửa, ta muốn giúp đỡ đào đào khi lại không biết hắn là trấn trưởng gia hài tử, ngươi xem ta kia dược có phải hay không phía trước liền làm ra tới, khi đó ta còn không biết đào đào ba ba đâu. Khi không phải bởi vì ngươi tưởng lấy dược cùng bộ đội đổi tiền sao. cụ khụ, một ngụm lão huyết tạp ở nàng trong cổ họng. Thống tử, nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần. Nàng cũng chính là tưởng cho chính mình giành điểm chỗ tốt, thời buổi này như vậy gian nan, nàng cũng là muốn sinh hoạt sinh hoạt, cầu tài cầu nhân mạch cầu ô dù không mất mặt. Núi cao hoàng đế xa, trấn trưởng chính là bọn họ nơi này lớn nhất thổ hoàng đế, cùng trấn trưởng đánh hảo quan hệ khi nàng về sau ở Vĩnh Xuyên công xã còn không được giống con cua giống nhau đi đường, chỗ tốt đại đại có. Tốt ký chủ, ta hiểu được. Thống tử kính một cái quân lễ sau ngoan ngoãn ghé vào trên vai không nói ninh tịch nguyệt móc ra một bộ ngân châm nhìn về phía đào đào cha mẹ chủ yếu là nhìn về phía hoàng trấn trưởng trưng cầu ý kiến ta hiện tại liền bắt đầu vê đức chấm nét lý tỷ nhìn về phía hoàng trấn trưởng hoàng trấn trưởng không có lập tức trả lời hài tử sự tình hoàng trấn trưởng đều thực cẩn thận hắn không hiểu biết ninh tịch nguyệt y thuật trình độ tự nhiên sẽ lo lắng nhưng hắn tin tưởng bằng hữu cho nên lại lần nữa nhìn về phía lý đồng chí xác định một chút được đến hắn kiên định sau khi gật đầu mới yên tâm một ít Ninh Tịch Nguyệt đột nhiên cảm thấy hiện tại không có làm nghề y tư cách giấy chứng nhận cũng là một loại chuyện phiền toái. Nếu có giấy chứng nhận ở gặp được chuyện như vậy liền có thể đem chứng lấy ra tới, có chứng thuyết phục lực liền lớn, đáng tiếc 1998 năm mới ban bố thực thi y sư tư cách khảo thí. Bộ đội y dược cố vấn chứng lại không thể tùy tiện lấy ra tới. Đội thượng thầy lang chứng nàng đến đi hỏi một chút đội trưởng như thế nào còn không có xuống dưới, đợi chút hỏi lại hỏi lý đồng chí tình huống, nói không chừng hắn biết tuy rằng liền cùng loại với một cái công bài nhưng tốt xấu cũng là một cái có thể chứng minh nàng thân phận chứng cũng là một loại chuyên nghiệp tượng trưng cùng tán thành ở ninh tịch nguyệt tưởng thời điểm trấn trưởng hướng lý đồng chí xác nhận hảo lại cùng thê tử thương lượng một chút sau nhìn về phía ninh tịch nguyệt trịnh trọng đồng ý hảo bắt đầu đi yêu cầu chúng ta làm cái gì sao chúng ta có thể lưu tới sao ninh tịch nguyệt mở ra ngân châm bao nhìn về phía ở đây ba vị đại nhân các ngươi có thể lưu lại cũng không cần các ngươi làm cái gì đại sự, nhưng cần thiết bảo trì an tĩnh, đừng làm cho người quấy rầy, lặng lặng nhìn đừng lên tiếng. Làm ơn ngươi. Hoàng trấn trưởng gật đầu, một bàn tay lôi kéo Lý đồng chí, một bàn tay lôi kéo Tức Phụ, sau này lui, thối lui đến cạnh cửa đứng xa xa nhìn đào đào cùng Ninh Tịch Nguyệt động tác. Ninh Tịch Nguyệt, thật cũng không cần lui như vậy xa. Ninh Tịch Nguyệt cũng lười đến quản bọn họ, cũng không tin lực quản. Chuyên tâm cầm ngân châm dựa theo trong đầu học được bước đi làm căn cứ trong khoảng thời gian này dùng thí dược người máy luyện tập xúc cảm tới, tinh thần độ cao tập trung, không nhanh không chậm thi châm. Thứ này không giống khác, sự tình quan mạng người, không thể đánh một chút qua loa mắt. Đệ 249 chương toàn dựa não bổ. Ở Ninh Tịch Nguyệt chuyên chú thủ hạ. Ngân châm khi, đào đào cha mẹ an tĩnh đứng ở cạnh cửa khẩn trương lôi kéo lẫn nhau tay, ánh mắt nôn nóng lại đau lòng nhìn chầm chầm đào đào trên tay thon dài châm, đồng thời cũng chờ mong có cái hảo kết quả lý tỷ trong ánh mắt đều hàm chứa nước mắt bàn tay đều ở đổ mồ hôi trong lòng thực tự trách hận không thể chính mình đi thay thế đào đào chịu tội nàng đáng thương hài tử còn tuổi nhỏ liền gặp lớn như vậy tội đều do bọn họ làm phụ mẫu không xứng chức đều là bọn họ sai bọn họ chỉ chờ mong đào đào thật sự có thể ở ninh tịch nguyệt trị liệu hạ khôi phục khỏe mạnh thân thể một lần nữa làm hồi bình thường tiểu hài tử chỉ cần đào đào bình bình an an lớn lên vui vui vẻ vẻ quá hảo mỗi một ngày muốn bọn họ làm cái gì đều có thể. Nhìn đến Ninh Tịch Nguyệt giống mô giống dạng trị liệu, đối nàng y thuật thực xem trọng, Lý tỷ cùng Hoàng Trấn Trưởng tạm thời đem hy vọng đều ký thác ở Ninh Tịch Nguyệt trên người. Bị bọn họ ký thác hy vọng, Ninh Tịch Nguyệt toàn thân tâm mà đầu nhập đi vào, đem người chung quanh đều coi như không khí, quên mình làm chính mình sự tình. Hệ thống tiểu rùa đen đều phi ở giữa không trung cẩn thận nhìn chằm chằm, một chút cũng không dám quấy rầy, đậu xanh đại hai cái mắt nhỏ tràn đầy thưởng thức này vẫn là ký chủ lần đầu tiên ở chân nhân trên người độc lập tiến hành như thế đại hình châm cứu thuật, làm được thật đúng là không tồi, nó ánh mắt hảo là trước sau như một hảo, tuyển ký chủ làm chuyện gì đều một mảnh thông dong vĩnh viễn nghiêm túc đối đãi Ninh tịch nguyệt, không nghiêm túc không được. Lần này thi châm nhưng không giống lúc trước rác ninh tiêu tiêu như vậy tùy ý, nàng cũng còn không có đạt tới có thể tùy ý kim kim là có thể tốt cảnh giới, yêu cầu khống chế tinh chuẩn, lực độ, thời gian, xoay tròn vòng số, thủ pháp từ từ đều phải đem khống chế được. Không chỉ có là trí nhớ sống, vẫn là cái việc tay chân. Khi đến cuối cùng, Ninh Tịch Nguyệt đã mồ hôi đầy đầu, phía sau lưng ngực đều làm ướt, mà nàng trước mặt đào đào đã ngủ rồi, còn đang ngủ ngon lành, làm nàng hâm mộ nha. Tuy rằng ở trong không gian cầm thí dược người máy lặp lại luyện tập rất nhiều lần, sớm đã đạt tới quen tay hay việc nông nổi. Nhưng một bộ châm thi xuống dưới cũng là làm nàng kiệt sức, tinh thần đều phải hao phí hết đào đào trên người châm nhất nhất thu xong sau nên tịch nguyệt tay đều ở rất nhỏ run rẩy nàng cuối cùng là biết vì cái gì lúc trước đánh dấu châm cứu thuật bên trong còn nguyên bộ mát xa tương quan tri thức trừ bỏ cấp người bệnh dùng quan trọng nhất chính là cho nàng chính mình dùng trận này xuống dưới nếu là không mát xa kia tay nàng chủng phế bỏ ngày mai rời giường sau kia ngón tay cùng thủ đoạn tuyệt đối không phải nàng chính mình này châm cứu thuật so làm nàng làm cái gì đều hao phí thể lực cùng hao phí tâm thần từ từ một hao phí tâm thần liền dễ dàng rụng tóc, chờ đem đào đào hoàn toàn chữa khỏi, nàng này đầu lượng lệ đen nhánh lại nồng đậm tóc sợ không phải giữ không nổi, khẳng định đến bó lớn bó lớn rất rất nhiều xuống dưới. Ninh Tịch Nguyệt nghĩ đến đời sau những cái đó bệnh viện chủ nhiệm cùng kinh nghiệm phong phú bác sĩ hoặc là là địa trung hải hoặc là chính là tóc thưa thớt, dần dần trưởng thành người bệnh trong mắt tín nhiệm bộ dáng, nhất lộ rõ đặc thù chính là không tóc. Không cần nha, nàng không thể làm chính mình trở thành đầu trọc thiếu nữ. Ninh Tịch Nguyệt theo bản năng vuốt lại hắt lại thô đại bím tóc, thật vất vả có một đầu có thể cấp dầu gội đánh quảng cáo tóc. Nàng nhất định đến hảo hảo bảo vệ lại tới, đến trở về nghiên cứu một chút bảo dưỡng tóc đồ vật. Ninh Tịch Nguyệt vừa nghĩ biên đem ngân châm cấp xử lý sạch sẽ thu thập đến ngân châm trong bao. Bên cạnh đào đào phụ thân thấy vậy ở phía sau nôn nóng dò hỏi, Tịch Nguyệt đồng chí, này liền hảo sao? Còn không có, lại chờ một chút, nhanh. Ninh Tịch Nguyệt một bên trả lời, một bên cấp đào đào mát xa. Một bên nhìn về phía Lý đồng chí cho hắn sử một cái ánh mắt. Lý đồng chí lập tức liền hiểu được, vuốt trong túi nối xương tục gân tán, nghĩ ninh tịch nguyệt ở trên xe cho hắn lời nói, đi cầm một cái không chén cùng thủy lại đây, lấy ra thuốc bột đổ một bộ phận nhỏ ở trong chén quái thành sền sệt hồ trạng. Dư lại dược tiếp tục đóng gói hảo, phóng tới một bên. Hoàng trấn trưởng nghi hoặc nhìn huynh để làm sự tình, A à Phong, ngươi đây là đang làm cái gì? Nơi này là... Hư, ngươi hiểu... Lý đồng chí tay nâng lên tới, chỉ chỉ trần nhà, thần thần bí bí nói một câu liền cái gì cũng chưa nói, nhìn Hoàng Trấn Trưởng nghiêm túc điểm vài cái đầu sau cúi đầu tiếp tục quấy dược. Là có ý tứ gì hoàn toàn làm Hoàng Trấn Trưởng hai vợ chồng tự hành đi suy đoán. Hoàng Trấn Trưởng nhìn nhìn trần nhà, làm như có thật gật đầu, trên mặt xuất hiện bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, đồng thời cẩn thận gật đầu, ông quyền nói, minh bạch minh bạch, cảm ơn. Sau khi nói xong thối lui đến một bên, nói cái gì đều không hề dò hỏi, hốc mắt đỏ lên, trên mặt chứa đầy cảm kích chi tình, tự hồ còn bị cảm động. Ninh tịch nguyệt, vì ngoạn ý, như vậy có lệ một câu trả lời đều được. Lý đồng chí liền nói như vậy một câu làm mấy cái động tác liền minh bạch, xem hoàng trấn trưởng biểu tình cũng không biết là não bổ cái gì quan trọng đồ vật, đều lệ nóng danh trọng. Đây là trong truyền thuyết cho ngươi một cái mở đầu, mặt sau toàn dựa đối phương não bổ. Lợi hại lý đồng chí. Nàng tỏ vẻ học được, về sau gặp được chính mình không nghĩ nói sự tình liền như vậy làm, còn rất phương tiện. Lý đồng chí quấy đều sau đoan đến Ninh Tịch Nguyệt trước mặt, cũng đem vì dùng thuốc bột đưa qua đi, thành khẩn nói. Dùng cái này giúp hắn cô lên băng bó đi, đây là tốt nhất dược, đối với đào đào khôi phục rất có trợ giúp cùng hiệu quả. Ta nhìn xem. Ninh Tịch Nguyệt làm bộ làm tịch kiểm tra một phen không dùng thuốc bột, lại lộng một chút đã quấy thành dược bùng dược phóng tới cái mũi hạ nghe nghe, theo sau gật đầu nói, hảo, liền dùng cái này. Nàng chân thành nhìn về phía hoàng trấn trưởng hai vợ chồng, ta nhìn một chút cái này dược không tồi, so với ta chuẩn bị dược hảo, về sau mỗi ngày đều có thể cấp đào đào tô lên cái này. Tốt, tốt. Hoàng trấn trưởng một chút ý tưởng khác đều không có, liên tục gật đầu, nhìn dược ánh mắt nóng bỏng, đối cái này dược là tin tưởng không nghi ngờ. Ninh Tịch Nguyệt đại khái biết hắn là não bổ cái gì, khẳng định là đêm này về đến phía trên tổ chức chuyên môn cho hắn bí mật dược, vẫn là cái loại này hiệu quả tuyệt hảo, nhưng tạm thời ở vào tiểu phạm vi biết, còn không có đối ngoại công bố bí mật giai đoạn. Lý đồng chí cùng hoàng trấn trưởng gia đình bối cảnh đều không đơn giản, hai bên đối với từng người gia đình lại hiểu biết, hắn khẳng định này đây vì lý đồng chí dùng chính mình quan hệ lộng tới hảo dược, cho nên hắn mới có thể đồng ý cấp đào đào dùng dược. Não bổ thật bất việt. Ninh tịch nguyệt không hề tâm lý gánh nặng đem thuốc mở mạc đến đào đào tay chân thượng, phối hợp mát xa thủ pháp đem dược hiệu ấn đi vào, xúc tiến hấp thu. Cuối cùng lại đem dư lại thuốc mở bôi trên tay chân có vấn đề chỗ, dùng băng gạt bao hảo. Hảo, lúc này đây châm cứu xem như hoàn thành tịch nguyệt đồng chí nhà của chúng ta đào đào đại khái muốn châm cứu bao nhiêu lần mới có thể hảo hoàng trấn trưởng mắt hàm chờ mong nhìn ninh tịch nguyệt hỏi này muốn xem đào đào tình huống tới định không nên gấp gáp một vòng tả hữu là có thể nhìn đến hiệu quả đại khái hai tháng là có thể nhìn đến kết quả cuối cùng gia trưởng của các ngươi hiện tại phải làm đến chính là hảo hảo bồi đào đào trợ giúp hắn khôi phục tâm lý khỏe mạnh mỗi cách năm ngày ta sẽ đến xem đào đào một lần Ninh Tịch Nguyệt chỉ vào trên bàn thuốc bột, cái này dược nhớ rõ mỗi ngày cấp đào đào lộng điểm đắp đến miệng vết thương. Hảo, đã biết, cảm ơn, cảm ơn ngươi, Tịch Nguyệt đồng chí. Lý Tỷ đem thuốc bột bắt được trong tay, không ngừng cảm tạ. Tịch Nguyệt đồng chí, có sự tình muốn hỏi ngươi một chút, chúng ta vốn là hôm nay liền phải xuất viện mang đào đào đi kinh thị bệnh viện xem bệnh, xuất viện thủ tục đều. Xử lý hảo, bên kia bệnh viện cũng liên hệ hảo. Hoàng trấn trưởng khách khách khí khí nói hiện tại a phong đem ngươi mang đến giúp đào đào xem bệnh ta xem đào đào đối với ngươi cũng thực thích ngươi đối trên thân thể hắn cùng tâm lý thượng đều có thể cho trợ giúp ta suy nghĩ này một vòng tiếp tục ở cái này bệnh viện trị liệu lại phối hợp ngươi trị liệu một vòng sau xem đào đào thân thể trạng huống quyết định hay không dẫn hắn đi kinh thị ngươi xem có thể được không hoàng trấn trưởng đối lý phong mang đến người vẫn là thực tin tưởng nhưng sự tình quan con của hắn thân thể hắn không thể không cẩn thận điểm hắn liền như vậy một cái nhi tử còn bởi vì hắn bị nhiều như vậy khổ, nhưng hắn lại không nghĩ từ bỏ ninh hút tịch nguyệt bên này cơ hội, sở hữu tương ra như vậy một cái chiếc trung biện pháp. Có thể hành. Ninh tịch nguyệt một ngụm trả lời nói, nàng cũng không có gì không cao hứng, đổi làm nàng là đào đào cha mẹ cũng sẽ làm ra như vậy quyết định, hài tử thân thể quan trọng nhất, đây là một cái phụ trách nhiệm cha mẹ nên làm, nàng lý giải. Nếu là thật như vậy qua loa tin tưởng nàng, do đó từ bỏ về kinh thị xem bệnh, nàng mới có thể thế đào đào không đáng cảm ơn ngươi lý giải hoàng trấn trưởng tiến lên một bước bắt tay cảm tạ ninh tịch nguyệt triều hai người chào hỏi cáo từ hành kia ta liền đi trước hoàng trấn trưởng hai vợ chồng cười ha hả gật đầu đưa ninh tịch nguyệt cùng lý đồng chí ra cửa ninh tịch nguyệt đi ở phía trước lý đồng chí đi ở mặt sau ra phòng bệnh môn khi hoàng trấn trưởng lôi kéo lý đồng chí ở hắn bên tai nhỏ giọng hỏi lão lý ngươi cho ta thấu cái đế vị này ninh đồng chí rốt cuộc là người nào có thể lao ngươi tự mình làm đảm bảo Hoàng trấn trưởng là biết chính mình vị này khi còn nhỏ bằng hữu, không phải một cái sẽ dễ dàng vì người khác sự làm đảm bảo người, trừ phi là hắn cực kỳ tin tưởng người hoặc sự. Đệ 250 chương trước mắt chính hướng mục đích địa vững bước đi trước. Dược. Lý đồng chí biểu tình ngưng trọng lại giơ tay chỉ chỉ mặt trên, lại buông tay làm một cái phong khẩu động tác, ngươi chỉ cần biết đào đào nhất định sẽ hảo, chỉ có thể cho ngươi lộ ra nhiều như vậy. Lý đồng chí đối với ninh tịch nguyệt rời đi phương hướng nâng nâng cầm, một bàn tay vỗ hoàng trấn trưởng trên vai, tiến đến hắn bên tai lặng lẽ nói, xem ở chúng ta hai nhà quan hệ thường, cuối cùng nhắc nhở ngươi, về vị kia hết thảy, nhớ rõ thận trọng từ lời nói đến việc làm, không cần làm dư thừa động tác. Lý Phong nói nhìn như nhắc nhở kỳ thật gõ, Hoàng Trấn Trưởng vừa nghe liền minh bạch. Biết, có ngươi những lời này ta liền an tâm rồi. Hoàng Trấn Trưởng trong nháy mắt ẩn ẩn suy đoán đến ninh tịch nguyệt thân phận, trong lòng tức khắc thả lỏng lại, đối đào đào thân thể khôi phục tràn ngập thật lớn hy vọng, A à Phong, hôm nay cảm ơn ngươi cảm tạ vị nào là được đi rồi ngươi dừng bước lần sau ta sẽ mang nàng tới lý đồng chí nói xong cũng không quay đầu lại đuổi theo ninh tịch nguyệt bước chân rời đi trở lại trên xe lý đồng chí lái xe đưa ninh tịch nguyệt trở về trấn thượng tịch nguyệt đồng chí ngươi yên tâm ta đã xử lý tốt lần sau ngươi muốn đi bệnh viện chỉ lo ở chúng ta ngày thường chấp đầu trong viện chờ ta từ ta mang ngươi đi lý đồng chí không chỉ có phụ trách cùng ninh tịch nguyệt chấp đầu vẫn là phụ trách bảo hộ ninh tịch nguyệt sinh mệnh an toàn người cho nên Ninh Tịch Nguyệt muốn đi ra ngoài làm chuyện gì, hắn bụng làm dạ chịu, này đó đều là hắn công tác chi nhất. Tốt, vậy làm phiền lý đồng chí. Ninh Tịch Nguyệt cấp đào đào chữa bệnh kỳ thật mang theo mục đích. Nàng tưởng cùng trấn trưởng đánh hảo quan hệ, cũng là tưởng gần quan được ban lộc, về sau vạn nhất có cái gì sự tình tốt, tỉ như cái gì công tác sự tình, trấn trưởng là có thể nghĩ đến nàng cái này ân nhân cứu mạng, có thể cho nàng kịp thời cung cấp cái tin tức là đủ rồi. Nàng tuy rằng ở đội thượng vệ sinh trong sở công tác quá thật sự nhẹ nhàng, nhưng nàng nhị ca không có nha. Nhị ca đến nay vẫn là ở bán cu ly, này chỗ nào hành nha, sang năm liền phải khôi phục thi đại học, vẫn luôn trên mặt đất vùi đầu khổ làm, chỗ nào còn có thời gian ôn tập công khóa. Đến sớm làm chuẩn bị mới được. Xem về sau có thể hay không vì nàng nhị ca tìm cái nhẹ nhàng công tác làm, lấy hắn nhị ca năng lực, chỉ khuyết thiếu một cái cơ hội, trấn trưởng có thể vì hắn cung cấp một cái cơ hội nói, hắn tin tưởng nhị ca nhất định có thể hành. Phía trước cùng thím nhóm nói chuyện phím khi được đến tin tức là hoàng trấn trưởng tới bọn họ đại liễu đội cùng đại hòe đội khảo sát khi từng đi qua đại kỳ sơn thượng. Khi mặt trên có cái gì ninh tịch nguyệt nhất rõ ràng, chỉ có bọn họ phía trước phát hiện mỏ thang thứ này còn đáng giá lãnh đạo cố ý đi xem. Nàng có một cái suy đoán, có lẽ năm nay đầu xuân sẽ có một cái rất tốt cơ hội. Ân, ừ, xem ra nàng khi nào mang nhị ca đi soát soát mặt, thừa dịp hiện tại còn ở miêu đông không gì sự nhưng làm, sớm một chút kế hoạch hảo. Vậy lần sau qua đi khi mang theo nhị ca cùng đi công lực hoàng trấn trưởng một nhà. Ninh Tịch Nguyệt ở trên xe nghỉ kỹ sau từ trấn trên hồi đội liền đi tìm nhị ca nói chuyện này. Hai huynh muội ước định hảo thời gian, ở ngày thứ năm sau, Ninh Tịch Nguyệt cùng Ninh Thanh Viễn hai huynh muội đi hướng trấn trên, lại một lần đi theo lý đồng chí đi tới huyện nhân dân bệnh viện. Lúc này đây cùng lần trước có rất lớn bất đồng. Bọn họ mới vừa đi đến đào đào nơi phòng bệnh tầng lầu liền nhìn đến hoàng trấn trưởng đứng ở trên hành lang vẻ mặt ý cười ở nơi đó chờ tiếp ứng bọn họ, cũng không biết ở nơi đó chờ đợi bao lâu thời gian. Đương Ninh Tịch Nguyệt bước lên hành lang khi, hoàng trấn trưởng bước nhanh đi tới đôi tay nắm Ninh Tịch Nguyệt tay, nắm xong sau buông ra tay, đi ở bên cạnh nói cười yến yến làm ra mời tư thế. Tịch Nguyệt đồng chí, các ngươi tới, mau bên trong thỉnh. Hảo, cảm ơn hoàng trấn trưởng, giới thiệu một chút, vị này chính là ta nhị ca, đôi ta ước hảo tới trong thành mua đồ vật, nhị ca, vị này chính là chúng ta vĩnh xuyên công xã Hoàng Trấn Trưởng. Ninh Tịch Nguyệt nắm xong tay tạm thời không đi phía trước đi, mà là đem Ninh Thanh Viễn kéo đến bên người nàng tới, trước giúp hai người cho nhau giới thiệu nhận thức, hôm nay nàng tới chủ yếu mục đích chính là làm Hoàng Trấn Trưởng nhận thức nhị ca, làm nhị ca ở trước mặt hắn xoát xoát mặt. Ninh Thanh Viễn thức thời trước vương tay, mỉm cười nhìn Hoàng Trấn Trưởng tự giới thiệu, người hảo, Hoàng Trấn Trưởng, ta là Tịch Nguyệt nhị ca, cũng là đại hòe đội thanh niên trí thức. Thanh xa đồng chí, ngươi hảo. Hoàng trấn trưởng tươi cười bất biến nắm hắn tay chào hỏi, chúng ta đi vào trước, bên ngoài lạnh lẽo. Hảo, đi vào trước. Lý đồng chí tận chức tận trách đi theo ninh tịch nguyệt phía sau, mà ninh thanh viễn cũng theo sát ở phía sau, hai người một tả một hữu, giống ninh tịch nguyệt tự mang bảo tiêu giống nhau một tấc cũng không rời. Hoàng trấn trưởng ở nghiêng phía trước dẫn đường. Ninh tịch nguyệt một bên hướng phòng bệnh đi đến, một bên cùng hoàng trấn trưởng trò chuyện dò hỏi tình huống đào đào thế nào có hay không hảo điểm kỳ thật liền xem hôm nay hoàng trấn trưởng đối nàng thái độ nàng liền biết đào đào trạng huống như thế nào bất quá nên hỏi nàng vẫn là còn muốn hỏi lấy hiện coi trọng khá hơn nhiều hắn tay năng động cũng khôi phục tri giác tinh thần cũng hảo không ít đã nguyện ý cùng chúng ta nói một ít đơn giản nói nói đến đào đào hoàng trấn trưởng càng vui vẻ sắc mặt tươi cười không ngừng bất quá chính là đào đào mỗi ngày tưởng niệm ngươi trong chốc lát lại hỏi ta cùng hắn mụ mụ, tỷ tỷ gì thời điểm tới xem hắn, biết ngươi hôm nay muốn tới nha, hắn hưng phấn đến độ ăn nhiều một chén cơm, này đều ít nhiều ngươi. Triều tốt phương hướng phát triển liền hảo, đào đào nhất định có thể càng mau hảo lên. Ninh tịch nguyệt được đến dự kiến bên trong đáp án, khóe miệng dơ lên, vừa lòng cười. Công lược tiến trình 50%, trước mắt chính hướng mục đích địa vững bước đi trước. Đệ 251 chương ở Vĩnh Xuyên công xã hỗn Khai. Nói chuyện phím gian mấy người đã chạy tới cửa phòng bệnh ninh tịch nguyệt sớm đã nhìn đến đào đào duỗi một cái đầu nhỏ nhìn cửa nhìn đến nàng sau đôi mắt đều sáng trên mặt có tươi cười bất quá ở nàng bước vào cửa phòng bệnh sau đào đào biến sắc mặt trên mặt tươi cười toàn bộ đều bị hắn nghẹn trở về cái miệng nhỏ dẫu đến lão cao đều có thể quải chai dầu còn đem đầu chuyển hướng một bên trên mặt là ngạo kiều tiểu biểu tình không nói lời nào này tiểu hài tử là sinh nàng khí thật đúng là đáng yêu đào đào đã lâu không thấy, có hay không tưởng tỷ tỷ, tỷ tỷ chính là mỗi ngày đều suy nghĩ đào đào nha. Ninh Tịch Nguyệt rất muốn đi đậu tiểu hài tử chơi một chút, đào đào hiện tại bộ dáng này cuối cùng là có cái bình thường tiểu hài tử bộ dáng, còn biết chơi tiểu tính tình, không dễ dàng nha. Về đức chấm Cùng nàng lần trước ở chỗ này nhìn thấy bộ dáng lại không giống nhau, có thể thấy được người nhà là dụng tâm ở chiếu cố hắn, cho hắn cũng đủ nhiều cảm giác an toàn, mới làm hắn như thế nhanh chóng mở rộng cửa lòng, biến hóa như thế đại. Hừ hừ. Đào đào không có trả lời Ninh Tịch Nguyệt nói, mà là từ trong lỗ mũi phát ra hai tiếng rầm rì, đầu lại chuyển hướng mặt khác một bên, nhưng đôi mắt là vẫn luôn chú ý Ninh Tịch Nguyệt động tác, tiểu biểu tình muốn nhiều đáng yêu có bao nhiêu đáng yêu. Đứa nhỏ này, mới vừa còn ở niệm tỷ tỷ. Lý tỷ ngượng ngùng đối Ninh Tịch Nguyệt cười một chút, Ninh Tịch Nguyệt lắc đầu tỏ vẻ không thèm để ý, nàng đại khái là biết đứa nhỏ này vì cái gì sinh nàng khí. Hoàng trấn trưởng đi qua đi cúi đầu hống đào đào, đào đào, Ngươi không phải mỗi ngày đều suy nghĩ tỉ tỉ sao, như thế nào hiện tại tỉ tỉ tới cùng ngươi nói chuyện ngươi lại không trả lời, chúng ta không thể làm không có lễ phép tiểu hài tử nha." Ninh Tịch Nguyệt từ trong bao móc ra lần trước cùng Đào Đào nói tốt cho hắn làm một cái tiểu miêu móc ra tới, một cái màu lam bố khâu vá mà thành, bên trong dùng bông bỏ thêm vào hảo, lớn lên tuy rằng xấu điểm, nhưng là nàng thân thủ khâu vá tiểu miêu. "Đào Đào, xem tỉ tỉ cho ngươi mang cái gì tới, tiểu miêu." Ninh Tịch Nguyệt cầm thú bông vẽ mặt tươi cười đi qua đi ngồi ở đào đào bên người, đem thú bông nhét vào trong lòng ngực hắn, xin lỗi nói. Tỷ tỷ hôm nay rời đi nhất định cùng ngươi cáo biệt, ngươi cũng đừng xin tỷ tỷ khí, tha thứ tỷ tỷ có thể chứ. Đào đào nhìn đến trong lòng ngực tiểu miêu hoàn toàn không nín được, đem đầu chuyển qua tới, ánh mắt liếc hướng trong lòng ngực thú bông, liệt khóe miệng cười, kia ta xem ở tiểu miêu miêu phân thượng tha thứ tỷ tỷ. Nói xong lời nói sau vùi đầu chơi tiểu miêu, dùng hắn đã hảo rất nhiều cánh tay kẹp tiểu miêu thú bông, từng điểm từng điểm đem tiểu miêu dịch đến dựa vào hắn bên cạnh tiểu hùng bên cạnh một loạt phóng, phóng hảo sau đứa nhỏ này cười đến thật vui vẻ. Hài tử nếu đã hống hảo, nên tịch nguyệt lời nói cũng không hề nhiều lời, bắt đầu hôm nay châm cứu. Có kinh nghiệm lần trước, hơn nửa nàng sau khi trở về ở trong không gian lại ở thí dược người máy trên người khổ luyện hồi lâu, lúc này đây châm cứu không có lần trước mệt, sau so lần trước càng mau tốc độ châm cứu xong. Lý đồng chí lại một lần lấy ra một bao thuốc bột làm lần trước đồng dạng động tác, lúc này đây cũng không ai dò hỏi, hết thảy đều thực thuận lợi, có thể nói là liền mạch lưu loát làm xong sở hữu sự tình. Lúc này đây không có làm đào đào ngủ, đào đào tinh thần sáng láng nhìn chầm chầm ninh tịch nguyệt giúp hắn châm cứu thượng dược, một chút đều không có kêu lên đau đớn, cũng một chút đều không sợ hãi, toàn bộ hành trình đôi mắt đều không nháy mắt một chút nhìn chầm chầm xem. Ninh tịch nguyệt đều giật mình đào đào là cái này phản ứng ở vệ sinh sở công tác thời gian cũng không phải không có tiểu hài tử tới xem bệnh, mặt khác lấy dược cũng khỏe, nếu đề cập đến chip đều là thảm hề hề khóc lóc, rất giống là nàng muốn ăn thịt người giống nhau. Dẫn tới lúc trước đám kia thích nàng hài tử hiện tại nhìn thấy nàng đều sợ hãi. Cũng không biết là cái nào bị nàng dùng kim đâm tiểu hài tử truyền ra đi, một cái truyền một cái, càng truyền càng dọa người, đem nàng hình tượng đều khắc họa thành lấy đánh ác ma. Hiện tại trong đội hài tử nhìn đến nàng liền trốn đến rất xa kêu người, vừa chạy vừa tê tê kiệt lực đối đồng bạn kêu tiểu ninh bác sĩ tới, chạy mau. Có chút hài tử ở trong nhà không nghe lời gia trưởng còn lấy nàng tới dọa hài tử, một dọa một cái chuẩn, bảo quản lập tức ngoan ngoãn nghe lời. Ninh tịch nguyệt đều buồn bực đã chết, nàng có thể là duy nhất một cái nữ thanh niên trí thức xuống nông thôn sau làm cho cả đội hài tử đều rung bần bật thanh niên trí thức. Đội thượng hài tử nhìn ra cũng chỉ có cậu đảng không sợ hãi nàng, mặt khác hài tử thật là tới rồi người chê chó ghét tuổi tác còn cho nàng biên một cái về thuận miệng, tức chết cá nhân. Cho nên đào đào như bây giờ một chút không sợ hãi còn thực nghiêm túc biểu tình làm nàng thật là vui mừng, rốt cuộc tìm được một cái trừ cẩu đảng ở ngoài lại một cái không sợ hãi nàng tiểu hài tử. Có điểm cảm động là cái quỷ gì? Ninh tịch nguyệt đem trong đầu ý tưởng vứt ra đi, không thể bị những cái đó xú tiểu hài tử ảnh hưởng. Đổi một cái góc độ tưởng, nàng vô địch, nàng trở thành toàn đội nhất sợ hãi nữ nhân. Vô địch là cỡ nào cỡ nào tịch mịch đột nhiên có điểm khoe khoang là chuyện như thế nào. Ninh tịch nguyệt tâm tình thực tốt tiếp tục bồi đào đào chơi trong chốc lát, Ninh Thanh Viễn cũng chậm rãi dung nhập tiến vào, đào đào cũng không có bài xích, lúc gần đi Ninh Thanh Viễn đã cùng đào đào hỗn chính. Hoàng trấn trưởng đối Ninh Thanh Viễn thái độ đều từ ngay từ đầu giới hạn trong người xa lạ gian chào hỏi, đến đưa bọn họ rời đi bệnh viện khi lại nói lại cười trò chuyện thiên, biến hóa còn rất lớn. Đối với cùng tuổi tác kém không đến 7-8 tuổi người nói chuyện phím Ninh Thanh Viễn vẫn là rất có một bộ, hoàng trấn trưởng chẳng những đem hắn nhớ kỹ hai người còn xưng huynh gọi đệ mặc kệ là thiệt tình giả ý đều là thực tốt bắt đầu ninh tịch nguyệt cùng ninh thanh viễn cảm thấy mỹ mãn trở về rồi sau đó hai tháng thời gian ninh tịch nguyệt mỗi lần cấp đào đào trị liệu đều làm nhị ca bồi nàng cùng nhau nàng một nữ hài tử ra ngoài làm người nhà bồi cùng nhau là hết sức bình thường sự tình ở tháng thứ nhất kết thúc khi hoàng trấn trưởng xem tình huống liền giúp đào đào xử lý xuất viện thủ tục rời đi bệnh viện trở lại chính mình trong nhà tháng thứ hai ninh tịch nguyệt cũng chỉ yêu cầu đi công xã mặt sau người nhà trong viện trợ giúp đào đào trị liệu phương tiện không ít tỉnh rất nhiều sự cũng làm ninh tịch nguyệt hai anh em nhận thức càng nhiều bổn công xã cán bộ ninh tịch nguyệt còn kết giao không ít cán bộ nhóm người nhà tất cả đều là lý tỷ mang theo bọn họ nhận thức đây đều là nhân mạch cùng hoàng trấn trưởng một nhà quan hệ càng là tiến bộ vượt bậc trở thành thực tốt bằng hữu ở vĩnh xuyên công xã xem như hỗn khai này hai tháng thời gian quá thật sự mau trong bất tri bất giác liền từ mùa đông khắc nghiệt tới rồi đầu mùa xuân ba tháng, vạn vật bắt đầu sống lại mùa. Cùng lúc đó cũng nên đón đào đào cuối cùng một lần châm cứu, hoàng trấn trưởng một nhà tâm tình thực kích động vây quanh ở đào đào trong phòng, tập trung tinh thần nhìn ninh tịch nguyệt động tác. Kết thúc khi, đào đào cha mẹ hai đều hỉ cực mà khóc, lệ nóng danh trồng nhìn đào đào. Hảo, lần sau tỷ tỷ tới xem ngươi liền sẽ không mang châm tới, đào đào cũng có thể nơi nơi đi chơi, tỷ tỷ hy vọng đào đào có thể mỗi ngày vui vẻ ninh tịch nguyệt vuốt đào đào lông xù xù đầu nói nàng đánh tâm nhãn vì đào đào cao hứng đứa nhỏ này cuối cùng là trọng nhạc vui sướng khôi phục bình thường quá cảm tạ cảm tạ các ngươi lý tỷ chạy tới ôm ninh tịch nguyệt trong miệng không ngừng nói cảm tạ nói tịch nguyệt thanh xa hôm nay hai vị liền lưu lại ăn cơm xem như vì đào đào chúc mừng một chút chúng ta cùng nhau cao hứng cao hứng hoàng trấn trưởng nhìn về phía hai anh em mở miệng mời Ninh Tịch Nguyệt nhìn nhìn đào đào chờ mong đôi mắt nhỏ hạ cười đồng ý mời, hành, chúng ta đây làm phiền. Hoàng ca, Lý Tỷ, làm phiền. Muội muội đều đồng ý, Ninh Thanh Viễn cũng liền ôm quyền cười đáp ứng. Thật tốt quá, ca ca tỷ tỷ có thể lưu lại chơi với ta trong chốc lát lạp. Đào đào cao hứng nhảy dựng lên, một bàn tay lôi kéo Ninh Tịch Nguyệt tay, một bàn tay lôi kéo Ninh Thanh Viễn tay cầm hoảng. Xem đào đào cao hứng đến. Lý Tỷ vui tươi hớn hở nói, nhưng hiện tại chúng ta đến ăn cơm trước, ăn cơm lại chơi. Lý Tỷ sớm đã đem giữa trưa chầu này cơm cấp làm tốt, không chỉ là vì đào đào chúc mừng, càng là đáp tạ yến. Lúc này Lý Đồng Chí cũng tới, Lý Tỷ liền hướng phòng bếp đi bưng thức ăn, Hoàng Trấn Trưởng ở phía trước mang theo mấy người hướng phòng khách đi đến. Ăn cơm khi, ở trên bàn cơm nói chuyện phím, Hoàng Trấn Trưởng nói lên một cái lệnh ninh tịch nguyệt hai anh em phấn chấn tin tức. Chương 252 công tác cương vị. Đúng là đại kỳ sơn mỏ than chuyện này. Ninh Tịch Nguyệt cùng Ninh Thanh Viễn nghe thấy cái này mở đầu, cấp đồ ăn tay sôi nổi dừng lại, nghiêm túc nhìn Hoàng Trấn Trưởng nghe hắn nói lời nói. Đại Kỳ Sơn Thượng phát hiện mỏ than dự tính ở đầu xuân sau chờ trên núi băng tuyết hoàn toàn hóa khai khi liền phải chính thức tiến vào khai thác. Chuyện này đối với chúng ta trấn thậm chí toàn bộ bình phục huyện Tùng Nguyên Thị đều là quan trọng tồn tại, là trước mắt trọng đại nhất hạng mục. Nói tới đây Hoàng Trấn Trưởng hưng phấn, buông chiếc đũa cao đàm khoát luận, đối tương lai rất tốt tình thế tràn ngập chờ mong. Không nói quá xa, liền nói chúng ta trấn nơi này mỏ thang nếu là khai thác ra tới có thể làm chúng ta vĩnh xuyên công xã nâng cao một bước chúng ta toàn bộ công xã nhật tử đều có thể hảo quá không ít các ngươi ai đến gần nhất hai cái đội cũng sẽ được đến không ít chỗ tốt hoàng trấn trưởng nhìn về phía ninh tịch nguyệt cùng ninh thanh viễn cuối cùng ánh mắt dừng ở ninh thanh viễn trên người ngón tay gõ đánh cái bàn hiện tại liền có một cái cốt cơ hội ta cá nhân cho rằng thanh sa huynh đệ ngươi có thể đi tranh thủ một chút báo cái danh thử xem Hắn biết Ninh Tịch Nguyệt là đội thượng Thầy Lan, không cần cái này, nhưng Ninh Thanh Viễn lại là thực yêu cầu, có qua có lại, hắn cần thiết giúp một phen. Ninh Tịch Nguyệt cùng Ninh Thanh Viễn hai anh em nội tâm đều nhạt nở hoa rồi, tuy rằng bọn họ ngay từ đầu chính là buôn mục đích này tới, nhưng khi đó đều là không gì bóng dáng sự, chủ yếu là mở rộng nhân mạch, chờ đợi cơ hội, nhưng không nghĩ tới tới như thế mau. Hơn nữa bọn họ gì cũng chưa nói, cũng không có làm gì dư thừa sự tình, Hoàng Trấn Trưởng cũng đã chủ động nhắc tới bọn họ này hai tháng cũng thật không uổng phí nha, đáng giá. Ninh Tịch Nguyệt ra vẽ cái gì cũng không biết, tò mò chờ Hoàng Trấn Trưởng tiếp tục nói. Ninh Thanh Viễn phát ra nghi hoặc, Nga. Nguyện nghe kỹ càng. Hoàng Trấn Trưởng nhìn mấy người nghiêm túc nói. Bởi vì sau đó không lâu sắp sửa khai thác, lại là ở chúng ta công xã sở quản hạt địa phương, mặt trên quyết định sắp sửa đại lượng chiêu mộ một đám khai thác nhân viên cùng hậu cần nhân viên công tác, chúng ta công xã danh ngạch nhiều nhất, thả được hưởng ưu tiên trúng tuyển quyền đặc biệt là các ngươi ly đến gần đại đội, người thuộc địa thuộc lại có trụ địa phương, kia khẳng định là trước hết tuyển dụng, quan trọng nhất là không cực hạn với địa phương bá tánh, địa phương xuống nông thôn thanh niên trí thức cũng được hưởng lần này phúc lợi, thanh xa huynh đệ có thể đi thử một lần hậu cần tương quan công tác cương vị. Hoàng trấn trưởng một chút liền nói ra một cái kính bạo tin tức, làm ninh thanh viễn hai anh em đều thực ngoài ý muốn. Này đại lượng chiêu công sự tình nếu là vừa nói ra tới, toàn bộ công xã người đều đến sôi trào hiện tại công tác một cái cũ cải một cái hố, chỗ trống công tác cương vị thiếu đến đáng thương, thậm chí có thể nói cơ hồ không có. Kiếm tiền sự mọi người đều thực tích cực, tuy rằng khu mỏ công tác thực khổ, nhưng lại khổ có thể có ăn không đủ no mặt không đủ ấm sinh hoạt khổ sao, đội thượng người nhất không sợ chính là chịu khổ, chỉ cần có tiền kiếm bảo quản mỗi người đều muốn đi. Ninh tịch nguyệt đều có thể tưởng tượng được đến, thông báo tuyển dụng đại lượng công nhân tin tức một truyền khai, khi đem khiến cho bao lớn gợn sóng, các nàng đội cách gần nhất, kia khẳng định là muốn náo nhiệt lên. Ninh Thanh Viễn biết cơ hội bãi ở trước mắt, hắn nhất định đến bắt lấy lần này cơ hội, đi hậu cần bộ công tác, hoàng ca, báo danh thời gian là khi nào, đi nơi nào báo danh, yêu cầu chuẩn bị chút cái gì sao? Ngươi từ từ. Hoàng trấn trưởng đứng dậy đi lấy chính mình công văn bao, từ giữa lấy ra một phần văn kiện ra tới đưa cho Ninh Thanh Viễn cùng Ninh Tịch Nguyệt một người một phần. Đây là ta sắp sửa hạ phát thông tri, Ngày mai liền phải kêu các đại đội đội trưởng tới công xã mở họp liền sẽ nói chuyện này, các ngươi có thể trước nhìn xem, xem xong lại cho ta. Ninh Tịch Nguyệt cùng Ninh Thanh Viễn liếc nhau, từ hoàng trấn trưởng trong tay lấy quá văn kiện từng người nhìn. Ninh Tịch Nguyệt cầm văn kiện vừa thấy, mặt trên viết báo danh thời gian là từ hậu thiên bắt đầu, 10 ngày sau hết hạn, báo danh địa điểm cùng phỏng vấn địa điểm đều là ở công xã, báo danh hết hạn ngày ngày hôm sau liền chính thức tuyển chọn. Khai thác thợ mỏ chỉ có một vòng phỏng vấn cả thông báo tuyển dụng số lượng nhiều nhất. Đại bộ phận nhân viên hậu cần sẽ có thi viết cùng phỏng vấn, thiếu bộ phận nhân viên hậu cần chỉ có phỏng vấn, tỉ như nấu cơm người liền không cần thi viết. Nàng muốn xem chính là nhân viên hậu cần này bộ phận, nàng đến giúp nhị ca tham mưu tham mưu, xem có hay không cái gì thích hợp cương vị. Thông báo tuyển dụng nhân viên hậu cần nhiều nhất chính là nấu cơm nhân viên, này một cái công tác có thể phóng tới bị tuyển danh sách, thật sự không có thích hợp, tuyển cái này cũng không tồi một ngày tam bữa cơm vội xong chính là nhàn rỗi thời khắc còn có thể ăn ngon đi xuống xem ninh tịch nguyệt nhìn đến một cái nhất thích hợp công tác là cái văn viên cương vị chỉ phụ trách kho hàng quản lý sửa sang lại vật tư ký lục một chút xuất nhập kho số liệu có cái gì vật tư không đủ dùng kịp thời nói cho mua sắm nhân viên sẽ có chuyên môn mua sắm nhân viên mua trở về mặt khác đều không nhọc lòng cái này kho quản viên công tác không chỉ có nhẹ nhàng nhàn rỗi thời gian còn nhiều không có việc gì khi hoàn toàn có thể làm chính mình sự tình nhị ca nếu như bị cái này công tác tuyển chọn, kia đọc sách thời gian liền nhiều, nhẹ nhàng tự tại lại không vất vả, có thể làm đầu tuyển. Mặt sau đại khái xem một chút, cũng không có nhìn đến so cái này càng tốt công tác. Ninh Tịch Nguyệt đem cái này công tác chỉ cấp Ninh Thanh Viễn xem, hai anh em nghĩ đến một khối đi, Ninh Thanh Viễn cũng nhất xem trọng cái này công tác, yêu cầu cao trung văn hóa trình độ điều kiện, hắn cũng phù hợp, rất muốn đi tranh thủ cái này cương vị. Hoàng Trấn Trưởng xem hai người bộ dáng liền biết đối này thực cảm thấy hứng thú, cũng có hướng vào cương vị, uống một ngụm canh sau buông chén hỏi, xem đến thế nào, các ngươi có hay không xem trọng cương vị, thanh sa huynh đệ. Ninh Tịch Nguyệt cầm trong tay văn kiện còn cấp hoàng trấn trưởng, cười cười không nói chuyện. Ninh Thanh Viễn cũng đem trên tay này một phần đưa qua đi, mở miệng nói, mỗi cái cương vị đều thực hảo, trong đó cái kia kho hàng quản lý viên cương vị ta thực thích, ta tính toán báo danh cái này, đi tranh thủ một phen, không cho chính mình lưu lại tiếc núi. Ta xem cái này cương vị thực thích hợp ngươi, cố lên. Hoàng trấn trưởng liếc mắt một cái văn kiện thượng cái này cương vị liếc mắt một cái, trong mắt mang theo ý cười gật đầu nói. Hắn đem hai phân văn kiện thả lại đến trong bao sau, lại từ bên trong móc ra một trương chỗ trống bản biểu đưa tới Ninh Thanh Viễn trước mặt. "Này phân báo danh biểu ngươi cầm, cơm nước xong liền đi điền hảo cho ta, ta giúp ngươi mang qua đi, ngươi cũng liền không cần lại đi một chuyến." Đệ 253 chương Cam nguyện nhận đệ nhị. Ninh Tịch Nguyệt đôi mắt dừng ở Hoàng trấn trưởng đưa qua báo danh biểu thượng, trong đầu không ngừng suy tư. Hàng trấn trưởng đây là có ý tứ gì? Là nàng tưởng cái kia ý tứ sao? Nhưng cái này cương vị thông báo tuyển dụng hai cái kho quản, cơ hội vốn dĩ liền rất. Đại! Không nói cái khác, liền nói lấy nàng nhị ca năng lực nhận lời mời thành công cái này cương vị kia cũng là chuyện rất dễ dàng, hy vọng rất lớn. Một cái ở nông thôn công tác cạnh tranh cũng sẽ không quá kịch liệt, cũng cũng chỉ có bọn họ này hai cái trong đội người sẽ đi cạnh tranh, mà trong đội cũng cũng chỉ có hai cái đội thanh niên trí thức có thể đạt tới yêu cầu, Hy vọng lớn nhất. Căn bản là không cần làm điều thừa nha. Chẳng lẽ là sợ có chút tấm màn đen ảnh hưởng nhị ca sao? Ừ, kia khẳng định là, nhân tình xã hội, vạn nhất có chút cái gì nội tình, nhị ca có lại đại năng lực đều là vô dụng công. Nhưng có trấn trưởng ở phía sau tọa trấn vậy không giống nhau, bọn họ cũng coi như là có chỗ dựa người, phụ trách phương diện này công tác người làm việc liền sẽ suy nghĩ kỹ rồi mới làm, là có thể làm thông báo tuyển dụng công tác sẽ công bằng công chính tiến hành nàng biết hoàng trấn trưởng là cái công bằng công chính người, sẽ không bởi vì bọn họ làm cái gì, nhiều nhất là quan tâm một chút. Hại, cùng lãnh đạo giao tiếp chính là điểm này không tốt, luôn muốn đi suy đoán hắn làm mỗi một sự kiện sau lưng thâm tầng hàm nghĩa, tâm mệt. Tính, nàng vẫn là không đoán, đoán tới đoán đi cũng đoán không rõ, nàng vẫn là tiếp tục xem, tiếp tục nghe, tiếp tục ăn cơm được. Bên cạnh Ninh Thanh Viễn cầm báo danh biểu nhìn nhìn mặt trên nội dung, theo sau cười nói. Hoàng ca, ta vừa lúc hậu thiên muốn tới trấn trên nhìn xem trong nhà gửi tin tới rồi không, này biểu điện hảo mặt sau chính mình lấy qua đi liền có thể, ngươi công tác vội, như vậy một chút việc nhỏ cũng đừng làm phiền ngươi, ngày đó ta còn muốn đi công xã nhìn xem, hiện trường cảm thụ một chút bầu không khí, ngươi không cần phải xen vào ta, làm ta tự do phát huy. Ninh tịch nguyệt kinh ngạc một chút, một chuyện nhỏ, không nghĩ tới nhị ca sẽ như thế dứt khoát lưu loát cự tuyệt. Nhưng xác thật là nhị ca có thể nói ra tới nói, có thể làm được sự tình, nhị ca chính là tâm nhãn thật thành, không muốn chiếm người khác tiện nghi, cũng không muốn làm đặc thù, là cái có nguyên tắc người. Nhị ca làm cái gì nàng đều duy trì. Hoàng trấn trưởng còn rất ngoài ý muốn, dừng lại chiếc đũa, nhìn về phía ninh thanh viễn ánh mắt đó là càng xem càng vừa lòng, vui tươi hớn hở cười nói. Hảo, vậy ngươi chính mình đi giao, có thể trở về trước tiên chuẩn bị lên, hậu thiên giao xong vật lưu niệm đến cùng tịch nguyệt tới trong nhà ăn cơm, nhìn xem đào đào, đứa nhỏ này sợ là sẽ tưởng các ngươi, về sau các ngươi nhưng đến thường xuyên đến xem hắn. Hành, cảm ơn Hoàng ca, đến lúc đó tới bồi đào đào chơi. Ninh Thanh Viễn gật đầu, đem báo danh biểu thu được trong bao phóng hảo. Hoàng ca, ngươi cứ yên tâm, chỉ cần chúng ta tới trấn trên liền sẽ tới xem đào đào. Ninh Tịch Nguyệt nhìn về phía đang ăn cơm đào đào ôm Thanh Tế ngữ nói, đào đào cũng không nên quên chúng ta nha. Sẽ không quên ca ca tỷ tỷ. Đào đào nuốt xuống trong miệng cơm, thanh âm to lớn vang dội nói một câu khiến cho một bàn cười vui thanh. Ninh tịch nguyệt thoải mái cười lớn, nàng cùng nhị ca kêu đào đào cha mẹ kêu ca tỷ, đào đào càng muốn gọi bọn hắn ca ca tỷ tỷ, này bối phận loạn đến, không có biện pháp, chỉ có thể cắt luận cắt kêu. Lý tỷ đi theo cười xong sau tiếp đón đại gia. Hảo, hảo, nói chuyện phím sự tình cơm nước xong lại lưu, hiện tại chúng ta mau ăn cơm, này đồ ăn đều phải lạnh, chúng ta ăn no ngồi ở bên cạnh chậm rãi làm mặt khác sự tình. Đúng vậy, ăn cơm, ăn cơm, đừng khách khí, coi như chính mình trong nhà, tùy ý ăn. Hoàng trấn trưởng cầm lấy chiếc đũa phụ họa lý tỷ, cùng nhau tiếp đón, trung gian cái này cá kho các ngươi nhất định phải nếm thử, các ngươi lý tỷ sở trường hảo đồ ăn, hương vị nhất tuyệt. Hảo, chúng ta đây liền không khách khí. Ninh tịch nguyệt cười khanh khách cầm chiếc đũa đi gấp một khối thịt cá ăn. Có Ninh tịch nguyệt ở phía trước đi đầu, Ninh thanh viễn cùng lý đồng chí đều bắt đầu cầm lấy chiếc đũa gấp đồ ăn ăn, một bàn người cuối cùng là tiến vào đến nghiêm túc ăn cơm giai đoạn không có bàn lại mặt khác sự tình gì cơm nước xong sau ninh tịch nguyệt hai anh em bồi đào đào chơi trong chốc lát chơi mệt sau mới dừng lại tới lúc gần đi ninh tịch nguyệt lại cấp lý tỷ cùng hoàng trấn trưởng nói một chút đào đào thân thể những việc cần chú ý tuy rằng đã hảo nhưng thương gân động cốt một trăm thiên tay chân vừa vặn khi thực yếu ớt hơi không chú ý liền dễ dàng tạo thành một ít mặt khác thương tổn cho nên không thể đại ý đến tiếp tục xoa dược củng cố lý tỷ cầm cái vỡ nhớ kỹ đào đào liền đứng ở ninh tịch nguyệt bên người lôi kéo nàng ống quần ninh tịch nguyệt dặn dò xong sau cúi đầu cùng đào đào cáo biệt đứa nhỏ này không bỏ được nàng còn không cho nàng đi ninh tịch nguyệt vuốt hắn đầu hống đào đào tỷ tỷ hậu thiên liền sẽ tới xem ngươi không cần lo lắng về sau tỷ tỷ sẽ thường xuyên tới xem ngươi đào đào bắt lấy ống quần tay càng khẩn đáng thương hề hề lắc đầu đào đào lại đây ngươi hiện tại là đại hài tử muốn nghe lời nói chỉ có nghe lời hài tử Tịch Nguyệt tỷ tỷ mới có thể tới xem. Lý Tỷ hổ một khuôn mặt nhìn Đào Đào. Đào Đào chậm rãi buông ra tay, lưu luyến mỗi bước đi dịch tiểu toái bộ hướng Lý Tỷ bên người đi đến. Nhìn nhìn Ninh Tịch Nguyệt, lại nhìn nhìn Ninh Thanh Viễn, vẻ mặt ngoan ngoãn nói, Đào Đào chờ các ngươi. Ninh Tịch Nguyệt huy xuống tay, "Hảo, Đào Đào tái kiến, tưởng chúng ta thời điểm liền xem Tiểu Hùng cùng Tiểu Miêu." Đào Đào tái kiến, "Hoàng ca Lý Tỷ, chúng ta đi rồi, hậu thiên thấy." ninh thanh viễn đẩy xe đạp lại đây chào hỏi gặp lại sau hoàng trấn trưởng hai vợ chồng đem người đưa đến cổng lớn lẫn nhau từ biệt ninh tịch nguyệt hai anh em cưỡi lên âu yếm xe đạp trở lại đại liễu đội thanh niên trí thức viện trở lại thanh niên trí thức viện ninh tịch nguyệt lôi kéo nhị ca đi vào phòng bếp hai người ngồi nghiên cứu cái này công tác sự tình ninh thanh viễn móc ra trong bao báo danh biểu lấy ra bút máy điền muội ngươi có phải hay không cảm thấy ta cự tuyệt hoàng trấn trưởng hỗ trợ thực ngốc sao có thể ngươi làm rất đúng nhị ca làm gì ta đều duy trì ngươi chính là ta học tập tấm gương ninh tịch nguyệt lắc đầu rất là tự hào nói bằng ta nhị ca thực lực nhận lời mời thành công cái này cương vị còn không phải một dây chung sự tình chúng ta quan minh chính đại bằng bản lĩnh thủ thắng này đó đều là chuyện nhỏ không cần để ý ngươi phải hảo hảo chuẩn bị làm tốt chính mình là được này vốn dĩ liền không phải bao lớn sự tình xem hoàng trấn trưởng khi đó cười đến vui vẻ hiển nhiên là càng thêm tán thành nhị ca cái này bằng hữu, lâu dài bằng hữu quan hệ nhưng không được xem nhân phẩm sao, đây chính là chuyện tốt. Một cái có gia thế có năng lực bằng hữu có thể so trước mắt điểm này cực nhỏ tiểu lợi tới giá trị. Ninh Thanh Viễn trong lòng vui vẻ, bị muội muội khen sau lòng tự tin tăng vọt, mặt mày hớn hở nói. Ân, ta cũng tin tưởng chính mình có thể hành. Cái này hương thanh niên trí thức liền không có so với ta xem thư nhiều người, ta mỗi ngày đọc sách học tập, những cái đó sơ cao trung tri thức nhớ rõ nhưng bền chắc. Ta tin tưởng nhị ca có thể hành, nhưng muốn nói đọc sách xem đến nhiều, ta nhận đệ nhị không ai dám nhận đệ nhất, ha ha ha. Ninh tịch nguyệt ngẩn cổ không chút nào khiêm tốn nói khen chính mình nói, sau khi nói xong chính mình đều nhìn không được cười to. Ninh thanh viễn đi theo cùng nhau cười ha ha, ngươi nói đúng, ta cam nguyện nhận đệ nhị. Bất quá ngươi vẫn là trở về hảo hảo chuẩn bị, chúng ta đội thanh niên trí thức nhưng đều là chút ái học tập người. Ninh Tịch Nguyệt tuy rằng đối nhị ca rất có tin tưởng, nhưng vẫn là nhịn không được nhắc nhở nói. Bọn họ trong đội chính là có nam nữ chủ tồn tại, này hai cái chính là không dung kinh thường. Hảo, ta đợi chút trở về liền bắt đầu đọc sách học tập, chỉ mình cố gắng lớn nhất cạnh tranh cái này cương vị. Ninh Thanh Viễn trong lòng cũng có một chút nguy cơ cảm, vài cái đem trên tay bản biểu điền hảo, đẩy xe đạp vội vàng hướng đại hòe đội chạy đến. Chương 254 con bướm cánh Ngày hôm sau buổi sáng Ninh tịch nguyệt đi đội thượng tìm thím nhóm nói chuyện phím khi, liền nhìn đến. Đội trưởng kẹp một cái bao, cưỡi xe đạp hướng công xã đi. Tới gần giữa trưa, Ninh Tịch Nguyệt trở về nấu giờ cơm, lại nhìn đến đội trưởng cưỡi xe đạp, hừ ca, đầy mặt tươi cười đã trở lại. Ninh Tịch Nguyệt ở cách đó không xa xem đến rõ ràng, đội trưởng trên mặt tươi cười liền không dừng lại quá, trước nay liền chưa thấy qua hắn như vậy vui vẻ quá. Nàng tay vuốt cầm, vừa đi vừa gật đầu như suy tư gì, khẳng định chính là hoàng trấn trưởng cho bọn hắn nói chiêu công kia sự kiện buổi chiều hẳn là là có thể biết xác thực tin tức không ra ninh tịch nguyệt sở liệu cơm trưa qua đi đội trưởng liền thông tri toàn đội xã viên đi đại đội thượng mở họp có trọng đại sự tình muốn truyền đạt còn cường điệu cường điệu mỗi người đều cần thiết đi một cái không thể rơi xuống cần thiết đúng giờ trình diện bằng không tự gánh lấy hậu quả đi trên đường trần diệp sơ đều thực nghi hoặc đời trước tuy rằng thời gian thật lâu xa nàng có rất nhiều chuyện nhỏ đều không nhớ rõ khai không khai trận này sẽ nàng cũng nhớ không được nhưng ở nàng trong ấn tượng liền chưa thấy qua đội trưởng có hôm nay coi trọng như vậy thời điểm có xã viên không đi mở họp đó là thường có sự tình phát sinh cũng chưa thấy qua đội trưởng cường điệu đời này thật nhiều sự tình đều cùng đời trước không giống nhau rất nhiều chuyện đều thay đổi nàng hiện tại cũng không biết mặt sau sẽ là thế nào sẽ phát sinh sự tình gì thí dụ như hôm nay muốn nói sự tình nàng liền rất tò mò tịch nguyệt người nói sẽ là cái gì đại sự tình đội trưởng như thế coi trọng không thường thấy nha ngô quế phương căn cứ năm rồi tình huống suy đoán nói có thể hay không là đầu xuân đội trưởng muốn trước tiên an bài cày bừa vụ xuân sự tình các ngươi xem này băng đều bắt đầu hóa rất có khả năng đó có phải hay không thuyết minh chúng ta liền phải bắt đầu khôi phục làm công nhật tử lưu giao gật đầu đồng ý ngô quế phương quan điểm đột nhiên gào khang nói a không cần nha ta đều còn không có nghỉ ngơi đủ như thế nào liền phải kết thúc miêu đông sinh sống khó chịu a thiệt hay giả, này tin tức quá đột nhiên, ta có chút khó tiếp thu. Vương manh manh cũng đi theo cùng nhau gào, cực kỳ giống đột nhiên biết muốn đi học học sinh. Ta nói các ngươi đừng chính mình dọa chính mình, này băng hóa xong ít nhất còn muốn hơn 10 ngày, còn phải là có thái dương dưới tình huống. Ninh tịch nguyệt nâng lên cầm ý bảo xem phía trước cách đó không xa văn phòng. Lập tức liền đến đại đội thượng, tới rồi liền biết đội thượng muốn nói gì sự tình, các ngươi bình tĩnh điểm. Ninh tịch nguyệt cười nhạo nhìn các nàng, thanh niên trí thức trong viện nữ thanh niên trí thức hỗn chính chính là có như vậy một chút không tốt, mấy người đi cùng một chỗ nháo đã tê rần, sau một đám chim sẻ ở bên nhau đều còn náo nhiệt, người một câu ta một câu dừng không được tới. Trần Diệp Sơ dẫn theo tiểu băng ghế nhanh hơn bước chân đi phía trước đi, tịch nguyệt nói đúng, lập tức sẽ biết, chúng ta đi nhanh điểm, chiếm một cái hảo vị trí, v đức chấm Hành như vậy vừa nói sau, năm cái nữ thanh niên trí thức lại bắt đầu so tốc độ, một cái sau so một cái đi được mau, đến cuối cùng còn chạy đi lên, một đám người điên điên khùng khùng chạy đến đại đội thượng mở học đập lớn, chiếm trước đằng trước mấy bài vị trí ngồi xuống. Lục tục đội thượng xã viên tới, đập lớn thực mau liền ngồi mãn, nhân viên đến đông đủ, đội trưởng cầm cái đại loa ở mặt trên bắt đầu gào thét nói chuyện, sắc mặt mang cười, ngữ khí kích động. Các vị các hương thân an tĩnh, nghe ta nói, hiện tại có một cái rất tốt tin tức tuyên bố. Này một câu thành công làm mọi người đều an tĩnh lại, sôi nổi dựng lên lỗ tai nghe đội trưởng nói rất tốt tin tức. Đội trưởng thấy mọi người đều an tĩnh lại sau vừa lòng tiếp tục giảng. Chúng ta đội mặt sau cái kia đại kỳ sơn phát hiện mỏ than, phía trên muốn khai thác, công xã lãnh đạo hạ phát tin tức là, sắp chiêu công một số lớn người, thả sở cần nhân số cự nhiều, đưa tiền còn bao ăn cơm, phúc lợi đãi ngộ hậu đãi, mỗi người đều có cơ hội, thả công tác có thể làm được lấy quặng kết thúc, đợi chúng ta sẽ đem văn kiện cùng chiêu công bố cáo dán đến một thông báo, An học sau đại gia nhớ rõ đi xem. Lời này vừa ra, phía dưới ngồi người một mảnh ồ lên, toàn trường sôi trào lên, khi nào chiêu công là ấn cự nhiều tới nói. Đội trưởng giơ tay đi xuống áp, an tĩnh, ta biết các ngươi đều thực kích động, nhưng trước đừng kích động, chờ ta đem nói cho hết lời, các ngươi lại thảo luận cũng không muộn. Đội trưởng, ngươi mau nói, chúng ta không kích động. Có gan lớn người rống lớn nói. Lần này chiêu công là ở công xã báo danh, công xã chọn lựa, ngày mai bắt đầu, 10 ngày sau hết hạn, có ý tưởng đều có thể đi báo danh. Xét thấy lại qua một thời gian liền phải cày bừa vụ xuân, cho nên cày bừa vụ xuân trong lúc mỗi nhà nhiều nhất đi hai người, một nhà có thể thay phiên đi, nhưng cần thiết lưu ra cũng đủ nhiều tráng sức lao động lấy bảo đảm cày bừa vụ xuân thuận lợi tiến hành, trong đất sống tuyệt đối không thể đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Hai cái danh ngạch cũng cực đại điều động thôn dân tính tích cực, mỗi người trên mặt đều là chờ mong lại hưng phấn tươi cười, đã là gấp không chờ nổi muốn nhìn bố cáo lại đi trấn trên báo danh. Trên mặt đất bào thực một năm cũng lạc không đến mấy cái tiền, nhưng nếu là đi thủ công không những có thể cấp trong nhà kiếm tiền trở về còn có thể giải quyết hai người ăn cơm vấn đề, có thể tiết kiệm không ít lương thực, trời nhà còn gần, thật sự là một cái hảo nơi đi. Trần Diệp Sơ nghe thế tin tức này đều chấn kinh rồi, đồng tử lập lòe khác thường quan mang. Đây là có chuyện gì? Đời trước hoàn toàn không có lần này sự tình, ở nàng vẫn là thanh niên trí thức thời điểm khai thác mỏ than sự tình căn bản là không tồn tại, đến nỗi mặt sau có hay không, Nàng liền không chú ý qua, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại sự tình. Đời này biến hóa cũng thật không phải giống nhau đại, nàng con bướng cánh thật sự có lợi hại như vậy sao? Nàng ảnh hưởng nhiều như vậy. Xem ra đời này cùng đời trước là hoàn toàn không giống nhau hai đời, nàng không thể lại dùng đời trước lão ánh mắt tới đối đãi đời này. Sự vật đều là không ngừng biến hóa phát triển, nàng đắc dụng phát triển ánh mắt đối đãi tương lai hết thảy sự vật, không thể lại dùng trước kia thế nào hiện tại thế nào tới đối lập. Trần Diệp Sơ thoải mái cười, thế giới này rất nhiều người cùng sự vụ đều đã xảy ra biến hóa, có lẽ thế giới này đã không phải nguyên lai thế giới, là một cái khác song song thời không, nàng không nên lại rối rắm này đó, quá hảo kế tiếp mỗi một ngày mới là thật đạo lý. Giỏi về quan sát Ninh Tịch Nguyệt ngồi ở nàng bên cạnh đều phải bị Trần Diệp Sơ sắc mặt biểu tình cấp cười chết. Trong chốc lát một cái biểu tình, đội trưởng một tin tức nàng đến thay đổi năm sáu cái biểu tình, nhìn ra được tới nàng là thật sự bị khiếp sợ tới rồi như thế không giống nhau địa phương nói vậy nội tâm nhất định rất nhiều hoang mang. Nàng làm mỏ thang phát hiện người chi nhất, làm mỏ thang trước tiên ra đời, đối Trần Diệp Sơ có như vậy một tia xin lỗi, làm nàng bị sợ hãi. Bất quá nàng trong lòng vẫn là thật cao hứng, mỏ thang khai thác không chỉ có có thể làm quốc gia phát triển tiến bộ, còn có thể cung cấp rất nhiều vào nghề cơ hội, mọi người tránh tới rồi tiền sinh hoạt trình độ là có thể tăng lên, quốc gia kinh tế cũng có thể bị kéo, quả thực chính là rất tốt sự tình. Ninh Tịch Nguyệt vẫn là thật cao hứng, nàng cũng coi như là vì quốc gia phát triển cống hiến ra chính mình một phần lực. Các ngươi lại an tĩnh một chút, còn có cuối cùng một chút sự tình, nói xong liền tan học, trước kia lưu lại đại thực đường bị trưng dụng, đợi chút thu cúc mang vài người đi thu thập ra tới, về sau chính là lấy quản đội thực đường, đại đội thượng cũng tạm thời bị trưng dụng, nơi này sẽ là lều, về sau không có việc gì liền đừng tới bên này đi bộ. Trước mắt liền nói nhiều như vậy, tan học. Đệ 255 chương lựa chọn đội trưởng vừa nói tan học toàn bộ bãi lập tức náo nhiệt lên mọi người bắt đầu thảo luận chuyện này hơn nữa không ai rời đi hiện trường đều đang chờ đội trưởng đem bố cáo cùng tương quan văn kiện gián ra tới thanh niên trí thức viện cũng ngồi ở tại chỗ thảo luận lưu giao xoay người qua tới hưng phấn dò hỏi lần này chiêu công các ngươi tham gia hay không nghe thực không tồi ngô quế phương không phải thực kích động lắc đầu không xem trọng nàng nghĩ đến rất rõ ràng không biết có cái gì công tác nếu chỉ tuyển nhận thợ mỏ liền không chúng ta gì sự, trừ ra chiêu công điều kiện không nói, thợ mỏ có thể sau so ngày thường làm công khiến người mệt mỏi nhiều, ta phải lượng sức mà đi. Quế Phương Tỷ nói đúng. Trần Diệp Sơ trước nhận đồng ngô Quế Phương nói, theo sau lại phân tích nói. Nhưng ta tưởng khả năng sẽ có mặt khác công tác, không phải nói cơm tháng sau, đội trưởng còn làm thu cúc thẩm dẫn người đem trước kia dùng đại thực đường cấp thu thập ra tới, này thuyết minh muốn tuyển nhận trong phòng bếp nấu ăn người, cái này cương vị vẫn là thực có thể nàng trăm phần trăm xác định sẽ có cái này cương vị hơn nữa thực xem trọng cái này cương vị cái này cương vị tương đối tới nói so làm công nhẹ nhàng nhàn rỗi thời gian nhiều phương tiện nàng về sau đọc sách học tập hơn nữa nàng tin tưởng chính mình tay nghề có thể quá quan cũng liền một năm thời gian liền phải khôi phục thi đại học nàng đến cho chính mình tìm một cái công tác thời gian thiếu nhàn rỗi thời điểm nhiều công tác làm nhiều cho chính mình chừa chút ôn tập thời gian lưu giao nghe xong này đó phân tích hứng thú đột nhiên không cao lắm khổ một khuôn mặt lắc đầu ta liền không cần suy nghĩ, thành thành thật thật làm công đi, đều không thích hợp ta, ta hiện tại cũng chỉ có thể đem chính mình kia chén cơm cấp nấu chính trình độ, cấp như vậy một đám người nấu cơm kia quả thực chính là thiên đại việc khó. Vương manh manh cùng lưu giao một cái ý tưởng, ta cùng giao giao giống nhau, không có trù nghệ, ta liền không tham dự, làm công còn có thể lười biếng. Ninh tịch nguyệt phục cười, ta nói các ngươi như thế nào luôn là thích ở nơi đó đoán tới đoán đi phân tích, nhà, đội trưởng cầm thông cáo ra tới, qua đi nhìn xem liền không phải đã biết, nhìn thông cáo lại quyết định. Ra tới sao, đi, chúng ta qua đi xem. Trần Diệp Sơ triều văn phòng vị trí xem qua đi, vừa vặn nhìn đến đội trưởng đi ra, đứng lên đề thượng chính mình tiểu băng ghế liền hướng đã vây quanh một chút người một thông báo phóng đi. Chúng ta đi, đi một thông báo chiếm cái hảo vị trí xem. Vương manh manh nhìn đến người chung quanh đều phản ứng lại đây hướng tới một thông báo chạy tới, vội vàng dẫn theo băng ghế đi theo đi phía trước chạy, cũng thúc giục, nhanh lên, nhanh lên, thật nhiều người vây đi qua. Tới, tới, từ từ ta. Ngô Quế Phương bưng lên tiểu băng ghế, lôi kéo Ninh Tịch Nguyệt tay đi phía trước hướng. Đây đều là bị lưu giao cấp đồng hóa sao, Trần Diệp Sơ trước kia tương đối văn tĩnh một nữ hài tử như thế nào liền nhiều điểm kêu kêu quát quát. Vương Manh Manh trước kia nhiều ngạo kiều không để ý tới người một cái tự phụ thiếu nữ hiện tại cũng trở nên như thế bình dân. Quế Phương tỷ làm lão đại tỷ, trước kia chính là ổn trọng lão thành tỷ tỷ, hiện tại trở nên hoạt bát nhẹ nhàng không ít quả nhiên là người ở bên nhau đãi lâu rồi sẽ càng ngày càng giống, các nàng thanh niên trí thức viện thanh niên trí thức đều lẫn nhau ảnh hưởng lẫn nhau. Ninh Tịch Nguyệt lắc đầu cười, tùy ý Ngô Quế Phương lôi kéo tay, đi phía trước hướng. Thanh niên trí thức viện nam đồng chí theo sát ở phía sau. Các ngươi nhường một chút, ta dán hảo lại xem. Đội trưởng cầm hồ nhảo cùng thư ký cùng nhau dán. Đội trưởng dán hảo vừa ly khai, vây xem người chen chút tới, liền kém dán ở thông cáo thượng nhìn. Trần Diệp Sơ khai đạo, bọn họ thanh niên trí thức viện sở hữu thanh niên trí thức toàn bộ đều tể tới rồi đằng trước. Phía trước có biết chữ cấp niệm một niệm. Mặt sau nhìn không tới người cùng không biết chữ người la lớn. Được rồi, ta tới niệm. Triệu kiến thiết cao giọng đáp. Triệu kiến thiết từng câu từng chữ niệm cho đại gia nghe. Ninh tịch nguyệt mấy người đứng ở phía trước lựa chọn chính mình xem. Lần này một thông báo mặt trên dáng văn kiện cùng lần trước ở Hoàng Trấn Trưởng Gia nhìn đến nội dung giống nhau chỉ là thông cáo thượng nội dung có điểm khác nhau, này mặt trên viết nội dung càng thêm kỹ càng tỉ mỉ, chủ yếu là viết chiêu công yêu cầu cùng điều kiện cùng với phúc lợi đãi ngộ. Nàng đầu tiên nhìn về phía chính là nhị ca lựa chọn cái kia kho quản phúc lợi đãi ngộ là như thế nào. Mỗi tháng 6 đồng tiền, quản tam bữa cơm. Tiền lương tuy rằng không cao, nhưng quản cơm liền giải quyết trong sinh hoạt hơn phân nửa nhu cầu, 6 khối tiền lương chính là thuần túy thu vào, việc cũng không phải rất mệt, ở nông thôn có thể có cái này công tác đã là thực không tồi trên mặt đất bận việc cũng là vì kiếm công điểm vì kia một ngày tam cơm bận việc ninh tịch nguyệt đã nghe được rất nhiều người thảo luận cái này cương vị bất quá thảo luận nhiều nhất cũng chính là bọn họ thanh niên trí thức viện cũng liền thanh niên trí thức viện thanh niên trí thức phù hợp điều kiện lưu giao liền chỉ vào cái này cương vị nhìn về phía thanh niên trí thức viện mọi người cái này cương vị không tồi các ngươi có thể đi thử một lần còn chiêu hai cái ta không đi ta còn là thành thành thật thật làm công được vương manh manh không có hứng thú lắc đầu kho quản còn muốn dọn trọng đồ vật, còn không bằng nàng làm công tới thoải mái. Ta đi báo danh trong phòng bếp công tác. Ngô Quế Phương nhìn trúng hái rau sắc rau đánh tạp cái này sống, bất quá đối thủ cạnh tranh vẫn là nhiều, đội thượng thiếm nhóm đều như hổ trình mồi nhìn chầm chầm cái này cương vị. Tịch Nguyệt, ngươi đâu? Lưu Giao xem Ninh Tịch Nguyệt nhìn chầm chầm mặt trên xem không ra tiếng nói chuyện, vì thế tò mò hỏi. Ninh Tịch Nguyệt bẩn cật cười, ta nói giao giao nha, ngươi sợ không phải quên ta ở đội thượng vệ sinh sở công tác trần diệp sơ thu hồi xem thông cáo ánh mắt nhìn về phía lưu giao cười nói tịch nguyệt cái kia công tác có thể so này đó khá hơn nhiều hoàn toàn liền không cần ném dưa hấu đi nhặt hạt mè đội trưởng cũng sẽ không cho phép lưu giao gõ hai hạ đầu mình đúng vậy xem ta nhất thời không nhớ tới tịch nguyệt là thầy lan thật tốt công tác ngô quế phương nhìn về phía đại gia hỏa hỏi các ngươi xem xong rồi sao xem xong chúng ta liền đi trở về muốn báo danh đến ngày mai đi trấn trên xem xong rồi mấy người sôi nổi gật đầu trả lời ninh tịch nguyệt dẫn theo băng ghế bài trừ đám người đi thôi trên đường liêu dư lại nam nữ thanh niên trí thức đều đi theo cùng nhau rời đi đám người nên xem đều đã xem trọng báo không báo danh báo cái nào cương vị đại gia trong lòng đều hiểu rõ một đám người vừa đi vừa thảo luận trở lại thanh niên trí thức viện tất cả mọi người không có vào nhà tạm chấp nhận trong tay dẫn theo tiểu băng ghế ở trong sân ngồi xuống vây ở một chỗ liêu một chút hôm nay việc này Trước mắt thanh niên trí thức viện thanh niên trí thức ở chung đến độ rất hài hòa, ngồi ở cùng nhau ngươi một câu ta một câu nói ra từng người ý tưởng. Ninh tịch nguyệt sau khi nghe xong thống kê một chút, không báo danh tham gia người còn không ít, nàng chính mình liền không nói, dư lại còn có lưu giao, vương manh manh, hạ chí bằng, còn có làm nàng không tưởng được vương kiến đông đều không tính toán báo danh. Hỏi nguyên nhân, vương kiến đông liền vẽ mặt hàm hậu vuốt cái óc ngây ngô cười, ta đầu óc đơn giản, sức lực lại tiểu, nấu cơm miễn miễn cưỡng cưỡng, cũng chỉ thích hợp thành thành thật thật làm công mặt khác đều tin tưởng nên tịch nguyệt cái thứ nhất không tin nàng suy đoán này anh em khẳng định là cảm thấy làm công hảo sờ cá còn tự do chút bất quá mọi người có mọi người ý tưởng cũng không liên quan nàng sự dư lại triệu kiến thiết vu tri ngộ trần diệp sơ đều là bôn kho quản đi đều muốn đi thử một lần đương nhiên trần diệp sơ còn có đệ nhị ý tưởng nàng còn tưởng cùng ngô quế phương cùng đi báo danh trong phòng bếp việt trong phòng bếp sống có mệt hay không khác nói dùng trần diệp sơ nói đi trước thử một lần thật muốn tuyển thượng cũng không cần chụp đội trưởng đều nói nhân viên có thể thay đổi nếu là thật sự rất mệt nàng liền tìm nguyện ý đi làm người đem nàng thay thế đội thượng luôn có thím nguyện ý đổi nói được không sai biệt lắm thời điểm lưu giao hưng phấn vỗ tay nói ngày mai trấn trên nhất định thực náo nhiệt ta muốn đi nhìn một cái các ngươi muốn hay không đi đi nha ta muốn đi xem náo nhiệt vương manh manh đầu một cái phụ họa ở đội thượng cũng không gì sự nhàm chán thật sự còn không bằng đi theo cùng đi trấn trên chơi hành chúng ta đây ngày mai cùng đi ta phỏng chừng ngày mai đội thượng khả năng không vài người ở nhà ninh tịch nguyệt cũng là muốn đi nàng không báo danh nhưng nhị ca muốn báo danh còn đáp ứng rồi đi hoàng trấn trưởng gia xem đào đào vậy nói như vậy định rồi triệu kiến thiết ánh mắt chờ mong nhìn nơi xa bao phủ ở mây mù trung đại kỳ sơn Đệ 256 chương bãi lạng 3 người tổ. Ngày kế buổi sáng, tỉnh Xuyên công xả cửa. Đen nghìn nghịt một mảnh đám người tể ở bên ngoài, mỗi người trên mặt đều tràn đầy vui sướng tươi cười, hiện trường một mảnh khí thế ngất trời. Ninh tịch nguyệt tới rồi trấn trên liền cùng thanh niên trí thức viện phân đội nhỏ người tách ra, đương nhiên là bị bắt tách ra, người quá nhiều, chen vào đám người đã bị tể tan. Cùng hiện đại xuân vận đuổi xe lửa so sánh với không nhường một tấc Ninh tịch nguyệt thật vất vả tể đến công xả cửa nhưng tới rồi liền trợn tròn mắt, nguyên tưởng rằng bên ngoài người cũng đã đủ nhiều, không nghĩ tới nơi này người càng nhiều, không có một tia khe hở có thể cung nàng chen vào đi xem tình huống. Chen không vào, tịch nguyệt từ bỏ. Lẩm bẩm, ai, người này cũng quá nhiều, ta còn là không đi vào, ở chỗ này chờ, nhất định có thể nhìn đến nhị ca. Ninh tịch nguyệt ở công xã cửa nghiêng đối diện tìm một người thiếu góc, từ trong bao móc ra gạch phóng tới trên mặt đất, điều thành sofa hình thức, nhàn nhã ngồi ở mặt trên, nhìn phía trước người đến người đi. Nàng thấy được không ít thuộc gương mặt, đều là đội thượng thím các thúc thúc, có dùng sức hướng trong tể, còn có chút tương đối người thông minh không uổng kính tể, đứng ở dòng người liền sẽ bị những người khác mang theo chen vào đi. Đương nhiên như vậy rất khó chịu, Ninh Tịch Nguyệt là không nghĩ đi tể, ngồi xuống sau nàng liền không nghĩ đi lên, gạch thượng đẩy bối mát xa công năng quá thoải mái. Người khác chỉ cho rằng nàng ngồi ở băng lạnh lẽo gạch thượng, kỳ thật nàng là ngồi ở giả thuyết ghế mát xa thượng, hưởng thụ gạch mát xa, ở đây người liền không có một cái so nàng nhẹ nhàng tự tại. Nếu không phải sợ bị người cảm thấy đầu óc không bình thường, nàng thậm chí đều tưởng nhắm hai mắt hưởng thụ, lại đem ấm nước móc ra tới uống dưỡng sinh trà. Bất quá thu liễm biểu tình, chỉ lấy ấm nước uống trà, lấy điểm ăn đồ vật ăn vẫn là được không? Hành động phái ninh tịch nguyệt nói làm liền làm, lấy ra trên người nghiêng vác ấm nước mở ra cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống, một cái tay khác móc ra một khối quý đồng chí cho nàng gửi lại đây chocolate ăn, đôi mắt dư quan liếc tới rồi hình bóng quen thuộc, chạy nhanh đứng lên phất tay. Hô lớn, nhị ca, nơi này. Ninh Thanh Viễn sớm liền nhìn đến muội muội ngồi ở trong một góc, một bàn tay cầm ấm nước, một bàn tay cầm một khối chocolate, thích ý ngồi ở chỗ kia nhìn đám người, còn đang suy nghĩ khi nào có thể phát hiện hắn, kết quả dây tiếp theo liền nhìn đến hắn. Quả nhiên là huynh muội, như là có tâm linh cảm ứng dường như, hắn ra công xã liền theo bản năng hướng cái này góc nhìn qua, thật đúng là làm hắn thấy được chính mình muội muội ninh thanh viễn khóe miệng ngậm cười đi qua đi trêu chọc nói ta nói muội muội ngươi vị trí này tuyển đến có thể nha ngồi ở chỗ này còn rất là hưởng thụ chocolate đều ăn thượng bước tiếp theo có phải hay không muốn móc ra bánh đậu xanh ninh tịch nguyệt từ trong túi móc ra một khối chocolate đưa qua đi đồng thời bần miệng nói tiếp nếu nhị ca cho ta đem bánh đậu xanh mua trở về cũng không phải không thể hành chúng ta đây hiện tại đi cung tiêu xả mua bánh đậu xanh làm ngươi ngồi ăn cái đủ ninh thanh viễn chút nào không nhượng bộ từ trong túi móc ra tiền giấy quơ quơ. Ninh tịch nguyệt đem trên mặt đất gạch nhặt lên tới chục vài cái hôi bỏ vào trong bao, đi theo nhị ca phía sau thật sự hướng cung tiêu xã phương hướng đi đến. Trên đường, Ninh tịch nguyệt tò mò hỏi công xã tình huống bên trong, nàng chưa tiến vào không quan trọng, nhưng nhị ca đi vào, đối tình huống bên trong đó là biết rõ ràng, cũng liền tương đương với nàng đi vào. Nhị ca, thế nào, bên trong là tình huống như thế nào? Không gì đại tình huống, đều cầm biểu ở điền báo danh biểu, có chút sẽ không viết chữ công xã can sự hỗ trợ viết, cho nên có điểm chậm, mặt sau mới có thể như vậy chen chút. Ninh tịch nguyệt sách một tiếng, không phải hỏi ngươi cái này, ta là hỏi ngươi ở bên trong có hay không chú ý tới có bao nhiêu người báo danh ngươi cái này cương vị. Cái này nha, không quá chú ý, bất quá ta ở bên trong biết một tin tức. Ninh Thanh Viễn úp úp mở mở nhìn Ninh Tịch Nguyệt. Ninh Tịch Nguyệt như hắn mong muốn thúc giục nói, mau nói. Trừ bỏ thợ mỏ, mặt khác hậu cần cương vị tận lực ở chúng ta đội cùng các ngươi đội người giữa chọn lựa, khai thác mỏ than các phương diện đối chung quanh hộ gia đình ảnh hưởng đều rất lớn, này xem như cho chúng ta hai cái đội phúc lợi. Nghe đến đó Ninh Tịch Nguyệt liền biết đây là có ý tứ gì, này liền ý nghĩa chủ yếu cạnh tranh nhân viên chính là bọn họ hai cái đội nhân viên, này cạnh tranh liền tương đối nhỏ. Biết tin tức này, Ninh Tịch Nguyệt không sao cả, cũng không gì muốn biết sự tình, cũng chỉ chờ khảo thí thấy rốt cuộc. Mười ngày sau, những cái đó báo danh nhân viên đều hướng trong trấn học bên trong đi tham gia khảo thí đương trường ra kết quả ninh tịch nguyệt bọn họ thanh niên trí thức viện mọi người đều đi trong trấn học tham gia khảo thí người đi vào khảo thí không báo danh người liền đứng ở cửa chờ chủ đánh chính là một cái xem náo nhiệt lưu giao đứng ở cửa lượt hiện nôn nóng đi tới đi lui thường thường hướng trong nhìn một cái tịch nguyệt manh manh các ngươi nói quế phương tỷ cùng diệp sơ đều đi vào lâu như vậy như thế nào đều còn không có ra tới ta đều nhìn đến thật nhiều người ra tới ta biểu ca cũng chưa thấy được người khác ảnh. Bị kêu ninh tịch nguyệt cùng vương manh manh thoải mái ngồi ở dưới bóng cây, một người ngồi một cái mang chỗ tựa lưng ghế nhỏ, lười biến nghiêng dựa vào uống trà cắn hạt dưa. Hai người ngồi ghế nhỏ trung gian treo tiểu trong rổ đã trang non nửa rổ hạt dưa xác. Vương manh manh một bên cắn hạt dưa, một bên triều nàng vẫy vẫy tay, đừng nóng vội sao, mau tới đây ngồi xuống nghỉ tạm trong chốc lát, uống miếng nước, ngươi không mệt ta nhìn ngươi đi lại đều mệt mỏi. Lưu Giao đi tới ngồi xuống, uống một ngụm thủy lại nhìn về phía ninh tịch nguyệt tò mò dò hỏi manh manh không vội ta lý giải tịch nguyệt ngươi đều không vội sao ca ca ngươi cũng không thấy được bóng người nha cấp gì cấp chúng ta lo lắng xuân cũng không dùng được nên là cái gì kết quả liền sẽ là cái gì kết quả đến thời gian liền biết tuyển không lựa chọn đều không sao cả trọng ở tham dự ngươi phải học được bình tĩnh ninh tịch nguyệt bắt một phen hạt dưa phóng tới lưu dao trong tay tới ăn hạt dưa lại không ăn đều không có sau đó nàng lại nhìn về phía vương manh manh nói, lần này hạt dưa hương, chúng ta đợi chút lại đi cung tiêu xã mua điểm. Vương manh manh cầm một viên hạt dưa ở trong tay nhìn kỹ, là so dĩ vãng ăn ngon, cái đầu đều đại chút, đợi chút đi nhiều mua điểm, quá mấy ngày làm công nói chuyện phím khi ăn. Là cái ý kiến hay. Hai người thích ý lại thoải mái ngồi cắn hạt dưa nói chuyện phím làm lưu dao cũng tỉnh hạ tâm tới, đi theo bãi lạng, dựa vào nàng kia đem trên ghế cắn hạt dưa, tính, ta cũng mặc kệ, các ngươi nói đúng, đến bình tĩnh, cắn hạt dưa. Này liền đúng rồi, có chuyện gì so được với chính mình quá đến thoải mái. Ninh tịch nguyệt đem ấm nước đưa tới tay nàng, nhà, ngươi ấm nước cầm, này hạt dưa hảo là ăn ngon chính là phí thủy. Bãi lạng hai người tổ bởi vậy biến thành bãi lạng ba người tổ. Ngồi ở trên ghế cắn hạt dưa nói chuyện phím công phu chờ người ra tới. Ninh tịch nguyệt nhướng mày nhìn về phía cửa chỗ đi tới mấy người, xem, bọn họ cùng nhau ra tới đệ 257 chương khí thế ngất trời đại liễu đội. Lưu Giao đi theo vọng qua đi, quả nhiên nhìn đến mọi người đều cùng nhau ra tới, vui vẻ đứng lên, nhảy hướng cửa vẫy tay, bên này, mau tới đây. Thanh âm to lớn vang dội, một chút liền hấp dẫn mọi người lực chú ý, Trần Diệp sơ một đám người ra tới liền thấy được, chạy chậm chạy tới. Lại đây sau hài hước nhìn các nàng ba này một sạp, trêu đùa. Ta liền nói các nàng ở bên ngoài sẽ không bạc đãi chính mình, xem đi, lại là ghế dựa, lại là nước trà, lại là hạt dưa còn rất sẽ đến sự ta nói các ngươi này ghế dựa là chỗ nào tới một người chỉnh một phen làm cho còn rất thoải mái ngô quế phương vuốt ba người mang chỗ tựa lưng ghế nhỏ ngạc nhiên nói lại ở một cái khác tiểu trong rổ bắt một dúng hạt dưa ở trong tay ăn nhìn đến trung gian cái kia trong rổ hạt dưa da lại kinh ngạc một chút nha các ngươi này hạt dưa da đều ăn một rổ buổi sáng ta còn ở kỳ quái tịch nguyệt ngươi mang hai cái rổ làm gì nguyên lai like một cái là trang hạt dưa một cái là ném hạt dưa ra, bội phục các ngươi. Ninh tịch nguyệt vỗ vỗ trên tay hạt dưa sát hôi, cười đứng lên. Hại, này không phải làm ngồi ở chỗ này nhàm chán sao, chúng ta tam đã sớm thương lượng đi cung tiêu xã mua hạt dưa trở về, biên chờ biên cắn hạt dưa, thời gian quá đến mau một ít, đến nỗi chúng ta ngồi ghế dựa, trong trường học mặt mượn. Vương manh manh buông trên tay hạt dưa nhìn bọn họ dò hỏi, các ngươi khảo đến thế nào? Còn hành, chúng ta muốn ở chỗ này chờ một chút, quá một lát liền sẽ dán bản đơn trần diệp sơ nhìn về phía cổng lớn trả lời nói ninh tịch nguyệt nhìn đến ra tới người đều không có rời đi nơi này toàn bộ đều ở cổng lớn lòng nóng như lửa đốt chờ kết quả chờ đi mọi người đều đang đợi lúc này hạt dưa liền phát huy ra tác dụng trắng hạt dưa trò chuyện thiên sau một đám người làm đứng ở nơi đó hảo thời gian cũng quá đến mau nhiều thực mau dán bản đơn người liền cầm đồ vật ra tới hiện trường người đều xôn xao lên ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào cầm bản đơn người Ninh Thanh Viễn nhìn ở cổng trường trên vách tường dán bản đơn người bị một đám người vây quanh, kiến nghị nói, ra tới, người quá nhiều, chúng ta đám người thiếu một ít lại qua đi xem đi. Cũng đúng, không vội với này một. Vu tri ngộ xem này không ngừng tể đám người lại nghĩ tới phía trước báo danh khi chen chút, một chút đều không dễ chịu, gật đầu đồng ý. Những người khác cũng là như vậy tưởng, người quá nhiều liền không đi tể nhìn, đều đợi lâu như vậy lại nhiều chờ một lát cũng là có thể. Cũng không chờ một bao lâu, đám người tán đến không sai biệt lắm, bọn họ mới đi qua đi xem. Ninh Tịch Nguyệt cùng Vương Manh Manh, lưu giao ba cái không tham gia người tạm thời không có quá khứ xem, mà là vội vã đi còn ghế dựa, ghế dựa là tìm trong trường học bảo vệ cửa đại gia mượn, còn phải cấp đại gia dọn về đi. Còn xong ghế dựa trở về liền nghe được mấy người tiếng hoang hô. Ninh Tịch Nguyệt nhanh hơn bước chân qua đi. muội ta thành. Ninh Thanh Viễn hưng phấn đói triệu Ninh Tịch Nguyệt chạy tới, nói cho nàng tin tức tốt này thật sự quá tuyệt vời ta đi xem ninh tịch nguyệt nghe thấy cái này tin tức thật cao hứng nhưng còn tưởng chính mình tận mắt nhìn thấy vài bước chạy đến bản đơn hạ tìm kiếm tên hai cái kho quản nhân viên một cái vu tri ngộ một cái chính là nàng nhị ca mà ngô quế phương cùng trần diệp sơ thật đúng là làm các nàng nhận lời mời tiếng trong phòng bếp đương đánh tạp tiểu muội chưởng muỗng đầu bếp vẫn là trước kia ở đại thực đường trải qua thím nhóm nàng thấy được lưu thẩm còn có trương thẩm hai người Cuối cùng triệu kiến thiết làm ninh tịch nguyệt thực ngoài ý muốn, hắn cũng đi vào phòng bếp, chẳng qua hắn là phụ trách làm trong phòng bếp hết thảy việc tốn sức, cùng với sắc rau, hắn đao công lợi hại, bị lựa chọn trở thành trong phòng bếp tảng. Mỗi người đều có từng người nơi đi, ninh tịch nguyệt còn rất vì bọn họ cao hứng. Bị tuyển tiến vào sau liền không cần lo lắng ăn cơm vấn đề, còn có thể có tiền lấy, đối với bọn họ xuống nông thôn thanh niên trí thức tới nói đã là thực tốt nơi đi. Ninh tịch nguyệt suy nghĩ một khác sự kiện, thực đường khai lên sau các nàng này đó không phải công nhân có thể hay không đi ăn, đưa tiền mua cái loại này, như vậy bận quá thời điểm là có thể đi nơi đó giải quyết, tỉ như buổi sáng không nghĩ động lại muốn ăn bất đồng chủng loại bữa sáng khi. Có thể trở về hỏi một chút đội trưởng. Ta rất cao hứng, tịch nguyệt, chúng ta đều bị lựa chọn. Trần Diệp Sơ ôm ninh tịch nguyệt vui vẻ nhảy. Chúc mừng, chúc mừng. Ninh tịch nguyệt một bàn tay nữa ôm Trần Diệp Sơ, một cái tay khác lôi kéo ngô quế phương tay, mấy cái kích động đến không được. Triệu kiến thiết vỗ tay đề nghị, hôm nay thật là cái nhật tử, nếu không giữa trưa chầu này chúng ta trở về cùng nhau thấu đồ vật nấu cơm, ngồi ở cùng nhau chúc mừng một chút thế nào. Ta xem có thể. Lưu Giao nghe được cùng nhau ăn cơm, đó là cái thứ nhất hưởng ứng. Những người khác cũng sôi nổi gật gật đầu đồng ý. Ninh Thanh Viễn cái này khác đại đội thanh niên trí thức đã cùng bọn họ hỗn chính, cũng ở bị mời hàng ngủ. Hắn đại bộ phận lương thực đều đặt ở Ninh Tịch Nguyệt nơi đó, lấy lương thực đi nấu vẫn là rất phương tiện cho nên đáp ứng rồi cái này đề nghị đi theo cùng nhau ăn cơm lúc này ở trấn trên đi dạo một vòng vương kiến đông cũng đã trở lại người vừa đến tề đại gia liền tổ chức rời đi nơi này trở về chúc mừng hôm nay có thể coi như là toàn bộ đại đội nhất náo nhiệt thời điểm mặt trên đã phái người nhập trú đại liễu đội bắt đầu một ít cơ sở xây dựng bình lộ dựng lều cùng phương tiện chờ một hồi đến trong đội liền nhìn đến khí thế ngất trời trường hợp về sau đại đội có náo nhiệt Ninh Tịch Nguyệt tin tưởng lấy quặng đội vừa đến tề, kia toàn bộ đại liễu đội sẽ là so trấn trên đều còn náo nhiệt. Người một nhiều kia bác quái tin tức liền nhiều, bằng nàng ở đội thượng ăn dưa năng lực cùng nhân mạch, kia về sau là không cần lo lắng nhàm chán, thím nhóm trước nay liền sẽ không làm nàng thất vọng, nàng mặt danh thực chờ mong. Đột nhiên cảm thấy nàng cái này xuống nông thôn sinh hoạt quá đến là thiệt tình không tồi, về sau trở về thành không biết còn có thể hay không tìm được như thế lạc thú. Kế tiếp nhật tử, Ninh Tịch Nguyệt từng bước một nhìn trong đội biến hóa thực đường đã thu thập ra tới, liền chờ chính thức sôi nấu cơm. Khai thác thang quặng đội ngũ lục tục đã đến, đội thượng ngoại lai nhân viên từng bước tăng nhiều, dần dần náo nhiệt lên. Giảng dị lều cũng từng bước một xây lên tới, đại đội văn phòng bên ngoài đập lớn thượng từng bước từng bước tiểu lều sôi nổi đứng lên tới. Khai thác thiết bị cùng công cụ cũng đều từng bước đúng chỗ. Lúc này đây đội thượng còn phải đến một cái rất tốt chỗ. Đội thượng các nơi lộ toàn bộ đều bị tu chỉnh đến lại khoan lại bình, còn trải lên khai thác ra tới đá vụn, làm đại đội thượng lộ không bao giờ là trước đây cái loại này vừa đến ngày mưa liền thành khe rảnh tung hoành, gồ ghề lồi lõm lầy lội đường nhỏ. Thậm chí còn tân phô một ít lộ ra tới, đạt thành nếu muốn phú trước tu lộ mục tiêu. Làm đội thượng người đều thực vui vẻ, đây là tạo phúc hậu bối con cháu sự tình, đều thấy vậy vui mừng, còn giúp cùng nhau lót đường. Mỗi người trên mặt từ khai thác mỏ than chuyện này một truyền ra tới sau trên mặt liền vẫn luôn tràn đầy tươi cười, nhìn đến một cái một cái đường sỏi đá ra tới, kia quả thực càng thêm hưng phấn, đội trưởng vây quanh đại đội chạy vài vòng mới ngăn chặn trong lòng kích động. Đương nhiên còn có ninh tịch nguyệt thế nhị ca quan tâm kho hàng nơi vị trí, tự nhiên cũng là ở bọn họ đại đội thượng văn phòng, riêng thu thập ra tới một gian phòng làm mỏ than khai thác đội chuyên chúc nhà kho. Ninh tịch nguyệt biết tin tức này sau như suy tư gì, tuy rằng cách vách đại hòe đội ly đến cũng không xa, nhưng nàng nhị ca luôn hai cái đội phía. Trước qua lại chạy chung quy không phải chuyện này trong tay kia phân tinh là thời điểm có tác dụng. Ở Ninh Thanh Viễn tới đại liễu đội xem tiến độ khi, Ninh Tịch Nguyệt gọi lại người. Ca, giữa trưa lưu lại ăn cơm, ta có chuyện cho ngươi nói. Được rồi. Ninh Thanh Viễn một ngụm đồng ý. Giữa trưa cơm nước xong, vừa thu thập hảo phòng bếp, Ninh Tịch Nguyệt lập tức lôi kéo nhị ca ở cái bàn biên ngồi xong. Ninh Thanh Viễn xem muội muội vội vàng bộ dáng, khẽ cười một tiếng, muội, ngươi phải cho ta nói cái gì sự tình, thần thần bí bí. Ninh Tịch Nguyệt làm tốt sau từ trong bao móc ra lúc trước Lâm Dì cho nàng tin đưa tới Ninh Thanh Viễn trước mặt. Đây là. Ninh Thanh Viễn cầm tin nghi hoặc nhìn về phía Ninh Tịch Nguyệt. Ninh Tịch Nguyệt giải thích nói, mụ mụ bằng hữu Lâm Dì cấp, nói là nàng có cái bằng hữu ở chúng ta công xã thanh niên trí thức làm công tác, có chuyện liền có thể cầm này phong thư đi tìm nàng hỗ trợ. Ninh Thanh Viễn nghi hoặc không giảm, tiếp tục chờ nàng nói sự tình, cũng đem trên tay tin còn cấp Ninh Tịch Nguyệt. Chương 258 Bái Phỏng Trưởng Bối một ngươi này không phải còn có hai ngày liền phải bắt đầu công tác sao công tác địa điểm vẫn là ở chúng ta đại liễu đội mà ngươi ở tại đại hòe đội này hai cái địa phương một đi một về vẫn là muốn chút thời gian liền tính kỵ xe đạp cũng không có ở tại chúng ta đại đội phương tiện ninh tịch nguyệt ngón tay điểm ở phong thư thượng lúc này này phong thư là có thể phái thượng điểm công dụng đã hiểu đi không hiểu ninh thanh viễn thờ khảo lắc đầu trong đầu ý tưởng không cùng ninh tịch nguyệt ở cùng cái kênh thượng căn bản không hướng ninh tịch nguyệt suy nghĩ phương hướng tưởng đợi một giây lại mạch não thanh kỳ nói. Phỏng vấn khi nói, vì tiết kiệm phí tổn, ly đến gần người không cung cấp lều trụ, chúng ta tìm người cũng không được. Ca, ngươi sao liền không rõ, không phải ngươi tưởng cái kia, trừ bỏ trụ lều còn có càng tốt biện pháp làm ngươi có thể ở đại liễu đội trụ. Ninh tịch nguyệt ngồi vào nhị ca bên cạnh vị trí thượng, để sát vào sau nhỏ giọng nói. Ngươi xem chúng ta thanh niên trí thức viện, từ kia hai vị nam đồng chí bị bắt đi sau liền không ra tới một gian phòng, trước mắt cũng không có tân tiến vào thanh niên trí thức, ta liền tưởng chúng ta suy nghĩ nghĩ cách, nếu là ngươi có thể trở thành chúng ta đội thanh niên trí thức, vậy có thể ở lại ở chỗ này, chúng ta hai huynh muội ly đến gần, còn có một cái chiếu ứng, nhiều phương tiện đâu, ngươi nói đúng không? Ninh Tịch Nguyệt sau khi nói xong một lần nữa ngồi trở lại chính mình vị trí thượng nhìn Ninh Thanh Viễn, chờ hắn cấp phản ứng. Này có thể được không? Suy tư một lát Ninh Thanh Viễn đối muội muội đề nghị rất có ý động, này nếu là thành công, hắn là có thể cùng muội muội một cái thanh niên trí thức viện này về sau muội muội nếu là có chuyện gì hắn cũng có thể kịp thời biết tùy thời hỗ trợ cũng không cần lo lắng muội muội chịu khi dễ thật tốt sự tình như thế nào không được hiện tại lúc này chính là rất tốt thời cơ ninh tịch nguyệt vừa thấy nhị ca thái độ hấp dẫn liền cho hắn phân tích vì cái gì hiện tại là rất tốt cơ hội ngươi xem ngươi hiện tại vào khai thác than quản công tác trong đội đương kho quản kho hàng vị trí lại ở chúng ta đại liễu đội điều lại đây có thể càng phương tiện công tác, cái này công tác còn có thể bảo đảm ngươi ăn uống, còn có thể kiếm tiền, ngươi điều lại đây đối hai cái đội đều không có bất luận cái gì ảnh hưởng, lại không lấy CM, hộ tịch ở đâu cái đội đều có thể. Có đạo lý nha. Ninh Thanh viễn rộng mở thông suốt, ngẫm lại thực nhận đồng mùi mùi lời nói. Chúng ta thanh niên trí thức làm có người quen, nghe lâm gì nói là thanh niên trí thức làm một tay, kia quả thực chính là nàng một câu sự tình, Chúng ta buổi chiều mang điểm đồ vật đi bái phỏng một chút trưởng bối thăm thăm tình huống. Lại không được chúng ta còn có thể tìm xem hoàng trấn trưởng hỗ trợ một chút, chúng ta khoảng thời gian trước ở trấn trên nhận thức như vậy nhiều lãnh đạo còn sợ trị không được một cái nho nhỏ thanh niên trí thức hộ tịch thuộc sở hữu vấn đề. Ninh Tịch Nguyệt đối này rất lạc quan. Chuyện này vốn dĩ cũng không phải bao lớn sự tình, cùng thuộc về một cái công xã hạ hai cái liền nhau gần đội, ở đánh hảo hảo công tác, vì quốc gia xây dựng góp một viên gạch cờ hiệu nàng tưởng liền tính không có quan hệ hẳn là đều là thực dễ dàng làm thành. Trước cuộc lấy quản công tác là trước mắt toàn bộ tùng thị, bình phục huyện, vĩnh xuyên công xã đều chú một sự tình. Tin tưởng trấn trên những cái đó lãnh đạo vẫn là nguyện ý đặc sự đặt làm, hiện tại có thể cơ hội thành công so bất luận cái gì thời điểm đều cao, nàng cá nhân cho rằng có thể đạt tới 90%, hiện tại cơ hội này không quý trọng vậy không biết khi nào mới có thể có như vậy một cái cơ hội tốt. Ninh Thanh Viễn hoàn toàn bị Ninh Tịch Nguyệt thuyết phục, lời này nhắm thẳng trong lòng toản ly nước một buông ngẩng đầu kiên định nói muội liền ấn ngươi nói tới chúng ta đi trước bái phỏng vị này thanh niên trí thức làm trưởng bối thẩm gì hành chúng ta này liền dọn dẹp một chút đồ vật đi các ngươi chính thức công tác ngày đó cũng là chúng ta đội thượng bắt đầu cày bừa vụ xuân động thổ kia một ngày cày bừa vụ xuân ta cũng là muốn tham gia khi đó liền phải vội lên không gì thời gian lộng này đó nay minh hai ngày chúng ta phải đem chuyện này cấp chứng thực mới được Ninh Tịch Nguyệt nói xong liền lấy ra một cái sọc, ngồi xổm ở tủ chén biên đào đồ vật, đem nhị ca phía trước mang cho nàng sửa mạch nha lấy ra tới trang đi vào. Năm trước mùa thu cùng nhị ca đi trên núi làm cho nấm phơi nấm làm trang hai bao, lại móc ra hai khối chính mình làm thịt khô dùng báo chí bao hảo. Sữa mạch nha cùng một phần nấm làm, một khối thịt khô là bái phỏng thanh niên trí thức làm trưởng bối. Mặt khác một phần nấm làm cùng kia một miếng thịt là đưa cho đào đào ăn, đều là chính mình làm gì đó, không làm lỗi. Mấy ngày hôm trước bị Ninh Tịch Nguyệt từ trong không gian thả ra Tiểu Hôi thăm một cái đầu ở sọc biên tò mò nhìn nàng động tác. Tiểu Hôi, bên cạnh đi chơi, đợi chút chúng ta muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi bảo vệ tốt gia. Ninh Tịch Nguyệt đối Tiểu Hôi nói xong liền đem trang thứ tốt sọc đưa cho nhị ca bối thượng, nàng đem chính mình xe đạp đẩy ra đi, đóng cửa cho kỹ, Ninh Thanh Viễn cũng đi đem ngừng ở cửa xe đạp khóa mở ra, hai huynh muội cưỡi xe đạp hướng trấn trên chạy đến. Tiểu Hôi từ phòng bếp cạnh cửa cho nó khai chuyên chút cửa nhỏ chui ra tới lẳng lặng mà ngồi ở cửa nhìn đi xa chủ nhân. Vĩnh xuyên trấn trên, một tòa tiểu viện ngoài cửa. Ninh tịch nguyệt cầm một tờ giấy nhỏ nhìn, lại ngẩng đầu nhìn nhìn trước mặt phòng ở, lộ ra thư thái tươi cười, chính là nơi này, lâm gì cấp địa chỉ chính là cái này địa phương. Ta tới gõ cửa. Ninh thanh viễn đình hảo tự xe cẩu đi qua đi gõ cửa, mới vừa nâng lên cánh tay môn muốn gõ cửa, môn liền từ bên trong bị mở ra. Từ bên trong đi ra một cái 11, 12 tuổi nam hài, trong tay cầm một cái con quay, hưng phấn đi ra ngoài, nhìn đến cửa, ninh thanh viễn cùng ninh tịch nguyệt dừng bước chân, ánh mắt cảnh giác lên. ve net các ngươi là ai? ở cửa nhà ta làm gì? ninh thanh viễn bắt tay buông, mặt mang mỉm cười gật đầu chào hỏi, bằng hữu ngươi hảo, chúng ta tìm thẩm thanh hà, chúng ta là nàng hậu bối, chuyên tới bái phỏng. mẹ tìm ngươi. nam hài nhìn đến cách đó không xa tiểu đồng bọn lại triều hắn vẫy tay, nghe được ninh thanh viễn nói sau. Triều trong viện hô to một tiếng hưng phấn triều tiểu đồng bọn chạy tới. Ai nha? Trong viện vang lên một đạo sáng người thanh âm. Ninh tịch nguyệt cùng ninh thanh viễn lẫn nhau sửa sang lại một chút quần áo, đem sọc cấp thẩm gì chuẩn bị đồ tốt đề ở thượng thủ. Ninh thanh viễn đề sửa mạch nha cùng nấm làm, ninh tịch nguyệt dẫn theo một khối thịt khô, tâm tình hơi khẩn trương chờ bên trong trưởng bối ra tới. Chương 259 bái phỏng trưởng bối 2 Chỉ khoảng nửa khắc, ninh tịch nguyệt liền nhìn đến một vị diện mạo hiền hòa, vây quanh một cái màu lam tạp về, hai chỉ ống tay áo cúng nơi tay khuỷu tay chỗ, đôi tay dính đầy màu trắng bột mì hơn 30 tuổi tuổi trẻ phụ nữ vội vàng. Đi tới. Nhìn đến cửa hai người có điểm quen mắt sau thử tính nghiêng đầu dò hỏi, các ngươi là ninh gia hai anh em. Ninh tịch nguyệt thực ngoài ý muốn cũng thực kinh hỉ, là thật không nghĩ tới vị này thẩm gì một cái đối mặt liền đem bọn họ nhận ra tới. Như thế xem ra sự tình hôm nay nắm chắc lớn hơn nữa. Hai huynh mũi liếc nhau, trên mặt sôi nổi nhiễm ý mừng, trăm miệng một lời đáp, đúng vậy, thẩm gì? Thẩm Thanh Hà trong ánh mắt đựng đầy tươi cười, một tay khuỷu tay đem đại môn hờ khép mặt khác nửa phiến môn cấp đẩy ra, mời nói, ai u, hai huynh muội lớn lên cũng thật hảo, mau tiến vào, đừng đứng ở cửa, chúng ta tiến vào chậm rãi liêu. Cảm ơn thẩm gì, làm phiền. Hai huynh muội dẫn theo đồ vật đi theo đi vào trong viện. Trong viện chính bày một cái bàn, mặt trên phóng bột mì cùng điều tốt nhân cái bàn biên còn ngồi một vị năm sáu tuổi tả hữu tiểu nữ hài, chắc hai cái sừng dê biện nhìn trong bồn nhân, nghe được động tĩnh sau ngẩng đầu tò mò nhìn tiếng vào người. Thẩm Thanh Hà đang muốn đóng cửa, Ninh Tịch Nguyệt chạm chạm nhị ca cánh tay, Ninh Thanh Viễn thấy thế vội vàng tiến lên đi hỗ trợ đóng cửa, thẩm gì ta tới, ngài trên tay không có phương tiện. Hành, ngươi tới quan. Thẩm Thanh Hà cũng không chối từ, sẵn khoái đáp ứng cũng mời, ta vừa lúc ở cùng mặt chuẩn bị cán sủi cảo da, đợi chút các ngươi lưu lại ăn sủi cảo ha thẩm gì, đây là chính chúng ta ở trên núi làm cho nấm phơi khô, hy vọng ngài đừng ghét bỏ. Đinh Thanh Viễn đem trên tay dẫn theo sữa mạch nha cùng nấm làm đưa qua đi, lời nói lại chỉ đề ra nấm làm. Ninh Tịch Nguyệt cũng thuận thế đi theo nhị ca đem trên tay thịt khô cũng đưa qua, đây cũng là chính chúng ta làm, mang cho ngài nếm thử hương vị. Xem hai ngươi, tới chính là tới, còn mang thứ gì? Thẩm Thanh Hà tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng nhìn đến hai cái hậu bối cho nàng mang theo đồ vật trong lòng vẫn là thật cao hứng cho dù nàng biết hôm nay hai đứa nhỏ tới tìm nàng nhất định là có chuyện gì tìm nàng hỗ trợ nhưng kia thì thế nào mấy thứ này thuyết minh người khác rất coi trọng nàng lễ không lễ vật không quan trọng chủ yếu là này phân tâm hẳn là chúng ta là vãn bối tới xem trưởng bối lý nên như thế ninh thanh viễn lại đem trên tay đồ vật đi phía trước đưa đưa thẩm thanh hà chối từ một phen sau tươi cười đầy mặt nhận lấy hai người trên tay đưa qua đồ vật cười ha hả mang theo hai người đi đến giữa sân cái bàn nơi đó dọn ra hai điều băng ghế, bên này ngồi. Tốt, cảm ơn thẩm gì. Thẩm Thanh Hà thấy hai người ngồi xong sau lại cấp nhà mình khuê nữ nói, Tiểu Hòa, đây là ngươi tịch nguyệt tỷ tỷ, đây là Thanh Sa ca ca, mau kêu người. Thẩm Thanh Hà một chút đều không lo lắng nhà mình khuê nữ, nói xong cứ yên tâm dẫn theo đồ vật vào nhà. Ca ca tỷ tỷ hảo. Kêu Tiểu Hòa tiểu cô nương một chút đều không lúng cúng lớn tiếng kêu người. Ai, thật ngoan, ngươi kêu Tiểu Hòa sao? Tới tỷ tỷ nơi này, tỷ tỷ cho ngươi một cái đồ vật. Ninh Tịch Nguyệt ôm thanh tế ngữ cùng nàng nói chuyện, cũng hướng tới nàng vẫy tay. Tiểu Hòa từ băng ghế thượng nhảy xuống, vài bước liền chạy đến Ninh Tịch Nguyệt bên người, tò mò nhìn nàng. Ninh Tịch Nguyệt từ trong bao móc ra một giấy dầu đóng gói đại bạch thỏ kẹo sữa phóng tới tay nàng, tổng cộng có non nửa cân. Tới thời điểm chọn lựa lễ vật quên suy xét như vậy tiểu nhân hài tử, còn hảo nàng trong không gian nhất không thiếu chính là các loại đồ ăn vặt này bao đại bạch thỏ kẹo sữa vẫn là nhị ca trước kia cho nàng mua, dùng nhị ca đưa cho nàng đồ ăn vặt tới tặng lễ nhất thích hợp. Tuy rằng có lâm gì tin, nhưng cầu người làm việc, vẫn là phải có cầu người làm việc thái độ, nàng không thể bôi đen lâm gì mặt mũi. Đặc biệt là điều hộ khẩu như vậy chuyện quan trọng đương nhiên là muốn suy xét đầy đủ hết, tiểu hài tử cũng không thể lậu hạ, mới có vẻ có thành ý, vì kia thẩm gì nhìn mới có thể càng thêm cao hứng. Ninh Thanh Viễn nhìn đến sau trong lòng thực cảm động, muội muội vì hắn nghĩ đến thật chu toàn, đem chính mình thích ăn đại bạch thỏ đều cấp phân ra đi. Hắn quyết định đợi chút đi cung tiêu xã cấp muội muội bổ thượng, đây là làm chuyện của hắn, không thể làm muội muội có hại. Tiểu Hòa tò mò cầm túi, đương nhìn đến bên trong tất cả đều là đại bạch thỏ kẹo sữa khi đôi mắt nháy mắt sáng lên tới, bất quá vẫn là lưu luyến không rời đệ hồi đến nên Tịch Nguyệt trước mặt, lắc đầu, nghiêm túc nói: "Tỷ tỷ ta không thể muốn, mụ mụ mù không cho ta tùy tiện thu người khác cấp đồ vật." Ninh Tịch Nguyệt có một cái chớp mắt giật mình, đứa nhỏ này là cái nghe lời lại có thể chịu nổi dụ hoặc hảo hài tử nha. Một bao đại bạch thỏ kẹo sữa đều lấy ở trên tay còn có thể cự tuyệt, trong nhà giáo đến cũng thật hảo, nàng sờ sờ hài tử tiểu sừng dê biện ôn thanh nói. Vậy ngươi trước cầm, mụ mụ ra tới có thể hỏi trước hỏi mụ mụ, không được trả lại cấp tỷ tỷ. Tới. Vừa vặn thẩm thanh hà bưng hai chén nước trà đi ra, tịch nguyệt, thanh xa, tới uống trà. Cảm ơn thẩm gì. Ninh Thanh Viễn cùng Ninh Tịch Nguyệt đứng lên đi rồi một bước đem từng người trà nhận được trên tay. Tiểu Hòa nhìn đến nhà mình mụ mụ ra tới, cầm đường vui vẻ chạy tới, đưa tới nàng trước mặt, mụ mụ, tỷ tỷ cho ta một bao đường, ta có thể lấy sao? Hai người các ngươi đứa nhỏ này, lần sau trực tiếp tới chính là, nhưng không thịnh hành như vậy. Thẩm Thanh Hà nhìn đến bên trong đại bạch thỏ kẹo sữa cười oán trách một chút Ninh Tịch Nguyệt cùng Ninh Thanh Viễn. Là là là. Ninh Thanh Viễn cùng Ninh Tịch Nguyệt cười đồng ý lần này nói, lần sau nên thế nào vẫn là đến thế nào thẩm thanh hà đem đường đưa cho khuê nữ tỷ tỷ cho ngươi ngươi liền nhận lấy đi đi cấp ca ca tỷ tỷ nói cảm ơn cảm ơn tỷ tỷ tiểu hòa ôm đường chạy đến ninh tịch nguyệt trước mặt không lưng cảm tạ sau khi nói xong lại cười thanh khách đệ chạy đến ninh thanh viễn trước mặt cảm tạ cảm ơn ca ca không cần cảm tạ ninh thanh viễn cùng ninh tịch nguyệt cùng kêu lên đáp đã lâu chưa thấy được các ngươi Ta nhớ rõ lần đầu tiên gặp ngươi hai khi thanh xa cũng chỉ có nhà ta tiểu hòa lớn như vậy, tịch nguyệt muốn điểm nhỏ. Thẩm thanh hà một bàn tay cùng mặt, một bàn tay khoa tay múa chân chiều cao. Lúc ấy ta đi các ngươi lâm dì gia tìm nàng có việc, đi vào liền nhìn đến hai ngươi ngồi ở tiểu băng ghế thượng giúp ngươi lâm dì hái rau đâu, ngoan ngoan ngoãn ngoãn đáng yêu vô cùng, hiện giờ gặp lại đã lớn như vậy rồi, quá đến thật là nhanh. Tịch Nguyệt trổ mã thành duyên dáng yêu kiều đại cô nương, thanh xa cũng là soái tiểu hỏa một cái, đều thực ưu tú ngài khen đến chúng ta đều ngượng ngùng. Ninh Tịch Nguyệt che miệng cười. Ninh Thanh Viễn khóe miệng mỉm cười gật đầu, đứng lên, ngài quá khen, ta tới giúp đỡ cán bột gia đi. Hành nha, kia ta nhưng không khách khí, cán bột gia việc liền giao cho ngươi. Thẩm Thanh Hà nhường ra vị trí, đứng ở kia một chậu cải trắng nhân thịt heo trước mặt. Ninh Thanh Viễn đi rửa tay sau trở về ra sức cán bột gia. Ninh Tịch Nguyệt cùng Thẩm Thanh Hà liền đứng ở bên cạnh cầm sủi cảo bao da, một bên còn trò chuyện thiên, liêu nàng cùng lâm vì sự tình còn quan tâm ninh tịch nguyệt cùng ninh thanh viễn xuống nông thôn sinh hoạt liêu xuống nông thôn đương thanh niên trí thức sinh hoạt đương nhiên liền ít đi không được cho tới đội thượng khai thác mỏ than sự tình ninh tịch nguyệt cùng ninh thanh viễn hai huynh muội cũng cố ý đem đề tài hướng này mặc trên giữa sát ba người nói chuyện phím tự nhiên mà vậy liền nói đến ninh thanh viễn sắp sửa đi lấy quặng trong đội đương kho quản sự tình thượng thẩm thanh hà thế ninh thanh viễn cao hứng kia thật tốt quá đi lấy quản đội đương kho hàng quản lý viên có thể so lưu tại đội thượng thượng công cường, chúc mừng ngươi nha, thanh xa, đây là rất tốt sự. Đều nói đến cái này phân thượng, Ninh Thanh Viễn hai huynh muội đương nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này, hiện tại cái này thời cơ đúng là nói ra hôm nay tới mục đích hảo thời cơ. Ninh Tịch Nguyệt cấp nhị ca đệ một ánh mắt sau, Ninh Thanh Viễn tiếp thu đến sau thành khẩn nhìn Thẩm Thanh Hà nói. Thẩm gì, không dối gạt ngươi, chúng ta hôm nay mạo muội lại đây quấy rầy ngài chính là bởi vì chuyện này, tưởng hướng ngài tìm kiếm điểm ký nghị. Nga, ngươi nói xem. Thẩm Thanh Hà tới hứng thú, rất có hứng thú nhìn hắn, rốt cuộc đi vào chính đề, nàng đến hảo hảo nghe một chút hai hài tự ý tưởng. Đệ 260 chương có thao tác đường sống. Như vậy, ta tưởng dò hỏi một chút thẩm gì ngài, về ta hộ khẩu vấn đề. Đem ta hộ khẩu điều đến đại liễu trong đội không biết có thể hay không hành, cụ thể nên làm như thế nào. Ninh Thanh Viễn gọn gàng dứt khoát đem hôm nay tới mục đích, cuối cùng muốn giải quyết vấn đề nói ra, sau đó bắt đầu giải thích. Ta về sau công tác địa điểm ở đại liễu đội, nếu điều lại đây nói có thể càng phương tiện công tác, vì quốc gia xây dựng cống hiến ra bản thân lực lượng lớn nhất, còn có thể phương tiện ta chiếu cố muội muội. Hắn nhìn đến thẩm thanh hà trên mặt như cũ mang theo như tắm mình trong gió xuân mỉm cười, không có chút nào bất mãn cùng không vui lại tiếp tục nói. Hộ khẩu đi theo công tác quan hệ biến động ta trước kia nghe được quá, nhưng không biết cụ thể tình huống nghĩ đến ngài ở thanh niên trí thức làm công tác, đối phương diện này càng thêm hiểu biết, nhưng đây lại đây dò hỏi một chút tình huống. Ninh Tịch Nguyệt thấy nhị ca sau khi nói xong, ở bên cạnh đi theo đánh phối hợp. Cũng là ta nhìn đến kia công tác địa điểm ở chúng ta đại đội thượng, chúng ta thanh niên trí thức viện nam sinh bên kia lại có phòng trống trí, ta liền suy nghĩ nhị ca nếu là ở tại chúng ta thanh niên trí thức viện nhiều phương tiện, hắn cũng là thanh niên trí thức, công tác địa điểm cũng ở bên này, trụ tiến vào cũng thích hợp, ngài là chuyên nghiệp nhân sĩ, ngài cảm thấy như thế nào trước mặt thẩm thanh hà trên mặt tươi cười không ngừng trên tay bao sủi cảo cũng không dừng lại chính là không nói lời nào ninh tịch nguyệt nhìn đến như vậy thẩm gì trong lòng vô cớ khẩn trương nhìn nhị ca liếc mắt một cái ở trong ánh mắt thấy được cùng khoảng khẩn trương giống nhau nội tâm thấp thỏm chờ nàng nói chuyện ninh tịch nguyệt từ trong bao móc ra một phong thơ đưa qua đi đúng rồi thẩm gì ta nơi này có một phong lâm gì viết cho ngươi tin nàng làm ta giao cho ngài Thẩm Thanh Hà đem tin cầm ở trong tay, xem cũng chưa xem liền sủy đến trên tạp về đại trong túi, cái này đem Ninh Tịch Nguyệt cùng Ninh Thanh Viễn hai anh em làm cho càng khẩn trương. Ninh Tịch Nguyệt trong lòng phạm nói thầm, rốt cuộc là được hay là không được cấp câu nói cũng hảo, như vậy không mở miệng nói chuyện là mấy cái ý tứ. Làm người cân nhắc không ra. Người xem đến đều tê dại. Hai huynh muội chính cân nhắc nói hai câu nói cái gì không cho bãi quá xấu hổ khi, Thẩm Thanh Hà đột nhiên cười ha ha lên. Ha ha, bị ta dọa tới rồi đi ninh tịch nguyệt một bàn tay vỗ bộ ngực ra vẻ hờn dỗi nói thẩm gì nhưng làm ta sợ muốn chết ngài cấp điểm chỉ thị bái dọa tới rồi ninh thanh viễn trang một bộ bị dọa đến biểu tình cũng mang theo xin lỗi nói thẩm gì ta vừa rồi lời nói nếu là có không đúng địa phương ngài đừng để ý không ngại các ngươi lời nói ta đều nghe được thẩm thanh hà cũng không tính toán lại đậu này hai hài tử đem trên tay cầm sủi cảo bao gia hảo về sau ngồi xuống nghiêm túc trả lời bọn họ vấn đề. Các ngươi đây đều là việc nhỏ, là có thao tác đường sống, có thể điều qua đi, chỉ là bước đi có điểm trường ra, tìm người không ít. Ninh Thanh Viễn từ trong bao móc ra giấy bút, ngài nói, ta nghe. Đầu tiên yêu cầu ngươi đi mỏ than khai thác đội người phụ trách nơi đó khai một cái ngươi ở nơi đó đương kho quản công tác chứng minh lại đây, mặt trên nhất định phải viết rõ công tác cương vị cùng công tác địa chỉ. Thẩm Thanh Hà lại nhìn thoáng qua Ninh Tịch Nguyệt tiếp tục nói. Lại tìm Tịch Nguyệt nơi đại liễu đội đội trưởng khai một cái nguyện ý tiếp nhận chứng minh, đợi chút ta lại cho ngươi một nhân viên điều động bản biểu, điền hảo sau tìm các ngươi đại hòe đội, đội đội trưởng ký tên đóng dấu, cầm hai cái chứng minh cùng cái này bản biểu lại đây tìm ta, ngươi kia hộ khẩu là có thể điều đi qua, ngươi cũng liền cùng Tịch Nguyệt giống nhau trở thành đại liễu đội thanh niên trí thức. Ninh Tịch Nguyệt tò mò hỏi, giao tư liệu sau đại khái bao lâu có kết quả? Ta cũng muốn hỏi vấn đề này ninh thanh viễn gật đầu chân thành nói còn có hai ngày thời gian liền phải đi báo danh ta tưởng nhanh chóng có thể đem việc này cấp chứng thực hảo sớm một chút dọn đến đại liễu đội đi trụ như vậy mới có thể toàn thân tâm đầu nhập công tác thẩm thanh hà lại cầm một cái sủi trảo da ở trên tay trước không có trả lời mà là nâng mi miễn cười nhìn hai người các ngươi liền không lo lắng chứng minh khai không ra cái không đến chương sao chỉ cần có tâm đi làm liền không phải cái gì việc khó đối với này với chuyện này ninh thanh viễn vẫn là thực tự tin nhập chức chứng minh thứ này đợi chút đi tương quan người phụ trách là có thể làm tốt, phụ trách quản lý bọn họ này phê tuyển chọn tiếng khai thác trong đội nhân viên hồ sơ quan hệ lãnh đạo hắn quen thuộc, kia hai tháng đi theo muội muội xuất nhập trấn trưởng gia cũng không phải là bạch ngốc. Đến nỗi bọn họ đội trưởng đóng dấu sự tình, kia càng là dễ dàng, ngày thường cùng đội trưởng quan hệ liền rất hảo, tiểu rượu vừa uống, cái cái chương rất dễ dàng, căn bản là sẽ không có nhân vi khó. Ninh tịch nguyệt nghe này đó bước đi cũng cảm thấy còn hảo, không khó, không gì lo lắng, nàng có thể phụ trách thu phục bổn đội đội trưởng. Từ cấp đội thượng heo mẹ thành công đỡ đẻ cũng bảo đảm kế tiếp ấu tể cùng heo mẹ sinh mệnh sau khi an toàn đội trưởng liền kém đem nàng cung đi lên, đối nàng hảo vô cùng, lại có dương liễu thẩm cái này gối đầu gió thổi, khi đội trưởng đối nàng so thân khuê nữ đều không kém bao nhiêu. Những người khác sao, nàng tin tưởng nhị ca có thể thu phục. Muốn nói khó nhất đóng dấu chính là thanh niên trí thức làm, thanh niên trí thức làm không đồng ý, hết thảy đều không cần phải nói, toàn uổng phí, nhưng chỉ cần thanh niên trí thức làm nơi này thu phục, kia mặt sau lộ liền thông suốt, chính là đơn thuần đi lưu trình. Thẩm Thanh Hà nhìn đến hai hài tử hoàn toàn liền không lo lắng, có mười thành mười nắm chắc, vừa lòng mà khẽ cười một tiếng. Đứng dậy vào nhà từ công văn trong bao lấy ra một trương bản biểu, vừa lúc chương cũng ở nàng nơi này quản, nàng móc ra thanh niên trí thức làm con dấu đem chương cái ở thanh niên trí thức làm ý kiến kia một lan, móc ra một con bút máy thêm thượng đồng ý hai chữ, cuối cùng thêm tên hay cầm đi ra ngoài nàng đem trên tay bản biểu đưa tới Ninh Thanh Viễn trước mặt, này phân bản biểu ngươi cầm đi, các ngươi cứ việc đi làm đi, mặt khác sự tình đều giao cho ta. Cảm ơn thẩm gì? Ninh Thanh Viễn đem bản biểu cầm ở trong tay cúi đầu nhìn, kích động cảm tạ nói, cầm lấy trên tay bút mở ra sau điền thượng chính mình tin tức. Ninh Tịch Nguyệt dịch qua đi nhìn thoáng qua, thấy được đã cái hảo chương thêm hảo tự biểu, trong lòng rất kinh ngạc, có thanh niên trí thức làm trước tiên tỏ thái độ, khi dư lại sự tình liền tính bọn họ không có nhân mạch quan hệ cũng không phải cái gì việc khó. Thẩm gì, cảm ơn ngài, ngài đối chúng ta cũng thật hảo." Ninh Tịch Nguyệt mặt mày hớn hở cảm tạ, cũng tự giác cầm lấy sủi cảo gia tiếp tục bao sủi cảo. Thẩm Thanh Hà bị hống đến cao hứng, vất tay nói: "Được rồi, tiếp tục bao, đêm nay thượng có thể ăn đến nhiều ít sủi cảo liền xem các ngươi có thể bao nhiều ít, không đủ ăn nhưng không kém ta, ta nhân chính là cũng đủ nhiều." chỉ có thể lại các ngươi làm vằng thắng cán gia tốc độ không đủ. ninh tịch nguyệt nói dẫn đáp, kia ta nhưng đến nỗ lực hơn nhiều bao điểm, ngài đến lúc đó cũng không thể ghét bỏ ta ăn đến nhiều. người đứa nhỏ này thật thật là cái tiểu cơ linh, chọc người thích, bao xong sủi cảo sau lại nói cho ngươi một bí mật. thẩm thanh hà đánh tâm nhãn thích đứa nhỏ này tinh thần phấn chấn có sức sống, còn có điểm tiểu nghịch ngợm, là cái nhận người đau hài tử, nàng chuẩn bị đem cái kia tiểu bí mật nói cho nàng, bằng không đứa nhỏ này như thế nào sẽ biết đâu.